Đông Tri Xuân Các, luyện khí điện. Xong, Tống Thư Hàng thu hồi hai tay, vỗ tay mỉm cười. Ở trước mặt hắn, Vương Bá chuyên gia Tri Thuẫn bên trên tán phát lấy nhàn nhạt thất thải thần khí quang huy. Hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa độ thân mật đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, giữa hai bên không có chút nào khoảng cách, lại không lạnh nhạt cảm giác. Nếu không phải Quy Thuẫn vừa rồi tấn cấp hoàn thành, khí linh vẫn còn mới sinh giai đoạn, tương đối yếu ớt, Tống Thư Hàng tuyệt đối sẽ tiếp tục quét xuống, một hơi đem Quy Thuẫn khí linh cho cường hóa thành khí linh tiểu tiên tử bộ dáng. Thất thải Quy Thuẫn theo Tống Thư Hàng tâm ý, hóa thành lớn chừng bàn tay, vui vẻ tại Tống Thư Hàng bên người xoay tròn, liền như là khả ái nữ nhi tại phụ thân bên người xoay quanh vòng. Trên đó mao đoàn tiểu khí linh thỉnh thoảng phát ra ô ô tiếng kêu, bầu không khí đều biến vui sướng lên. Đông Phương Đại Đế dùng sức vuốt vuốt bản thân huyệt Thái Dương. Hắn cùng bá tống tiếp xúc mới bao lâu, nhân sinh quan đã bị đại lượng trùng kích. Người đây là cái gì pháp thuật? Đông Phương Đại Đế lên tiếng hỏi lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tống Thư Hàng cái này quang huy hẳn là cùng loại dưỡng kiếm thuật loại hình thủ đoạn. Nhưng là, dưỡng kiếm thuật nào có dạng này thi triển? Nào có bực này uy lực? Sở dĩ, Đông Phương Đại Đế ngược lại không thể xác nhận. Là dưỡng đao thuật, bao hàm ta yêu dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng đáp, chỉ cần có yêu, như vậy ta cùng ta pháp khí ở giữa, liền không khả năng có lạnh nhạt. Đông Phương Đại Đế, người đây là cái gì dưỡng đao thuật, quá tà đi. Vốn cho rằng pháp khí sau khi tấn thăng lạnh nhạt cảm giác, đầy đủ làm bá tông uống một bình. Ai nghĩ đến hắn vậy mà lại có bực này tà thuật, bạo lực phá giải bản mệnh pháp khí lạnh nhạt cảm giác. Không hổ là bị thiên đế nhìn chúng ra hỏa, tổng là có thể tại sự tình các loại bên trên cho người ta kinh hỉ. Chờ ta pháp khí thăng cấp xong, ta và ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút ngươi cái này dưỡng đao thuật. Hiện tại, nhóm lửa, trái tim, Đông Phương Đại Đế nói. Không có vấn đề, Đại Đế. Tống Thư Hàng duỗi tay tại lồng ngực của mình sờ mó, một lần nữa móc ra một cái bá tống lưu ly trái tim đưa cho Đông Phương Đại Đế. Tống, vì luyện khí dâng ra trái tim, cẩu đản. Sau đó, không có trái tim Tống Thư Hàng ngồi vào thiên hỏa lô trước mặt, yên lặng nhóm lửa. Bá Tống, người bản thể ở đâu? Tại Tống Thư Hàng yên lặng xung làm nhóm lửa đồng tử thời điểm, trong đầu vang lên một thanh âm. Là Bạch Cốt Tiên Cơ thanh âm, nàng thông qua Tống Pho, trực tiếp liên hệ Tống Thư Hàng bản thể. Ta tại nhóm lửa đâu, tiên tử chuyện gì? Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Cốt Tiên Cơ nói, người nếu không đem ý thức chuyển gì tới xem một chút, da đen vũ nhu tử vừa rồi đột nhiên thống khổ ngã xuống đất, đau đến nói không ra lời. Chúng ta hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng cũng trả lời không ra. Da đen tử đột nhiên thống khổ ngã xuống đất, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, lập tức liền đoán được khả năng xem bộ dáng là vũ nhu tử bản thể thống khổ, cùng hưởng một bộ phận cho da đen tử. Ta hiện tại không cách nào rời đi. Bạch Cốt Tiên Tử, ngươi mang theo da đen tử đến ta hạch tâm thế giới đến, ta dùng Tống Pho mở cửa cho ngươi. Trở ra, ngươi đi tìm Sở Các chủ tiền bối. Sau đó cho da đen tử phục dụng một số thượng du hoạt tuyền thử một chút. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Hoạt tuyền tuyền thủy, có thể làm dịu loại này linh hồn cấp độ thống khổ. Nếu như da đen tử triệu chứng không có làm dịu lời nói, ta lại mang các ngươi đến ta cái này tới. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Thật không được, hắn liền cho da đen tử soát soát dưỡng đao thuật, nhìn xem có thể hay không triệt tiêu một số thống khổ triệu chứng. Tốt, lại nói ngươi tại nhóm lửa làm gì? Bạch Cốt Tiên Cơ lại thuận miệng hỏi một tiếng. Tống Thư Hàng, tại thăng cấp bản mệnh pháp khí đâu, thiên hạ đệ nhất trùy Đông Phương Đại Đế tại tự mình thay ta thăng cấp pháp khí. Bạch Cốt Tiên Cơ, nghe được thiên hạ đệ nhất trùy, nàng cũng cảm giác sọ não đau nhức. Bất quá, Đông Phương Đại Đế cũng còn sống sao? Còn sống liền tốt. Nếu không, đi cùng Đại Đế chạm mặt, viễn cổ thiên đình sụp đổ về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Đông Phương Đại Đế. Đem Bạch Cốt Tiên Cơ, da đen vũ nhu tử tiếp vào đến hạch tâm thế giới về sau, Tống Thư Hàng lại thông qua tu chân nói chuyện phiếm công năng liên hệ vũ nhu tử, vũ nhu tử, ngươi còn tốt đó chứ? Hiện tại tốt hơn nhiều, Tống tiền bối, linh quỷ sụp đổ thống khổ cảm giác, thật đúng là mới mẻ. Mặt khác, Tống tiền bối, chúng ta sắp tiến vào hư ảo mặt trời trung tâm, ta cảm giác ta thứ muốn tìm, hẳn là ngay tại trong này. Vũ nhu tử trả lời. Vạn sự cẩn thận, nhớ kỹ giữ liên lạc, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Lại nói,
Vũ Nhu Tử muốn tìm đồ vật đến cùng là cái gì? Đúng rồi, Tống tiền bối. Ta linh quỷ bạo tạc trước, quấn quanh ở bên người nàng vật chất là cái gì? Loại kia tràn đầy hủy diệt thuộc tính vật chất. Lúc này, Vũ Nhu Tử đột nhiên lại hỏi. Ngoại trừ thống khổ cùng hưởng bên ngoài, nàng tựa hồ còn tiếp thu được thiên đế linh quỷ sụp đổ trước bộ phận ký ức hoặc hình ảnh. Là một loại hủy diệt bệnh độc năng lượng, nhằm vào hiện thế hằng tinh, bộc phát ra lúc, đủ để phá hủy thế giới. Tống Thư Hàng đáp. Vừa mới đáp xong về sau, hắn đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Mộng giới cái kia hư ảo mặt trời, có tính không hằng tinh. Nghĩ đến cái này khả năng lúc, Tống Thư Hàng cảm giác mình nhịp tim đều đình chỉ, có loại muốn hít thở không thông ảo giác. À đúng, trái tim còn không mọc trở lại, khó trách không có tim đập, Tống Thư Hàng nói. Hắn hít một hơi thật sâu. Trình Lâm tự lành pháp cộng thánh viên long lực thần công tổng cương thiên kích hoạt, phối hợp với hai môn thần công, trong lúc mơ hồ tăng thêm từ kiếp tiên hư không tiết điểm cái kia độ tới một sợi bất hủ chi lực, giây lát hắn lưu ly trái tim liền dài trở về, một lần nữa hữu lực nhảy lên. Trái tim khôi phục về sau, loại kia lạnh thấu tim cảm giác giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Xem bộ dáng là ảo giác, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Bên cạnh, đang dùng lực trùy Hà Long thần hành chiến xa Đông Phương Đại Đế hơi nhíu lên lông mày, vừa rồi tại trong nháy mắt, hắn phảng phất trên người Tống Thư Hàng cảm ứng được một sợi vô cùng quái dị khí tức. Đó là loại siêu việt tu sĩ, siêu việt trường sinh giả lực lượng khí tức. Bá Tống trái tim giây lát khôi phục, tự cùng cái này sợi khí tức có quan hệ. Đông Phương Đại Đế trong lòng suy đoán, bất quá hắn cũng không có lên tiếng hỏi thăm. Tu sĩ ở giữa là rất chú trọng tư ẩn quyền. Tại không phải rất quen thuộc tình huống bên dưới, có chút vấn đề không tốt hỏi thăm. Khôi phục trái tim không lại lạnh thấu tim về sau, Tống Thư Hàng thêm chút sức hướng thiên hỏa lô bên trong một trận linh lực chuyển vận, tăng cường thiên hỏa uy lực. Đồng thời, hắn lại cho Vũ Nhu Tử bản thể gửi đi tin tức, Vũ Nhu Tử, người nhớ kỹ loại này hằng tinh bạo tạc bệnh độc cảm giác, người khi tiến vào hư ảo mặt trời chỗ sâu về sau, nếu như, ta nói là nếu như, cảm ứng được tương tự khí tức. Ngươi liền lập tức rút lui, tuyệt đối không nên đi kích hoạt hắn. Nếu không, nói không chừng mộng giới đều sẽ chơi xong. Thu đến, Tống tiền bối, ta sẽ chú ý điểm này. Vũ Nhu Tử nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, giữ liên lạc. Có tâm ma xích tiêu kiếm cùng quy tiền bối tại bên cạnh hộ giá hộ Tống. Bình thường tai nạn Vũ Nhu Tử cùng thông nương đều có thể tránh đi sở dĩ. Tống Thư Hàng không nghĩ nhiều nữa, miễn cho ở phía xa cho Vũ Nhu Tử cắm flash. Bất quá, vì bảo hiểm cân nhắc, hắn lại thông qua lạc ấn đao gỗ ấn ký lặng lẽ khóa chặt thông nương vị trí. Thân là bá tống công ty số một người làm công, thông nương trên người tùy thời mang theo một thanh lạc ấn đao gỗ. Tống Thư Hàng cho chuôi này lạc ấn đao gỗ mở ra hạch tâm thế giới chi môn dự thiết, một khi Vũ Nhu Tử bên kia có nguy cơ bộc phát, hạch tâm thế giới liền sẽ trước tiên mở ra, đưa các nàng một hơi hút vào trong đó. Thậm chí, lấy cái này đao gỗ vì tọa độ. Tống Thư Hàng phân thân, bản thể đều có thể trước tiên chạy tới hiện trường. Đối diện, Đông Phương Đại Đế thuần thục cắt xuống thần bí vật chất, đưa chúng nó cùng bá tống trái tim cùng một chỗ, chùy vào đến Hà Long thần hành chiến xa bên trong đi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ cũng nếm thử thành công về sau, Đông Phương Đại Đế thăng cấp pháp khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo cái tốc độ này xuống dưới. Coi như đem 66 kiện pháp khí toàn bộ thăng cấp một lần, cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Thật tốt, Tống Thư Hàng nhìn qua Đông Phương Đại Đế, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Đông Phương Đại Đế, thứ gì thật tốt? Luyện khí sư cái này nghề nghiệp thật tốt, có thể quang minh chính đại trùy người khác bản mệnh pháp khí, vào chỗ chết trùy. Mà lại, bản mệnh pháp khí chủ nhân vẫn phải cười liếm luyện khí sư, thậm chí càng bỏ ra đại lượng linh thạch cùng luyện khí vật liệu. Tống Thư Hàng nói, Đông Phương Đại Đế, người oa nhi này tử não mạch kín là đánh nơ con bướm sao? Đại Đế giơ lên cao cao chùy có tin ta hay không cái này một chùy xuống dưới, trực tiếp đem ngươi Hà Long thần hành chiến xa cải tạo thành tôm hùm chiến xa. Lại nói, Đông Phương tiền bối, chờ ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thăng cấp thành công về sau, ta có thể hay không trang bị bọn chúng, xâm nhập đến mặt trời chỗ sâu nhìn xem. Tống Thư Hàng lại đột nhiên dò hỏi. Chủ đề lập tức từ 100 tầng cao lâu nhảy tới thua một 100 tầng tầng hầm, không đầu không đuôi nhảy. Đông Phương Đại Đế theo không kịp bá tống não mạch kín nhảy vọt,
cảm giác cùng hắn nói chuyện phiếm có chút cố hết sức. Trên lý luận tới nói, trải qua ta tự tay thăng cấp sau pháp khí, đã đạt đến yếu trường sinh giả thần binh cấp độ, bọn chúng trải qua thiên hỏa rèn luyện về sau, phổ thông hằng tinh nhiệt độ cao đã không cách nào đưa chúng nó hòa tan. Đông Phương Đại Đế tự tin nói. Đừng nói là yếu trường sinh giả thần binh, trải qua hắn thăng cấp pháp khí, chỉ muốn đạt tới cửu phẩm cấp bậc này, liền có thể tại hằng tinh bên trên tản bộ một vòng, cũng hoàn chỉnh trở về. Tống Thư Hàng xoa cằm nói cách khác, có thể thực hiện. Trải qua mới vừa rồi cùng Vũ Nhu Tử đối thoại lúc, trong lòng chợt lạnh về sau, Tống Thư Hàng liền để ý. Chờ trở lại hiện thế về sau, hắn liền muốn tìm khỏa hằng tinh, đến bên trong tìm một chút, nhìn xem chư thiên vạn giới vị diện khác, có hay không bị lây bệnh độc. Ta thăng cấp sau pháp khí là nhất định có thể chịu nổi, nhưng người thân thể có thể hay không chịu nổi ta cũng không biết. Đông Phương Đại Đế ngắm Tống Thư Hàng một cái nói, ta chỉ là cái luyện khí sư, không phải kiện thân sư. Đối ngươi thân thể, ta cũng không hiểu rõ. Có đạo lý, bất quá ta cảm giác thân thể của ta có lẽ vẫn là rất mạnh, hẳn là có thể chống đỡ được. Tống Thư Hàng nói, thật không được, hắn còn có ngụy bất hủ hình thức tại. Lấy ngụy bất hủ hình thức tính chất đặc thù, liền xem như chưa. Pháp khí bảo hộ, tại trên Thái Dương tản bộ một vòng. Hẳn là cũng không có vấn đề. Diệu A, quay đầu cứ làm như thế đi. Đang lúc Tống Thư Hàng tại chủ bị lấy mặt trời chuyến du lịch một ngày kế hoạch lúc, đột nhiên có một thanh âm cùng hắn liên tuyến, trực tiếp tại hắn bên tai vang lên. Bản thể, người chém giết thiên đế về sau, lĩnh ngộ hoàn thành không có. Đây là Tống Béo cầu thanh âm. Hắn vẫn giấu kín ở cái này vỡ vụn thế giới vị diện phụ cận, thủ hộ lấy cái thế giới này, phòng ngừa bản thể bị người quấy rầy đốn ngộ. Nghe được quen thuộc béo cầu đại lão thanh âm lúc, Tống Thư Hàng tâm can co lại, kém chút bản năng muốn mở hạch tâm thế giới đảo mệnh. Đây là hắn đã từng bị béo cầu đại lão khắp thế giới truy sát về sau, lưu lại di chứng. Tốt tại hắn tái bút lúc nghĩ đến, hiện tại béo cầu đại lão tiểu hào phân thân đã bị dao động thành Tống gia bộ dáng. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Tống Thư Hàng tận lực chấn định hồi phục, ta đốn ngộ có chút không giống bình thường, không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều ở vào đốn ngộ trạng thái. Quá tốt rồi, vậy ta đi tìm ngươi. Ta tại hỏa tinh bên trên khiêu chiến đã hoàn thành. Tống béo cầu trả lời. Chẳng biết tại sao, rõ ràng chỉ là một đoạn thời gian không có gặp bản thể, hắn nội tâm lại cảm giác đã có hơn mấy chục năm không thấy bản thể một dạng. Hắn trong lòng có một loại khát vọng mãnh liệt, muốn ngay lập tức đi gặp một lần bản thể. Tống Thư Hàng. Hiện tại tới tìm ta. Béo cầu đại lão chờ một chút, ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị. Nhưng là trễ. Hư không bên trong, có một cái không gian thông đạo đột nhiên mở ra. Một thân đen kịt, thể lỏng kim loại tạo thành Tống Thư Hàng từ không gian thông đạo bên trong bước ra. Xa xa nhìn thấy làm cầu hoài niệm bản thể về sau, Tống béo cầu nội tâm kích động, từ bỏ hợp cách phân thân ngụy trang, nhịn không được lộ ra bản thân chân chính thuộc tính. Một sợi cửu u chúa tể cái kia thế gian kỳ lạ nhất, tối ác, tàn bạo nhất khí tức cùng khí thế, từ trên người nó phát ra mở ra. Đang tại vùng trùy Đông Phương Đại Đế tay nhỏ cứng đờ. Ngọa thảo, đây là sao đồ chơi? Cửu u chúa tể. Thân là viễn cổ thiên đình tứ phương đại đế, đứng đầu nhất cái kia một túm trường sinh giả, Đông Phương Đại Đế tự nhiên biết cửu u chúa tể loại này đặc thù tồn tại thiên đạo đối ứng bán thân, cửu u thế giới chân chính chủ nhân. Nhưng vì cái gì cửu u chúa tể lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Theo hắn giải, cửu u chúa tể loại này tồn tại, cũng không có thể đi vào hiện thế mới đúng. Cửu u chúa tể một khi tiến vào hiện thế, liền sẽ dẫn hạ thiên phạt, đó là hủy diệt hết thảy tai kiếp, cho đến nay không có bất kỳ vật gì tại thiên phạt bên dưới sống sót. Cái kia trước mắt đây là sao đồ vật? Ta là Đông Phương Đại Đế, ta khả năng tại hiện thế gặp được cửu u chúa tể. Ta hiện tại hoảng ép một cái. Mà đúng lúc này, đối diện cửu u chúa tể mở miệng nói chuyện. Báo cáo bản thể, ta đã tại hỏa tinh bên trên hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ. Cách hiện tại mới thôi, tổng cộng có 13 vị trường sinh giả đã thua ở trong tay của ta, xem như miễn cưỡng hoàn thành bản thể chứng đạo bất hủ thứ nhất bước. Kiêu ngạo cười Tống béo cầu tại xa xa nhìn thấy bản thể về sau, trong lòng đột nhiên liền được an ủi, có một loại rốt cuộc tìm được hắn cảm giác thỏa mãn. Hắn cảm giác mình sống ở trên thế giới ý nghĩa, chính là muốn không ngừng tìm kiếm, lần lượt đem bản thể khóa chặt, tìm tới.
ở trong quá trình này, hắn liền có thể tìm tới còn sống ý nghĩa. Mặt khác, mặc dù hắn tại hỏa tinh bên trên liên tiếp bại 13 vị trường sinh giả đại năng, nhưng quả nhiên hắn vẫn là so ra kém bản thể. Tại hắn bại trường sinh giả thời điểm, bản thể đã trực tiếp đem viễn cổ thiên đình thiên đế chém giết. Đây chính là cùng Nho Gia thánh nhân cùng cái cảnh giới vô địch tồn tại. Nói thật, Tống Béo Cầu đối với thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có một cái nào chính xác khái niệm. Nhưng nó trong nội tâm đối Nho Gia thánh nhân mạnh bao nhiêu, lại phi thường có cảm giác. Nho Gia thánh nhân rất mạnh, vô cùng mạnh. Mà bản thể có thể đem giống như Nho Gia thánh nhân mạnh thiên đế triệt để chém giết, vỡ nát nguyên thần, sở dĩ. Không hổ là bản thể của ta. Tống Béo Cầu nhìn qua bản thể, vì mình bản thể kiêu ngạo. Bản thể. Lỗ tai ta không xảy ra vấn đề sao? Đông Phương Đại Đế cứng đờ nắm trì tôn này nghi là cửu u chúa tể tồn tại, vậy mà tại hô bá tống vì bản thể. Đã qua đời thiên đế không phải là cùng hắn nói, bá tống vừa mới chứng đạo bát phẩm huyền thánh cảnh giới sao? Mặc dù thiên đế cũng đã nói bá tống có chút đặc thù. Nhưng cái này đặc thù trình độ cũng quá khoa trương a. Đông Phương Đại Đế cảm giác mình đại não đều đang run rẩy, bị mãnh liệt tin tức trùng kích run rẩy. Trên thực tế, bên cạnh bản thể bá tống cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào, bá tống cũng đang lặng lẽ run rẩy. Ngươi làm không tệ, Tống Thư Hàng cố gắng duy trì trấn định, thoáng khẳng định Tống Béo Cầu tại hỏa tinh bên trên hành vi. Cái kia bản thể, ngươi còn có hay không cái gì sự tình cần ta đi chấp hành? Tống Béo Cầu đứng thẳng tắp, lên tiếng hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn vừa ngắm mắt bên cạnh Đông Phương Đại Đế. Tống Thư Hàng cố gắng bảo trì mặt không biểu tình hình. Sau đó bắt đầu suy tư. Nói thật, mặc dù hắn chuyện cần làm không ít. Tỉ như hắn muốn sai khiến cái phân thân, viễn trình đi cùng lấy Vũ Nhu Tử các nàng, phòng ngừa các nàng xảy ra ngoài ý muốn, tỉ như hắn còn muốn lấy tìm cơ hội, mang Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên tiến kiếp tiên hư không tống ổ chó bên trong đi. Nhưng này một số chuyện, hắn nào dám để Béo Cầu đại lão đi làm. Hắn cần một kiện tương đối phức tạp. Mà lại có thể đem Béo Cầu đại lão phân thân Tiểu Hào sai khiến ra ngoài, sai khiến đến địa phương xa xa. Tốt nhất là xa tới dù cho Béo Cầu đại lão ký ức khôi phục, nhất thời nửa khắc cũng không về được vị trí. Trong đầu sửa sang lại một chút về sau, Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nghiêm túc đối Béo Cầu đại lão Tiểu Hào nói, ta đích xác có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, cần ngươi đi giúp ta chấp hành. Mời bản thể hạ đạt chỉ lệnh, Tống Béo Cầu nghiêm túc nói. Thỏa mãn bản thể nguyện vọng, sau đó rời đi bản thể, cùng bản thể cách xa nhau ngàn dặm. Tiếp lấy lại một lần nữa khóa chặt tìm kiếm bản thể quá trình. Cái này tuần hoàn, khiến cho hắn si mê. Tống Thư Hàng duỗi tay, tại mi tâm của mình một điểm thứ ba thần nhãn mở ra. Ta trước đem phần này tin tức số liệu truyền lại cho ngươi. Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn kích phát ra một đạo tin tức cường quán quang mang, đem hàng tinh bạo tạc bệnh độc tin tức, toàn bộ truyền tống cho Tống Béo Cầu. Cũng chỉ có cùng là cửu u chúa tể xuất phẩm thứ ba thần nhãn, mới có thể làm đến dùng số liệu ảnh hưởng Tống Béo Cầu loại sự tình này. Đây là, hủy diệt hàng tinh, thậm chí sẽ phát triển trở thành hủy diệt thế giới bệnh độc. Tiếp thu được tin tức về sau, Tống Béo Cầu nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, đây là ta tại hủy diệt thiên đế nguyên thần quá trình bên trong, ngoài ý muốn phát động một loại hủy diệt tính bệnh độc. Người đem loại vi khuẩn này tin tức ghi lại, sau đó tiến về hiện thế chư thiên vạn giới. Ngẫu nhiên rút ra từng cái vị diện bên trong hàng tinh, tiến vào bên trong điều tra một phen, nhìn xem hiện thế chư thiên vạn giới bên trong, có hay không hàng tinh cũng lây nhiễm loại vi khuẩn này. Tống Thư Hàng đem cái này gian khổ nhiệm vụ quang vinh giao cho Tống Béo Cầu. Thì ra là thế, không hổ là bản thể, suy tính chu đáo. Tống Béo Cầu gật đầu nói, xin yên tâm đem cái này nhiệm vụ giao cho ta đi. Cái này đem là cái gian khổ nhiệm vụ, chư thiên vạn giới là mênh mông như vậy. Ngẫu nhiên tại mỗi cái thế giới bên trong rút ra đại lượng hàng tinh dò xét, cần đại lượng thời gian đi tiêu hao. Nhớ kỹ, nếu như có tra được hàng tinh bên trong có cảm nhiễm loại vi khuẩn này, trước hết đem tọa độ của nó cùng vị trí ghi chép lại. Nhưng tuyệt đối không nên đi kích hoạt bọn chúng. Tống Thư Hàng dặn dò. Vâng, bản thể, ấm áp cười, Tống Béo Cầu trả lời bản thể đây là đang quan tâm hắn a. Loại này bị bản thể quan tâm cảm giác. Khiến cho hắn toàn thân có loại nổi da gà lên cảm giác hạnh phúc. Vậy ta xuất phát, bản thể. Tống Béo Cầu lưu luyến không rời nhìn qua bản thể một chút về sau,
một lần nữa mở ra không gian, biến mất không thấy gì nữa. Mười hơi về sau. Đây là phân thân của ngươi. Đông Phương Đại Đế trừng to mắt. Vấn đề này, ta cũng không biết muốn làm sao trả lời Đại Đế. Bất quá tóm lại, hắn cùng ta quan hệ, một lời khó nói hết. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn Thiên Đạo. Muốn nói hắn cùng béo cầu đại lão ở giữa hút mắc, giảng bên trên ba ngày ba đêm cũng giảng không rõ. Đông Phương Đại Đế hỏi dò, cửu U Chúa Tể. Không phải, sự tồn tại của nó cũng tương đối đặc thù, bất quá hoàn toàn chính xác cùng tiền nhiệm cửu U Chúa Tể có quan hệ. Tống Thư Hàng truyền âm đáp, hắn không nói thêm gì, càng không xách mình và cửu U Chúa Tể quan hệ giữa. Bởi vì cảm giác lúc này hắn nói ra, sẽ có loại tại cưỡng ép trang bức xấu hổ cảm giác. Đông Phương Đại Đế. Hắn cảm giác mình càng ngày càng thấy không rõ vị này bá tống. Thiên Đế ánh mắt quả nhiên độc đáo, nàng cuối cùng nguyện ý chết ở vị này bá tống trong tay, quả nhiên là có ẩn tàng nhân tố. Con. Đông Phương Đại Đế tiếp tục phung trùy, dùng vừa phải cường độ nện ở Hà Long thần hành chiến xa phía trên. Lúc này hắn, đều vô ý thức không dám dùng sức nện bá tống bản mệnh pháp khí cộc. Xong rồi, số trùy về sau, Hà Long thần hành chiến xa thành công tấn cấp, ngưng tụ ra khí linh, đưa thân yếu trường sinh giả pháp khí hàng ngũ. Tiếp đó, ta phải thêm nhanh, bá tống, bằng nhanh nhất tốc độ móc trái tim, gom góp còn lại 64 số lượng. Đông Phương Đại Đế lên tiếng nói. Bao tại ngực ta bên trên, Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng một tay duy trì lấy thiên hỏa lô linh lực chuyển vận, một cái tay khác thỉnh thoảng theo ở trên lồng ngực của chính mình. Từng mai như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo lưu ly trái tim không ngừng bị móc ra, cũng tại hắn niệm lực nắm đưa tiễn, bị truyền lại đến Đông Phương Đại Đế trước mặt. Cái này móc tim tốc độ, quá nhanh đi. Đông Phương Đại Đế ngắm Tống Thư Hàng lồng ngực một chút trước đó không chú ý tới điểm này, hiện tại Tống Thư Hàng một hơi móc 64 cái trái tim lúc, cái này trái tim trùng sinh tốc độ nhanh chóng, lập tức đưa tới Đại Đế chú ý. Đại Đế một chút tính toán, cái này trái tim trùng sinh. Không sai biệt lắm chỉ cần một cái hô hấp tả hữu. Một hít một thở ở giữa, mới trái tim liền đã mọc ra. Hơn nữa nhìn bá tống cái này móc tim thuần thục trình độ, hắn đến cùng móc qua bao nhiêu cái trái tim. Gia hỏa này tuyệt đối là cái đại móng heo, những người khác móc tim nói chuyện phi thường có thể tin, nhưng bá tống móc tim nói chuyện, liền nửa chữ cũng đừng tin hắn móc tim cùng người khác móc tim, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. 64 mai trái tim không đến 3 phút. Liền móc xong. Một hàng lưu ly hình dáng trái tim nhìn có chút cảnh đẹp ý vui, cực kỳ giống tài phú hình dạng. Làm xong, Đông Phương tiền bối. Tống Thư Hàng sắc mặt có chút trắng bệch nói, đây là trái tim một hơi móc quá nhiều mang tới cảm giác khó chịu, kỳ thật tại bất hủ khí tức hiệp trợ bên dưới, thân thể của hắn cũng không có trở ngại. Chỉ là trong thời gian ngắn, hắn có thể sẽ không lại điên cuồng móc trái tim. Tiếp tục nhóm lửa. Chúng ta tranh thủ tại trong vòng 3 giờ, đem ngươi tất cả pháp khí thăng cấp hoàn tất. Đông Phương Đại Đế bình ổn nói, tranh thủ khoảng 3 phút thăng cấp một kiện pháp khí, hắn đã không muốn sẽ ở bá tống bên người ngốc quá lâu thời gian. Hắn cần hòa hoãn. Tống Thư Hàng bình tâm tĩnh khí, tiếp tục duy trì thiên hỏa lô. Đồng thời, hắn bím tóc hóa thành 64 chiếc bàn tay, đặt tại vừa thăng cấp hoàn thành Hà Long thần hành chiến xa bên trên. Dùng chậm chạp tốc độ vì nó quét hơn 300 phát dưỡng đao thuật, đem giữa song phương tình cảm một lần nữa soát về. Tà thuật, đây tuyệt đối là tà thuật. Đông Phương Đại Đế thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn duỗi tay quất ra chuôi này lão viên thánh sư lợi kiếm, bắt đầu một vòng mới thăng cấp. Sau 3 phút, xong rồi, Đông Phương Đại Đế hài lòng nói, tại cái này 3 phút đồng hồ bên trong, hắn đem bản thân luyện khí kỹ thuật phát huy đến cực hạn, lại nhanh lại ổn. Tại bảo đảm pháp khí khối lượng đồng thời tốc độ tăng lên, cũng chỉ có hắn cái này thiên hạ đệ nhất chỉ có thể làm được như thế hoàn mỹ trình độ. Hắn đem thăng cấp thành công lão viên thánh sư lợi kiếm vứt cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng 64 chiếc tóc tay thuần thục đem kiếm tiếp được. Đáng tiếc, thần kiếm như vậy, lại tại trong tay của ta Minh Châu ám đầu. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, dù sao hắn tại kiếm thuật phương diện thực sự không thiên phú. Lại nói. Đón lấy đến hắn không sai biệt lắm muốn đi tam nhãn tiền bối nơi đó, cùng hắn đánh cược một ván. Tiền đánh bạc hắn đã chuẩn bị thỏa đáng còn sống trường sinh giả ma đế. Ngạc chính là hoàn mỹ nhất tiền đánh bạc. Lúc này cùng tam nhãn tiền bối đánh cược lúc, muốn hay không hỏi một chút chỗ của hắn có hay không kiếm ý loại vật này.
Tam nhãn tiền bối đánh cực nghi thức phi thường bắc, liền chú tâm loại vật này cũng có thể bị quất ra trở thành tiền đánh bạc, nói không chừng cũng sẽ có kiếm ý loại vật này tồn tại. Tống Thư Hàng càng nghĩ càng đẹp, ý thức thoáng thất thần sát na, 64 chiếc bím tóc bàn tay đối lão viên thánh sư lợi kiếm cuồng soát dưỡng đao thuật, thất thần sát na thời gian, liền có hơn 6.400 phát dưỡng đao thuật rơi vào thần kiếm bên trên. Không tốt, soát quá mức, Tống Thư Hàng lấy lại tinh thần lúc, viên kiếm đã mất đi ý thức một dạng, hóa thành tiểu kiếm, lơ lửng ở bên người của hắn không nhúc nhích. Còn tốt, kịp thời đã ngừng lại dưỡng đao thuật, một hồi không thể lại thất thần. Tống Thư Hàng lòng còn sợ hãi. Cái này tà thuật lại còn sẽ hữu dụng pháp quá độ loại nguy cơ này. Đông Phương Đại Đế lòng vẫn còn sợ hãi ngắm nhìn bản thân quý giá thiên hỏa lô, trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm tới tới. Không được, đến lại thêm nhanh tốc độ mới được. 3 giờ vẫn là quá dài, tranh thủ tại bảo đảm tác phẩm khối lượng đồng thời, đè thêm co lại thời gian. Nếu không, chờ cái này đợt luyện khí sau khi hoàn thành. Nhà mình thiên hỏa lô còn họ không họ Đông Phương, sẽ rất khó nói. Cái tiếp theo, Đông Phương Đại Đế lớn tiếng nói, bốn mặt vương giả chi tường theo thứ tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, Đại Đế lặng lẽ lần nữa nghiền ép bản thân, tăng lên điên cuồng luyện khí tốc độ. Một bên khác, cửu u thế giới. Chuột hamster hào trông coi bạch chúa tể đùi, yên lặng lưu tại cửu tu chi mộ trước mặt. Tại hắn bên cạnh, còn đứng ỷ bạch tiền bối một cái khác sủng vật đại kim cương tinh tinh tướng quân. Ta chủ vẫn chưa có tỉnh lại sao? Chuột hamster hào dò hỏi. Còn không, sở dĩ lão đại phái ta đến tìm ngươi, nhìn xem ngươi bên này ta chủ đùi có hay không dị động. Tinh tinh tướng quân lên tiếng nói. Chuột hamster hào lắc đầu, nói, ta chủ đùi từ lần trước đem bá tống hào đá bay về sau, liền lại lâm vào đến yên lặng bên trong, không còn động tác. Cái kia bá tống bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Tinh tinh tướng quân hỏi. Chuột hamster hào suy tư nói, nghe nói là tại nhóm lửa. Nhưng nhóm lửa làm gì cũng không rõ ràng. Trước đó da đen tử đột nhiên đau đến đã hôn mê đi, bạch cốt tiên cơ mang theo nàng đi bá tống hào hạch tâm thế giới. Ta cũng là nghe nàng cùng bá tống ở giữa nói chuyện phiếm thời điểm nhắc lên nhóm lửa sự tình. Được rồi, chuyện đã xảy ra ta đại khái giải. Vậy ta trở về, hồi báo lão đại. Tinh tinh tướng quân gật đầu nói trong miệng nó lão đại chỉ là bạch tiền bối thủ hào sủng vật. Mặt trời nhỏ T233 hào. Tinh tinh tướng quân đứng dậy, đang chuẩn bị về sắt thép xào huyệt. Nhưng nó vừa mới đứng lên lúc, đột nhiên viên khu chấn động, toàn thân lông dựng lên. Tịnh tử ngươi thế nào? Chuột hamster hào nghi ngờ nói. Tê tinh tinh tướng quân hít vào ngụm khí lạnh, sau đó toàn thân tiến vào chấn động hình thức, không ngừng chấn động. Chấn lấy, thân thể nó rốt cuộc duy trì không được thế đứng, thẳng tắp ngã xuống đất. Tỉnh tử, chuột hamster hào một mặt mộng bức. Hắn không phát hiện có người công kích tinh tinh tướng quân A, vì cái gì hắn đột nhiên liền ngã xuống. Chẳng lẽ là tinh thần công kích? Bia đá đạo hữu, có người âm thầm công kích tỉnh tử sao? Chuột hamster hào ngẩng đầu, đối bá tống mộ bia nói. Chưa, bia đá đạo hữu nói, nhưng một lát sau, hắn đột nhiên lại bổ sung một câu, nhưng tỉnh tử trạng thái. Ta cảm giác khá quen. Chuột hamster hào. Bia đá đạo hữu chưa? Trực tiếp trả lời, mà là tiên triều lấy tinh tinh tướng quân hỏi, tịnh tử, người cảm giác bá tống cái này người thế nào? Tê tinh tinh tướng quân hít một hơi lãnh khí về sau, chậm rãi nói, không biết tại sao, ta đột nhiên cảm giác bá tống hào kỳ thật người rất tốt, tính cách cũng không tệ, đợi bằng hữu cũng thực tình, lại là ta chủ cương triều duy nhất nhân loại, mặc dù dài không đủ soái nhưng coi như bên trong đạt tiêu chuẩn, tấn cấp cũng đặc biệt nhanh. Chuột hamster hào. Vọng thiên, tịnh tử ngươi là thế nào, mới mở miệng cứ nhiên từ đầu đem bá tống hào khen đến đuôi. Tinh tinh tướng quân kể, cũng đột nhiên kịp phản ứng. Hắn cứng rắn là chặt đứt đề tài của chính mình. Nhưng ở nội tâm của nó bên trong, đối bá tống hào cảm như trước đang tiếp tục. Tinh tinh tướng quân giãy giụa lấy ngồi dậy, một tay chống cằm, lâm vào trầm tư trạng thái. Lại một lát sau, tịnh tử viên ngẩng đầu. Một mặt sinh không thể luyến. Không sai được, bia đá đạo hữu nhìn vẻ mặt sinh không thể luyến hình dáng kim cương tịnh tử về sau, xác định nói. Đây tuyệt đối là bá tống tà thuật xếp hạng thứ 3 dưỡng đao thuật hiệu quả. Bất quá, hắn không xác định bá tống đến cùng là thông qua thủ đoạn gì,
Viễn Trình đối Tinh Tinh Tịnh Tử sử dụng dưỡng đao thuật bia đá đạo hữu đi theo Tống Thư Hàng thời gian hơi trễ, sở dĩ hắn cũng không biết Tống Thư Hàng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, có một kiện nguyên vật liệu cùng Tinh Tinh tướng quân có quan hệ. Hẳn là bá Tống phát minh ra Viễn Trình thi triển dưỡng đao thuật thủ đoạn. Bia đá đạo tâm nghĩ đến đây, không khỏi có chút tâm động lên. Viễn Trình thi triển dưỡng đao thuật, bá Tống thật là một cái nhân tài. Quay đầu, hắn phải thật tốt khích lệ bên dưới bá Tống đạo hữu mới được. Đến cùng là cái gì? Chuột hamster hào nghi hoặc hỏi. Dưỡng đao thuật, tuyệt đối là cái kia tà thuật, bia đá đạo hữu khẳng định nói. Chuột hamster hào hơi suy nghĩ một chút về sau, kết hợp trước đó nhóm lửa chủ đề, giây lát liền đoán được nguyên nhân, bá Tống hào hẳn là tại thăng cấp pháp khí. Tinh Tinh tướng quân ngẩng đầu, hai mắt dần dần đã mất đi thần thái. Bất quá, bá Tống hào hai bộ pháp khí bên trong, có một bộ là ta chủ A. Chuột hamster hào lại lẩm bẩm nói. Hắn vừa dứt lời, bên người bạch tiền bối kim đại thối đột nhiên nhảy cẫng lên, một cước đá vào hư không bên trong, hư không bên trong, có không gian chi môn mở ra. Tịnh tử, ta chủ động, chuột hamster gào to nói. Bạch tiền bối kim đại thối đá văng tà liên thế giới lối vào, bính nhập trong đó. Chuột hamster hào vội vàng đi theo vào. Tinh Tinh tướng quân vẫn như cũ một mặt sinh không thể luyến hình, xem ra trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Bạch tiền bối kim đại thối trở lại tà liên thế giới về sau, lại thông qua tà liên thế giới cùng hạch tâm thế giới thông đạo, tiến vào hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới bên trong. Bạch cốt tiên cơ nhẹ nhàng ôm lấy da đen vũ nhu tử. Phục dụng hoạt tuyển thượng du tuyển thủy về sau, da đen vũ nhu tử trạng thái ổn định một chút, nhưng nàng vẫn như cũ gắt gao cao mày, vẫn như cũ ở vào phi thường thống khổ trạng thái. Đi tìm Thư Hàng đi, ba sở các chủ phun cái bong bóng, nói. Đồng thời, nàng đem bản thân ngốc mao chuyển di tới, quấn tới bạch cốt tiên cơ trên đỉnh đầu. Vừa vặn đưa nàng ngốc mao cũng đưa đến Tống Thư Hàng bên kia đi. Bá Tống còn có làm dịu thống khổ thủ đoạn, bạch cốt tiên cơ hỏi. Không rõ ràng, nhưng ít ra, hắn kinh nghiệm phong phú, sở các chủ nói. Có đạo lý, bạch cốt tiên cơ gật đầu nói, vậy ta liên hệ bá Tống, đi cái kia một chuyến. Sụp đổ tiểu thế giới bên trong. Đông Phương Đại Đế hết thảy ngưng tụ ra bát tí, hóa thân thành dây chuyền sản xuất, đem bản thân nghiền ép đến cực hạn. Tứ vương giả chi tường, thánh tượng thống soái chi trụ, miêu yêu tiên cơ thần môn. Các loại tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, trong tay hắn bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành tiến hóa, cũng bị hắn chuyển rời đến Tống Thư Hàng trong tay. Vì truy cầu cực hạn tốc độ cùng hiệu suất, Đông Phương Đại Đế lúc này cũng không đoái hoài tới gõ truy ôn nhu trình độ, nhanh liền xong việc. Bên cạnh, Tống Thư Hàng yên lặng nhóm lửa, sau đó lại quét bản mệnh pháp khí độ thân mật. Vì cái gì cảm giác Đông Phương Đại Đế đột nhiên biến rất vội bộ dáng, phảng phất có thứ gì đang truy đuổi lấy hắn. Nhưng hắn liều mạng tăng tốc luyện khí tốc độ. Tống Thư Hàng một bên soát lấy bảo vật độ thân mật, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, bạch cốt tiên cơ thanh âm lần nữa đang vang lên, Thư Hàng, mở hạch tâm thế giới. Ta mang ra đen vũ nhu tử tới tìm ngươi, nàng nuốt vào hoạt tuyền tuyền thủy về sau, trạng thái vẫn là không triệt để khôi phục. Tốt, ta trực tiếp đem xuất khẩu mở tại tiên cơ ngươi bên cạnh đi. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút về sau, hạch tâm thế giới có chút mở một cái tiểu xuất khẩu. Bạch cốt tiên cơ đỉnh lấy sở các chủ ngốc mao, trong tay ôm ra đen vũ nhu tử, từ hạch tâm thế giới bên trong bước ra. Sở các chủ ngốc mao nhẹ nhàng nhảy lên, từ bạch cốt tiên cơ đỉnh đầu trở xuống đến Tống Thư Hàng sọ não bên trên. Bạch cốt tiên cơ đem ra đen vũ nhu tử phóng tới Tống Thư Hàng bên người, nói, ra đen tử liền giao cho ngươi. Hừm. Ta xem một chút có thể hay không làm dịu nàng thống khổ trình độ. Tống Thư Hàng trên đầu bím tóc duỗi ra một đầu, rơi vào da đen vũ nhu tử trên cánh tay, thận trọng điều chỉnh dưỡng đao thuật công suất, hướng trên người nàng quét một phát. Tựa hồ thật sự hữu hiệu. Dưỡng đao thuật rơi xuống về sau, da đen vũ nhu tử nhíu chặt lông mày có chút buông lỏng ra một số, thống khổ trình độ rõ ràng có chỗ giảm xuống. Thật đúng là cái vạn năng tà thuật, sở các chủ ngốc mau nhịn không được nói. Bạch cốt tiên cơ thấy thế, cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng quay người hướng đang liều mạng vung chùy Đông Phương Đại Đế, Đông Phương tiền bối, đã lâu không gặp. Tiểu bạch cốt, người cũng nhận biết bá Tống. Đông Phương Đại Đế sững sờ.
Làm sao cảm giác ta viễn cổ thiên đình thành viên, đều cùng bá tống có quan hệ một dạng. Thiên đế, thiên tử, hiện tại lại tăng thêm tiểu bạch cốt. Trước đó không lâu mới quen, hắn đã cứu ta một mạng. Bạch cốt tiên cơ trả lời. Đông phương đại đế. Mặt khác, bá tống bên người có rất nhiều lão bằng hữu. Kim long thủy tổ, bắc phương tiền bối nhà hải quy. Bạch cốt tiên cơ lại bổ sung một câu. Đông phương đại đế hơi suy nghĩ một chút, luôn cảm giác vấn đề này không đơn giản. Mà liền tại Đông phương đại đế bị bạch cốt tiên cơ hấp thu lực chú ý thời điểm. Ai cũng không có phát hiện, hạch tâm thế giới xuất khẩu bên trong, có một đầu tiểu sợi dễ lén lén lút lút toát ra, lặng lẽ tại Đông phương đại đế đông chi xuân các luyện khí điện bên trong nhói một cái. Cũng liền nhẹ như vậy nhẹ một đâm, cũng không có gây nên chú ý. Nhói một cái về sau, cái này tiểu sợi dễ liền rất nhanh rụt trở về, dừng lại tại hạch tâm thế giới lối vào, yên lặng ẩn núp. Chỉ có thân là chủ nhân Tống Thư Hàng đã nhận ra điểm ấy. Hạch tâm thế giới lại tại lặng lẽ liếm thiên đình mảnh vỡ bên trong thiên đế chi đạo. Sẽ không xảy ra vấn đề a. Đang lúc Tống Thư Hàng lo lắng lấy muốn hay không cưỡng ép ngăn lại hạch tâm thế giới liếm đạo hạnh gắn liền với thời gian, hạch tâm thế giới bên trong lại có hai đạo cái bóng lần lượt toát ra. Một đầu chuột hamster, cùng một đầu sử thượng tối cường kim đại thối. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Chuột hamster hào, sao ngươi lại tới đây? Ta là cùng lấy ta đi ra. Chuột hamster hào đáp, ta trước đó để một câu, ngươi khả năng tại thăng cấp bản mệnh pháp khí, sau đó ta chủ liền sinh ra phản ứng, đến tìm ngươi. Tống Thư Hàng nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, dù sao ta hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong, có một bộ là bạch tiền bối. Hắn mới là bộ kia chân chính chủ nhân, nghe được ta muốn cho tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thăng cấp lúc. Hẳn là sinh ra hứng thú, muốn tới đây nhìn một cái đi. Nơi xa, chính vùng vẩy trùy Đông Phương Đại Đế, đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Hắn nhìn phía Tống Thư Hàng trong miệng vị kia bạch tiền bối nói đúng ra, là một đầu kim đại thối. Ngọa thảo, cửu u chúa tể. Mà lại, cùng trước đó cửu u chúa tể là hai cái khác biệt cá thể, cái này cửu u chúa tể nhìn qua càng đáng sợ. Trước đó cái kia cửu u chúa tể tựa hồ là cái phân thân. Khí tức kinh khủng cũng chỉ là như vậy một sợi. Mà trước mắt đầu này kim đại thối, kinh khủng kia khí tức như là tận thế một dạng, phát thiên cái địa tuôn ra. Mặc dù rất nhanh liền bị hắn thu liếm, nhưng cái này chạy không khỏi Đông Phương Đại Đế trực giác bén nhạy. Đầu này kim đại thối, không phải là cửu u chúa tể bản thể a? Cửu u chúa tể bản thể trực tiếp tiến vào hiện thế. Hơn nữa còn không dẫn hạ thiên phạt. Thế giới này là thủng mã rồi. Là thế giới điên rồi, vẫn là ta hoa mắt. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi bá tống nói, có một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí là vị này bạch tiền bối. Đông phương đại đế có chút cứng đờ về sau, trong tay thiên hạ đệ nhất chùy lấy sử thượng ôn nhu nhất cường độ, nện ở dã chư bá giả mũi sừng bên trên. Đông phương đại đế thề, cả đời mình cũng không có ôn nhu như vậy qua. Trước đó xuất hiện cái kia mang theo cửu u chúa tể khí tức thể lỏng kim loại phân thân, vẫn chỉ là cùng tiền nhiệm cửu u chúa tể có quan hệ. Nhưng lần này xuất hiện đầu này đùi, cho người cảm giác chính là tại nhiệm cửu u chúa tể trạng thái. Tại nhiệm cùng tiền nhiệm là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Thiên đế liên hệ với ta thời điểm, không phải nói đương kim thiên đạo đang đứng ở giao thế giai đoạn sao. Cựu thiên đạo rời chức, tân thiên đạo còn không có tiền nhiệm. Vậy bây giờ trước mắt vị này tại nhiệm cửu u chúa tể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đón lấy bá tống thăng cấp pháp khí cái này tờ đơn, có phải hay không sai lầm? Đông phương đại đế trong lòng âm thầm tự hỏi. Mặt khác, có thể là tâm lý nhân tố, hắn luôn cảm giác cái kia kim đại thối đang liếc hắn nhìn. Rõ ràng đây chẳng qua là kim đại thối, cũng không có con mắt loại vật này. Nhưng loại này bị người để mắt tới cảm giác, tuyệt đối không sai. Đông phương đại đế trong lòng cảm giác đến từng đợt áp lực vô hình. Tốt tại đầu này cửu u chúa tể đùi theo dõi hắn thời gian cũng không dài, cũng liền mấy hơi thở, đầu này cửu u chúa tể đùi liền rời đi lực chú ý, đem ánh mắt chuyển rời đến đã thăng cấp tốt mấy món pháp khí bên trên. Hai bộ pháp khí đều muốn thăng cấp mấy món rồi, ta chủ bộ kia thăng xong chưa? Chuột hamster hào ở một bên hiếu kỳ hỏi. Đông phương đại đế nghe được chuột hamster hào lời này. Lập tức âm thầm vểnh tai hắn tự nhiên cũng muốn biết cái nào bộ mới là vị kia cửu u chúa tể pháp khí.
Kỳ thật ngoại trừ nghịch kình tiểu tiên tử sở tại cái kia quyền sáo bên ngoài, cái khác hai bộ pháp khí cũng là có thể giao thế sử dụng. Tống Thư Hàng lên tiếng trả lời. Hắn 66 kiện bản mệnh pháp khí đều là phân tán ra đến lưu tại bản mệnh đan điền bên trong tiếp nhận linh hồ tẩm bổ, muốn sử dụng lúc, ngẫu nhiên lôi ra đến tổ hợp thành bộ. Ngoại trừ lấy thân luyện khí biến thành nghịch kình tiểu tiên tử quyền sáo bên ngoài, còn lại pháp khí cũng không có cố định tổ hợp. Đông Phương Đại Đế cùng cửu u chúa tể cộng đồng hai bộ pháp khí, người thế nào còn không thượng thiên? Mặt khác, ta bên này pháp khí thăng cấp vừa mới bắt đầu, liền một bộ cũng còn không thăng xong. Tống Thư Hàng lại lên tiếng nói. Bạch Tiền Bối đôi chân dài nghe nói như thế, cảm giác lập tức đã mất đi hứng thú, hắn ngay tại chỗ một nằm, một lần nữa hóa thành một hơi một tí nghỉ ngơi trạng thái. Ta chủ lúc đầu nghe được pháp khí thăng cấp còn rất vui vẻ, không nghĩ tới ngươi thăng cấp pháp khí tốc độ chậm như vậy, ngươi nhìn ta chủ lập tức lại không hứng thú. Chuột hamster hào nói. Đông Phương Đại Đế. Đã rất nhanh, ta liên thủ với Đông Phương tiền bối, không đầy 3 phút liền có thể hoàn thành một kiện pháp khí thăng cấp, tốc độ này đã nhanh đến không bằng hữu. Tống Thư Hàng giải thích nói, chờ thăng cấp xong, ta lại tổ hợp một bộ pháp khí trở về, để Bạch tiền bối chơi đùa. Đông Phương Đại Đế nghe được Tống Thư Hàng vì hắn biện hộ lúc, trong lòng cứ nhiên hiện lên một sợi chết tiệt cảm động. Bên cạnh, Bạch Cốt Tiên Cơ tại Đông Chi Xuân Các bên trong đi dạo một vòng, cảm giác phảng phất lại trở về năm đó viễn cổ thiên đình thời đại. Đông Phương tiền bối, cần hỗ trợ sao? Bạch Cốt Tiên Cơ đi vào Đông Phương Đại Đế bên người, lên tiếng dò hỏi. Lấy nàng ngày nay trường sinh giả cảnh giới cộng về sau luyện thành một thân trùy pháp, thay Đông Phương tiền bối trợ thủ, dư xài. Tiểu Bạch Cốt ngươi cũng đã trưởng thành. Đông Phương Đại Đế mỉm cười nói, vậy ngươi cho ta làm một chút thăng cấp pháp khí dự bị công tác đi, ta còn không tiến hành thăng cấp pháp khí, ngươi dùng trùy pháp cùng thiên hỏa vì chúng nó ấm lên thêm nhiệt. Cứ như vậy, ta liền có thể đem đến tiếp sau pháp khí thăng cấp thời gian khống chế tại 2 phút đồng hồ trong vòng. Phút đồng hồ, giờ một bộ này thời gian đơn vị, vẫn là Đại Đế tại cùng Thiên Đế tiếp xúc về sau, học bổ túc một số tình báo tri thức. Bao trên người ta đi, Bạch Cốt Tiên Cơ nói. Sở các chủ ngốc mau có chút nhất chuyển nàng thoáng bắt đầu giải Bạch Cốt Tiên Cơ về sau, phát hiện nàng là cái nóng tại giúp người tiên tử, mà lại nóng lòng miễn phí làm công. Cảm giác tương lai, nàng sẽ cùng Tống Thư Hàng rất có tiếng nói chung. Một cái không có tiền cho nhân viên giao tiền lương, một cái nóng lòng không cần tiền làm công. Có Bạch Cốt Tiên Cơ tương trợ về sau, Đông Phương Đại Đế thăng cấp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tốc độ, lần nữa tăng lên. Một kiện lại một kiện pháp khí, ngưng tụ ra khí linh, tấn thăng đến yếu trường sinh giả pháp khí giai đoạn, bị chuyển giao đến Tống Thư Hàng trong tay. Lại từ Tống Thư Hàng bím tóc thi triển dưỡng đao thuật, đem bởi vì cưỡng ép thăng cấp mà trôi qua độ thân mật cho soát trở về. Qua hơn 40 phút sau, một bộ hoàn chỉnh tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thăng cấp hoàn thành. Nghịch kình khí linh tiểu tiên tử bởi vì tương đối đặc thù, Đông Phương Đại Đế chuẩn bị đưa nàng an bài tại cuối cùng thăng cấp. Sở dĩ hiện tại thăng cấp một bộ này, có thể nhìn thành là thuộc về Bạch tiền bối bộ kia. Một bộ đầy đủ pháp khí một lần nữa soát về độ thiện cảm về sau, 33 kiện pháp khí thu nhỏ hóa, vây quanh ở Tống Thư Hàng bên người vui sướng chuyển động. Tựa như là gà mái bên người vây quanh một đám con gà con. Bạch tiền bối, có một bộ pháp khí thăng cấp hoàn thành. Tống Thư Hàng lên tiếng kêu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một bộ này tam thập tam thú pháp khí tổ hợp, hóa thành Trung Yên Thánh Kiếm. Lúc này Trung Yên Thánh Kiếm có thể như ý biến hóa lớn nhỏ, liền có thể hóa thành 500 mét cự kiếm, cũng có thể hóa thành trường kiếm bình thường bộ dáng. Thánh Kiếm vừa ra, nguyên bản ở vào yếu trường sinh giả pháp khí giai đoạn bản mệnh pháp khí, trong nháy mắt cường hóa đến gần vô hạn chân chính trường sinh giả pháp khí trình độ. Trên thực tế, lúc này Trung Yên Thánh Kiếm bất kể là phẩm chất, cường độ, lực lượng, đều đã trải qua đạt đến trường sinh giả thần binh cấp bậc, thậm chí tại cường độ phương diện hắn còn muốn vượt qua không ít trường sinh giả thần binh. Kém duy nhất, chỉ là hắn thiếu khuyết bản thể trường sinh đại đạo pháp tắc thoải mái. Đạt tới cái này cường độ về sau, Trung Yên Thánh Kiếm dù cho cùng chân chính trường sinh giả thần binh đối kháng, cũng hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Bạch tiền bối đùi nghe nói như thế về sau, lần nữa sinh động. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, Trung Yên Thánh Kiếm siêu một chút chạy qua, nâng lên Bạch tiền bối đùi, ngự kiếm phi hành. Tại Đông Phương Đại Đế Đông Chi Xuân các đỉnh chóp chạy một vòng về sau,
Bạch Tiền Bối chân to nhẹ nhàng bính trở đi, trong hư không đạp một cước. Hư không vỡ ra, nối thẳng Tà Liên thế giới bên trong sắt thép xảo huyệt. Ta chủ, có cái gì phân phó sao? Canh cổng dài xấu hổ thân thể xoay thành U chữ hình, lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối chân to có chút ngừng lại, tựa hồ tại hướng xấu hổ truyền âm. Một lát sau, xấu hổ thân hình biến mất. Khi nó lại xuất hiện lúc, lưng bên trên khiêng một khỏa to lớn nhân tạo nhân tạng, đây là Bạch Tiền Bối phỏng chế mọc ra mắt tinh cầu trái tim chế ra phảng phẩm. Tống Thư Hằng còn không thăng cấp chiếc kia Hà Long thần hành chiến xa bên trong, liền có như thế một khỏa phảng phẩm trái tim. Hai bộ pháp khí, cần làm đến cân bằng. Thế là, Bạch Tiền Bối lại lấy như thế một khỏa phảng phẩm trái tim đi ra, chứa vào đến bộ này Trung Yên Thánh Kiếm bên trong. Sau một khắc, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong 33 khỏa bá tống lưu ly trái tim, cái này cùng mai mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim phảng phẩm bắt đầu đồng bộ lên. Phanh 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 chỉnh tề tiếng tim đập, như là động cơ motor một dạng oanh minh. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, có được 34 trái tim, mới là tiêu phối. 34 vạc động cơ, động lực vô biên, ai dùng ai hưởng thụ. Đông Phương Đại Đế nhìn trợn mắt hốc mồm. Chư thiên vạn giới bên trong, đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới, có được cửu u chúa tể bằng hữu, lại là trước mắt như thế hạnh phúc tràng diện. Tại tất cả truyền thuyết cùng kinh lịch bên trong, cửu u chúa tể đều là làm một loại nhân vật hết sức khủng bố, mọi người tránh chi không kịp. Cùng cửu u chúa tể làm bằng hữu loại chuyện này, chư thiên vạn giới tu luyện giả căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thân là thế gian tà ác nhất, xảo trá nhất tồn tại, cửu u chúa tể nếu như cùng người làm bằng hữu, theo lý thuyết hẳn là sẽ đem người đùa bỡn đến cửa nát nhà tan, muốn sống không được, muốn chết không xong mới đúng. Nhưng trước mắt một màn này bên trong, bá tống đơn giản giống như là cửu u sủng nhi. Cửu u chúa tể móc ra nhân tạo trái tim động lực, đủ để duy trì một khỏa cỡ nhỏ tinh cầu vận chuyển. Ngày nay, lại bị tùy ý lắp đặt đến bá tống tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong đi. Dạng này cửu u chúa tể bằng hữu, ta cũng muốn a Đông Phương Đại Đế thầm nghĩ trong lòng. Đối diện, cho Trung Yên Thánh Kiếm sắp xếp gọn trái tim về sau, Bạch Tiền Bối đôi chân dài một lần nữa ngự kiếm, mang lên chuột hamster hào, bay ra Đông Chi Xuân Các, bắt đầu ở cái này sụp đổ thế giới hài cốt bên trong xuyên thẳng qua lên. Nếu không phải Tống Thư Hằng còn cần duy trì thiên hỏa lô hỏa lực, lúc này hắn phải cùng chuột hamster hào cùng một chỗ, treo ở Trung Yên Thánh Kiếm phần đuôi, theo Bạch Tiền Bối cùng một chỗ lưu lạc tại sụp đổ thế giới bên trong. Bạch Tiền Bối đùi cùng chuột hamster hào tạm thời rời đi về sau, Đông Phương Đại Đế cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần nữa giữ vững tinh thần. Thứ hai bộ pháp khí thăng cấp, bắt đầu, Đông Phương Đại Đế duỗi tay sờ mó, đem chiếc thứ hai Hà Long thần hành chiến xa cho kéo ra ngoài. Sau đó, huy động chùy nhẹ nhàng nện ở cái này trên chiến xa. Đương, gõ chùy về sau, từ trên chiến xa truyền lại ra một cái hữu lực tiếng tim đập. Đông Phương Đại Đế, ta còn không có đem bá tống lưu ly trái tim đặt vào đi, vì cái gì cái này trong chiến xa đã tim có đập. Chẳng lẽ, Đông Phương Đại Đế con người tiếp cận trong chiến xa, sau đó hắn liền nhìn thấy tại chiếc này Hà Long thần hành chiến xa bên trong, có một cái cùng chi tiền cửu u chúa tể móc ra trái tim cùng khoản nhân tạo trái tim. Đông Phương Đại Đế, nói cách khác, có lẽ là rất sớm trước, cửu u chúa tể đã cho bá tống một cái động lực trái tim. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhóm lửa Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cảm ứng được Đại Đế ánh mắt về sau, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại Đại Đế. Ngươi cùng cửu u chúa tể ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Đông Phương Đại Đế lên tiếng hỏi, ngươi là con riêng sao? Tống Thư Hàng vô ý thức trả lời, cái nào? Đông Phương Đại Đế, ngươi đến cùng, nhận biết bao nhiêu cái cửu u chúa tể, mới có thể vô ý thức thuần thục như thế hồi phục? Đông Phương Đại Đế hỏi, hẳn là Bạch Chúa Tể, Sở Các Chủ ngốc mao nhắc nhở. Trường sinh giả cấp ngốc mao. Đông Phương Đại Đế lúc này mới chú ý tới bá tống đỉnh đầu này ngốc mao, cứ nhiên tản ra trường sinh giả cấp khí tức. Càng là giải bá tống cái này tồn tại, liền sẽ càng cảm giác trên người hắn tràn đầy mê điểm. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đáp, Bạch Tiền Bối lời nói, ngay từ đầu là hắn ưa thích nghe ta giảng trò cười, về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân. Bất chi bất giác liền thân quen. Đông Phương Đại Đế, ưa thích nghe trò cười cửu u chúa tể. Ngươi là tại cùng ta giảng chê cười sao?
ta thì không nên hỏi bá Tống vấn đề này. Mặt khác, hẳn là cùng ta tại hiện thế bạch tiền bối bao nhiêu cũng có chút quan hệ. Bởi vì hiện thế bạch tiền bối nguyên nhân, sở dĩ cửu u bạch tiền bối mới có thể tại ngay từ đầu cùng ta tiếp xúc. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Đông Phương Đại Đế sọ não đau nhức, hiện thế bạch tiền bối, cửu u bạch tiền bối, người cái này quan hệ nhân mạch đến cùng là thế nào phì sự. Không tán gẫu nữa, không tán gẫu nữa. Đông Phương Đại Đế cúi đầu, lại bắt đầu lại từ đầu chùy bá Tống Hà Long thần hành chiến xa, tăng lên nó phẩm chất. Có lẽ ta ngay từ đầu hẳn là hào sảng điểm, lui một tỷ các loại không chính hiệu linh thạch cho bá Tống. Đông Phương Đại Đế thầm nghĩ trong lòng một tỷ linh thạch, từ viễn cổ thời đại đến bây giờ, chỉ là lợi tức cũng không chỉ như vậy điểm. Ta lúc ấy vì cái gì không tuyển chọn trả lại tiền. Nhất định là lúc ấy ta ma chướng. 2 phút đồng hồ về sau, Đông Phương Đại Đế duỗi tay, đem chiến xa giao cho Tống Thư Hàng, còn có 32 kiện. Tranh thủ ở một cái giờ bên trong đưa chúng nó xong. Hắn đã không muốn tiếp tục xâm nhập giải bá Tống. Đại đế kỳ thật chúng ta cũng không gấp. Tống Thư Hàng nhắc nhở, hắn bím tóc tiếp được thu nhỏ Hà Long thần hành chiến xa, một trận dưỡng đao thuật cuồng soát xuống. Ta đuổi, Đông Phương Đại Đế cũng không quay đầu lại, quất ra mặt thứ 2 quy thuẫn, bắt đầu gia tăng tốc độ đập. Bạch Cốt Tiên Cơ nháy nháy mắt. Nàng cảm giác không cách nào cắm vào Tống Thư Hàng cùng Đông Phương tiền bối chủ đề, sở dĩ cũng không dám tùy tiện chen vào nói, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng trợ thủ. Đã tiền bối đuổi thời gian, vậy ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tiền bối. Tống Thư Hàng nói, ra sức hơn thôi động thiên hỏa lô. Bím tóc cánh tay tại trên chiến xa cuồng soát một trận, một hơi quét gần ngàn phát dưỡng đao thuật dù sao trong chiến xa, nhiều một cái động lực trái tim. Sở dĩ độ thân mật muốn nhiều soát mấy phát, ổn thỏa. Hiện thế cái nào đó vị diện hư không bên trong. Một khỏa tinh cầu phi thường bốc đồng tại trong vũ trụ phiêu đáng, hắn không nhận bất luận cái gì hằng tinh lực hút hấp dẫn, độc lai độc vãng. Tung bay, đột nhiên viên tinh cầu này mở ra một đầu con mắt thật to. Ở trong cơ thể nó chỗ sâu, đột nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác, nhịp tim ẩn ẩn bắt đầu gia tăng tốc độ. Đây là có lực lượng nào đó, tại xuyên thấu qua cùng hắn tương quan sự vật nào đó, tại kích thích nó bản nguyên. Bất quá, món kia cùng hắn tương quan sự vật, phải cùng quan hệ của nó tương đối xa xôi, sở dĩ loại kích thích này cũng không mạnh. Mặc dù kích thích không mạnh, nhưng này loại kích thích liên tục không ngừng, một lần lại một lần, trọn vẹn kích thích hắn gần ngàn lần tả hữu. Tựa như là một đầu tân thủ lên đường con muỗi đang thắt người hút máu lúc, bởi vì kỹ thuật không quá quan. Sở dĩ nhói một cái lại một chút. Mặc dù không phải rất đau, nhưng nó trọn vẹn đâm gần ngàn lần, ai nhịn được. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão ánh mắt trong hư không điên cuồng bắn phá lên, thề muốn đem gan này lớn làm bậy con muỗi tìm cho ra chục chết. Cùng lúc đó, Hắc Long thế giới bên trong. Tại Tống Thư Hàng bộ thứ nhất bản mệnh pháp khí tấn thăng đến yếu trường sinh giả cấp bậc sau. Một mực suốt đêm tăng ca thay Tống Thư Hàng làm công Long Lạc nữ sĩ sinh lòng cảm ứng. Sau đó nàng phát giác Tống Thư Hàng nguyên thần, tinh thần cường độ, nhục thân cường độ đều tăng lên tới cửu phẩm cấp bậc. Thăng cấp sau bản mệnh pháp khí, lại sẽ phản hồi tới cường hóa bản thể. Cái trạng thái này Tống Thư Hàng, đã đầy đủ chống đỡ lấy tu chân công năng tiến hóa, cũng đem cái kia đoàn phong ấn trồng chất số liệu bao, cho dọn dẹp một chút. Là thời điểm toàn diện thăng cấp, Long Lạc nữ sĩ thông chi Tống Thư Hàng nói. Lần này thăng cấp tu chân hệ thống. Nàng chuẩn bị dựng một cái hoàn chỉnh hộ khách đầu đi ra, để tu chân công năng một bước đúng chỗ, thoát ly nguyên thủy tại tuyến nói chuyện phiếm thất hình thức. Nắm giữ một cái hoàn chỉnh hộ khách đầu về sau, tương lai phiên bản thăng cấp cũng có thể càng thêm tiện lợi. Bất quá, muốn dựng hộ khách đầu lời nói, liền cần một kiện bảo vật làm download đầu. Long Lạc nữ sĩ hy vọng Tống Thư Hàng có thể nghĩ biện pháp tìm một kiện vật dẫn bảo vật tới. Toàn diện thăng cấp. Tu chân nói chuyện phiếm công năng sao? Tống Thư Hàng một bên nhóm lửa, một bên trả lời. Luôn cảm giác từ khi hắn thành công đem nguyên thần ký thác kiếp tiên hư không về sau, toàn thân cao thấp các loại công năng cũng bắt đầu tự động đổi mới bản mệnh pháp khí, khí linh, tu chân nói chuyện phiếm công năng, toàn bộ bắt đầu một hơi thăng cấp. Xem ra qua không được bao lâu, hắn đem tiến hóa thăng cấp trở thành một cái hoàn toàn mới bá tống. Ngươi thật là bận bịu, Sở các chủ ngốc mau nói. Tại thay bản mệnh pháp khí thăng cấp nhóm lửa thời gian bên trong, nàng đã kinh thân mắt nhìn đến Tống Thư Hàng bảy bận tám bịu,
liền nhóm cái lửa cũng không yên tĩnh. Ta phát hiện ta mỗi lần muốn bế quan hoặc đốn ngộ thời điểm, chắc chắn sẽ có các loại không hiểu thấu phải bận rộn sự tình tìm tới cửa, mà lại đều là không cách nào cự tuyệt sự tình. Lần này cũng không ngoại lệ, Tống Thư Hằng nói, lại nhẹ nhàng lại vì da đen Vũ Nhu Tử thả ra một phát dưỡng đao thuật làm dịu thống khổ. Sở các chủ ngốc mau, người bây giờ đang bế quan. Không, ta tại đốn ngộ, Tống Thư Hằng đáp. Sở các chủ ngốc mau. Loại này đốn ngộ phương thức, thật là có Tống gia một quá khứ phong cách. Công đức xà Mỹ Nhân thấy Sở các chủ ngốc mau có chút xoay tròn bộ dáng, lộ ra nụ cười vui mừng có một số việc, không thể để cho nàng một con rắn tâm tắc, thêm đầu ngốc mau cùng nàng cùng một chỗ tâm tắc, một đầu cộng một đầu hiệu quả đã tốt lắm rồi. Lúc này, Long Lạc nữ sĩ trả lời, tu chân nói chuyện phiếm công năng toàn diện thăng cấp. Thể chất của ngươi, tinh thần lực cùng nguyên thần đều đã đạt đến tiêu chuẩn. Lần này ta đã đem hộ khách đoàn công năng nghiên cứu ra đến, cung cấp chư thiên vạn giới người tu luyện download. Dạng này, người có thể phóng thích một chút không cần thiết tiến trình, chuyên tâm phát huy người server công năng. Cần ta làm cái gì sao? Tống Thư Hằng dò hỏi. Ta cần một cái có thể chống đỡ lấy hộ khách đoàn download bảo vật làm vật dẫn, nó cần có được cường đại tính toán năng lực, có thể chống đỡ lấy chư thiên vạn giới người tu luyện download tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoàn, vì ngươi cái này server chia sẻ áp lực. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Có điều kiện phù hợp bảo vật sao? Tống Thư Hằng trưng cầu ý kiến nói. Long Lạc nữ sĩ dừng lại một lát, trả lời, Hắc Long thế giới không có điều kiện phù hợp bảo vật. Hiện thế số liệu thiếu thốn, mời bá tống nhân viên quản lý tự hành thăm dò bảo vật tư liệu. Cái kia Long Lạc nữ sĩ, ngươi có đề nghị gì cho ta không? Tống Thư Hằng kiên nhẫn dò hỏi, cùng Long Lạc nữ sĩ quen biết lâu như vậy về sau, hắn cũng dần dần nắm chắc cùng Long Lạc nữ sĩ giao lưu một chút tiểu khiếu môn. Long Lạc nữ sĩ phương thức tư duy tại có thời gian sẽ tương đối chương trình hóa, ngươi cần lặp đi lặp lại từ từng cái góc độ đi hỏi thăm, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Phương án 1, mời trưng cầu ý kiến cái gì đều có thể bán. Phương án 2, mời trưng cầu ý kiến Bạch Thánh. Phương án 3, mời cân nhắc tán tài vương tọa đánh cược. Long Lạc nữ sĩ một hơi cho Tống Thư Hằng 3 cái đề nghị. Để Tống Thư Hằng liên động động đại não chương trình đều đã giảm bớt đi. Tạ ơn Long Lạc nữ sĩ, vất vả, Tống Thư Hằng nói. Không khách khí, xin gọi ta béo cầu nữ sĩ. Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở. Kết thúc trò chuyện về sau, nàng bắt đầu tiến vào tu chân nói chuyện phiếm công năng thăng cấp cuối cùng điều đo, tranh thủ tại Tống Thư Hằng chiếm được hộ khách đoàn vật dẫn ngay lập tức, liền lập tức tiếp nhập tu chân nói chuyện phiếm công năng thăng cấp chương trình, đem tu chân công năng toàn diện thăng cấp, cũng tiêu hóa hết cái kia chư thiên vạn giới người tu luyện thêm hảo hữu số liệu bao. Tống Thư Hằng kết thúc trò chuyện về sau, bắt đầu suy tính tới 3 cái phương án tới. Cái gì đều có thể bán đại lão trên lý luận đến nói là mau lẹ nhất thủ đoạn, chỉ cần có tiền, vài phút liền có thể từ chỗ của hắn đạt được hài lòng hàng hóa. Coi như nhất thời nửa khắc tìm không thấy thích hợp hàng hóa, cái gì đều có thể bán đại lão cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hàng hóa cho chủ bị ra. Bất quá, tu chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan vật dẫn, khẳng định là cái giá trên trời chi vật. Mắc nợ từng đống Tống Thư Hằng, không đến cuối cùng một khắc, bản năng kháng cự cái này tuyển hạng. Nghèo, âm vốn, cho nên không có sức. Trừ phi là không được chọn, nếu không hắn trong thời gian ngắn không muốn lại đi tìm bạch tiền bối vay tiền chung quy đến nói, đang mượn tiền phương diện, hắn ra mặt dày không phát huy được tác dụng. Hắn tưởng tượng lấy có thể có vay có trả, muốn trước trả bạch tiền bối tiền, lại mượn không khó. Cái thứ hai phương án, bạch tiền bối bản thể còn không có tỉnh, bạch tiền bối cũng đang ngủ rất thẳng. Chỉ có bạch tiền bối đùi cùng bạch tiền bối phân thân tại. Cho nên, lúc này thích hợp nhất tuyển hạng, chính là cái thứ ba. Tán tài vương tọa bát phẩm đổ ước, vừa vặn phát huy được tác dụng. Đáng tiếc, trước đó hắn còn tại tưởng tượng lấy có thể hay không từ tam nhãn tiền bối cái kia thắng cái kiếm ý tới, bưng lấy sở sở cũng tốt. Quyết định, thừa dịp hiện tại nhóm lửa thời gian ở không, ta có thể nguyên thần xuất khiếu, đi tìm tam nhãn tiền bối. Nhục thân lưu tại nơi này tiếp tục nhóm lửa, tiện thể lấy cho pháp khí xoát xoát dưỡng đao thuật. Tống Thư Hằng quyết định nói. Sở các chủ ngốc mau. Ta liền chưa thấy qua đốn ngộ bên trong còn như thế bận rộn tu sĩ, người kia thật là đốn ngộ, mà không phải tấn ngộ sao. Sở tiền bối, mời ngươi chiếu khán xem xét nhục thể của ta. Duy trì hạ tình trạng của ta.
Nguyên thần của ta đi một lát sẽ trở lại, Tống Thư Hàng nói. Nơi xa rèn sắt Đông Phương Đại Đế. Bá Tống lại muốn rát sao? Đông Phương tiền bối, ta sẽ giữ lại nhục thân ở chỗ này nhóm lửa, có việc ngươi có thể trực tiếp cùng Sở các chủ giảng. Tống Thư Hàng chỉ chính mình ngốc mao. Bạch Cốt Tiên Cơ có chút bận tâm hỏi, chẳng lẽ ngươi nguyên thần ký thác hư không xảy ra vấn đề? Không phải, ta nguyên thần tốt đây. Tống Thư Hàng mỉm cười, sau đó hắn mở ra tán tài vương tọa không gian lối vào. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Tống Thư Hàng nhục thân bên trong, có 15 cộng một khối nguyên thần hình chiếu bay ra. Trong đó 15 khối nguyên thần hình chiếu là Tống Thư Hàng bản thể, mà đổi thành bên ngoài cái kia một khối thì là Bạch tiền bối. Đông Phương Đại Đế. Vọng Thiên, nguyên thần vỡ thành dạng này, lại còn sống. Ngươi là cặn bã sao? Đông Phương Đại Đế nhịn không được nói. Không, ta không phải. Ta chỉ là người khối. Một cái khác trình cầu đàn mới là cặn bã. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Đông Phương Đại Đế mộng bức nói, trình cầu đàn. Sở các chủ ngốc mau theo gió chập chờn, đừng hỏi, hỏi chính là Trình Lâm nữ đế. Đại đế nhíu mày, Trình Lâm. Nhưng một lát sau, Đông Phương Đại Đế lại lắc đầu, Trình Lâm sự tình, cũng không tại ta có thể quản phạm vi bên trong. An tâm đi, trình cầu đàn, chết không thể chết lại. Công đức xà Mỹ Nhân nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cái kia 15 cộng một nguyên thần, đã đi tới tán tài vương tọa tầng cuối cùng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ nhỏ. Cửa gỗ nhỏ sau thế giới, ánh nắng tươi sáng. Trình cầu đàn cha. Ha 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 ha, tam nhãn thiếu niên cái kia chất phát tiếng cười, tại cửa gỗ thế giới bên trong vang lên. Tam nhãn tiền bối tâm tình rất vui vẻ. Nhưng lại vui vẻ tiếng cười, cũng không che giấu được trên người hắn cái kia cửu u chúa tể đặc thù khí tức. Tại cửa gỗ mở ra trong nháy mắt đó, tam nhãn tiền bối trên người cửu u chúa tể khí tức, chợt lóe lên. Cầm trong tay đại trùy Đông Phương Đại Đế, đã từng nói không ra lời nói. Hắn liền hô một tiếng ngọa thảo, cửu u chúa tể đều cảm khái không ra. Nếu không phải Đông Phương Đại Đế tâm lý tố chất quá cứng, đổi một cái tu sĩ, một ngày liền thấy ba vị khác biệt cửu u chúa tể, bị ba vị cửu u chúa tể khí tức lặp đi lặp lại vào xem, khả năng đã sớm đạo tâm hỏng mất. Bình thường tu sĩ cả một đời cũng không thể nhìn thấy một lần cửu u chúa tể, hôm nay lại giống số lớn phát đồng dạng. Một hơi đến ba, đổi ai cũng chịu không được. Kinh lịch hết lần này đến lần khác về sau, Đông Phương Đại Đế đã không muốn nói chuyện. Thẳng đến Tống Thư Hàng đóng lại cửa gỗ nhỏ, khí tức hoàn toàn biến mất không gặp về sau, Đông Phương Đại Đế mới có chút dừng lại truy. Hắn nhìn qua Bạch Cốt Tiên Cơ hỏi, tiểu Bạch Cốt, bá Tống đến cùng nhận biết mấy cái cửu u chúa tể. Cái này đều ba cái tới cửa. Bạch Cốt Tiên Cơ nháy nháy mắt. Dùng đồng dạng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại Đông Phương Đại Đế nàng cùng bá Tống tiếp xúc cũng không lâu, nàng nào biết được nhiều chuyện như vậy. Loại vấn đề này, hẳn là hỏi Tống Thư Hàng trên người uy tín lâu năm vật trang sức mới đúng. Thế là, Bạch Cốt Tiên Cơ quay đầu nhìn về Sở các chủ ngốc mao, nói, Sở tiên tử. Bá Tống đến cùng nhận biết bao nhiêu cái cửu u chúa tể. Trừ Bạch chúa tể cùng vừa rồi tán tài vương tọa sau tam nhãn chúa tể bên ngoài. Còn có quan hệ không thế nào tốt tiền nhiệm béo cầu chúa tể, cùng còn có cái bị Tống Thư Hàng xưng là cầu đản cha chúa tể. Trừ cái đó ra còn có hay không cái khác chúa tể, ta cũng không rõ ràng, bởi vì quan hệ thực tế rất loạn. Sở các chủ ngốc mau nói. Liên quan tới Tống Thư Hàng còn có cái đại lý cửu u chúa tể phân thân sự tình, nàng không có nói nhiều. Giảng nhiều quá đâm tâm, không chỉ có đâm người khác còn đâm chính hắn, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 sự tình. Nàng không muốn làm. Chí ít 4 cái cất bước sao? Đông Phương Đại Đế chậm rãi nói. 4 cái nghe tựa hồ không nhiều, nhưng vấn đề là từ thái cổ đến nay, tổng cộng mới mấy vị cửu u chúa tể. Bá Tống đây là muốn đem tất cả cửu u chúa tể một mẻ hốt gọn sao? Tiểu Bạch Cốt, cố lên, lại giúp ta một tay chi lực. Quay đầu ta cho ngươi miễn phí chế tạo kiện đồ phòng ngự. Đông Phương Đại Đế cắn răng nói. Không thể còn tiếp tục như vậy. Hắn muốn tại bá Tống từ cái kia gọi tán tài vương tọa không gian ra trước đó, đem thứ hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cho thăng cấp hoàn tất. Tốt nhất là bá Tống ra, cũng đã không gặp được hắn. Từ đây, hai người thiên nhai cách xa nhau, không gặp nhau nữa. Bạch Cốt Tiên Cơ vỗ vỗ lồng ngực. Bao tại ngực ta lên. Nàng chưa kịp nói chuyện, một thanh âm đã thay nàng hoàn thành đoạt đáp.
Bạch cốt tiên cơ cứng ngắc quay đầu, phát hiện công đức xà mỹ nhân một mặt vui vẻ biểu lộ. Vì cái gì liền ta lời kịch cũng phải đoạt, bạch cốt tiên cơ ủy khuất nói, chúng ta là bạn tốt ha. Tiên tử. Nàng tự hỏi tại viễn cổ thiên đình lúc, cùng tiên tử quan hệ coi như qua đi a. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút. Sau đó, nàng hướng phía bạch cốt tiên cơ vứt ra này hôn gió, ba. Bạch cốt tiên cơ, min. Một bên khác, tam nhãn thiếu niên tiền bối tiểu thế giới bên trong. Tam nhãn tiền bối, ta bá tống lại tới rồi. Tống Thư Hàng cái kia chia năm xẻ bảy nguyên thần hình chiếu xâm nhập đến tiểu thế giới bên trong, lớn tiếng kêu lên. Tam nhãn tiền bối nhìn Tống Thư Hàng cái kia khối vụn trạng nguyên thần hình chiếu về sau, nguyên bản chuẩn bị âm u cảm xúc, lập tức lại như đầu mùa xuân ánh nắng ấm áp nở rộ. Người đã đến, Thư Hàng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nâng qua quản gia đưa tới trà thơm, nhấp một miếng nói, người bát phẩm rồi. Đúng vậy, bát phẩm được một khoảng thời gian rồi. Bất quá gần nhất một mực tại bận bịu, cho nên không đến cập đệ trong lúc nhất thời tìm ngài hoàn thành đổ ước. Tống Thư Hàng trả lời. Thời gian không đợi người, từ khi cảm giác chính mình toàn diện thăng cấp đổi mới về sau, luôn cảm giác cửu phẩm cảnh giới tại xa xa hướng hắn vẫy gọi. Vì để tránh cho không cẩn thận chui vào đến cửu phẩm ngàn ngày thiên kiếp, hắn vẫn là sớm một chút tới cùng tam nhãn tiền bối hoàn thành đổ ước. Lần này, ta chuẩn bị xong đánh cược vốn liếng. Tống Thư Hàng dứt lời, đưa tay trong hư không sờ mó, đem đóng gói tốt ma đế. Ngạc cho móc ra. Một tôn còn sống trường sinh giả ma đế, mà lại hắn còn có được tại cửu u thế giới mở ma hải kỹ thuật. Mặt khác, hắn từng cùng nho gia thánh nhân chiến đấu qua, có được rất nhiều thủ đoạn. Tại trường sinh giả bên trong cũng coi là người nổi bật, tin tưởng tam nhãn tiền bối ngươi sẽ thích. Tống Thư Hàng giới thiệu nói. Ma đế, ngạc. Lúc này, bá Tống vô luận như thế nào khích lệ hắn, hắn đều không vui. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhìn qua ma đế, ngạc, thở dài. Bá Tống đây là dùng người sống đến cùng hắn đánh cực nghiện rồi. Lần trước dẫn tới một con béo cầu chúa tể hóa thân. Lần này càng là trực tiếp trói lại cái còn sống trường sinh giả tới. Thân là vừa tấn thăng bát phẩm không lâu tồn tại, người trực tiếp xuất thủ bắt sống trường sinh giả, người không cảm giác chính mình rất quá đáng sao. Tam nhãn thiếu niên nhìn chằm chằm bá Tống. Tống Thư Hàng một mặt ngại ngùng nhìn qua tam nhãn thiếu niên, tiền bối, lấy hắn làm tiền đặt cược, có thể chứ? Có thể, cuối cùng, tam nhãn tiền bối đồng ý nói. Còn sống ma đế, trong đầu tri thức giá trị liền phi thường to lớn. Đối tam nhãn tiền bối đến nói, tri thức là so linh thạch những thứ này phàm tục chi vật chân quý hơn tài phú. Mà lại, cái này còn sống ma đế hắn vừa vặn cũng có thể phát huy được tác dụng. Lần trước đánh cược bên trong, hắn mượn béo cầu chúa tể, bạch mã mở thế giới kia, vừa vặn cần một tôn còn sống trường sinh giả chấn ngọn nguồn. Như vậy, ta cũng sẽ nỗ lực không sai biệt lắm đại giới bảo vật. Làm đánh cược bảo vật. Tam nhãn thiếu niên chậm rãi nói. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay nói, liên quan tới đánh cược chi vật, ta có thể xách một chút ý kiến sao? Tiền bối. Vốn là không thể, tam nhãn thiếu niên nói, bất quá xem ở cầu đản cái này từ danh tự bên trên, ta lần này đặc cách ngươi xách một chút ý kiến. Đương nhiên, để ý thấy là ngươi sự tình, tiếp thu hay không chính là ta chuyện. Thân là hàng thật giá thật đã từng cửu u chúa tể. Tam nhãn thiếu niên ở phương diện này rất hợp cách. Ta gần nhất bởi vì thăng cấp nguyên nhân, cả người đều tại đổi mới bên trong. Mà ta có một cái tu chân nói chuyện phiếm năng lực thiên phú, là cái phi thường tiện lợi công năng. Hiện tại ta cái thiên phú này cũng phải thăng cấp, cần tăng cường một cái hộ khách đoan download công năng. Cho nên, ta cần một cái có thể dùng để cho chư thiên vạn giới người tu luyện download hộ khách đoan vật dẫn bảo vật. Tống Thư Hàng thật nhanh đem ý kiến của mình đề một lần. Sau khi nói xong, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, mặt khác, ta kỳ thật đối kiếm ý cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu như tiền bối trong tay ngươi có kiếm ý, không ngại làm cái thêm đầu. Ngươi là cảm thấy ta nhất định sẽ thua sao? Tam nhãn tiền bối cả giận nói, lại còn muốn thêm đầu. Đây là cho rằng nhất định có thể từ trong tay hắn thắng đi bảo vật. Hồi lão gia, ngươi cảm giác chính mình sẽ thắng sao? Cho đến trước mắt. Ngươi cùng bá Tống ở giữa đổ ước là toàn bại không thắng. Bên cạnh tròng mắt quản gia nhắc nhở. Nói xong, quản gia lặng lẽ cho Tống Thư Hàng đưa lên chân quý nhất có thể tăng cường tu vi bánh ngọt cùng tăng cường thọ nguyên tiên trà. Tam nhãn tiền bối. Trên bầu trời,
lặng lẽ rơi ra mưa phùn. Mưa phùn mông lung, có loại không nói ra được thêm mỹ ý cảnh. Không có, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Tống Thư Hàng vội vàng nói, ta chỉ là cảm giác nếu có thêm đầu lời nói, ta cùng tiền bối đánh cược bắt đầu sẽ càng thêm có hào hứng. Kiếm ý không có, tam nhãn tiền bối thấy Tống Thư Hàng gần nhất như thế biết nói tiếng người, hài lòng nói, bất quá ta cái này có một đạo đặc thù đao ý. Mọc ra kiếm ý hình trạng đao ý, thế nào, có muốn hay không muốn? Mọc ra kiếm ý hình thái đao ý, Tống Thư Hàng trong đầu lập tức liền nghĩ tới Xích Tiêu kiếm tiền bối. Xích Tiêu kiếm tiền bối chính là có thể chém ra đao ý đại bảo kiếm. Cho nên, chẳng lẽ tam nhãn tiền bối ngươi đã từng cùng Xích Tiêu tử đạo trưởng cược qua? Tống Thư Hàng hỏi, mà lại, còn thắng Xích Tiêu tử đạo trưởng. Cái này thật là không dễ dàng. Xích Tiêu tử đạo trưởng tại Tống Thư Hàng trong lòng, một mực là cái phi thường cao bức cách tồn tại. Hắn cũng là cái thứ nhất phát giác được Tống Thư Hàng nhập mộng hình thức đại lão. Mà lại, cùng đại bộ phận tu sĩ các đại lão ý đồ chứng đạo bất hủ khác biệt, Xích Tiêu tử đạo trưởng cũng không có xung kích bất hủ dục vọng, mục tiêu của hắn càng lớn muốn trực tiếp bồi dưỡng một cái bất hủ thiên đạo gia. Có thực lực, có cao thượng mục tiêu, tại khí vận phương diện cũng phi thường cường hãn. Dạng này Xích Tiêu tử đạo trưởng, đã từng thua với qua tam nhãn thiếu niên tiền bối. Đối diện, tam nhãn thiếu niên tiền bối nghe được Tống Thư Hàng vấn đề về sau, nét mặt của hắn biến phi thường kỳ quái, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên hắn thật tiếp xúc qua Xích Tiêu tử đạo trưởng, còn cùng đối phương thiết hạ qua đánh cược. Bên cạnh, trong mắt quản gia mỉm cười, thay thế chủ nhân trả lời, bá Tống tiểu hữu, người vấn đề này hỏi thật hay. Đây chính là lão gia bình sinh hiếm thấy. Một cây thiêu đốt đồ đằng trụ đất bằng mà lên, trụ nhọn đem tròng mắt quản gia đâm xuyên, treo lên thật cao, đón gió phấp phới. Tống Thư Hàng. Từ tròng mắt quản gia nửa câu trả lời đến xem, tam nhãn thiếu niên tiền bối thật thắng nổi Xích Tiêu tử đạo trưởng. Nhưng quá trình này, rất có thể cùng bình thường thắng pháp khác biệt, cho nên vừa nhắc tới cái kia đánh cực sự tình, tam nhãn tiền bối mới có thể thẹn quá hóa giận. Nói không chừng, rất có thể thắng là thắng, nhưng tam nhãn thiếu niên tiền bối lại đã mất đi một loại nào đó trọng yếu đồ vật. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng vội vàng hướng lấy tam nhãn tiền bối khoát tay nói, tiền bối, cái kia, thắng liền tốt, quá trình loại vật này cũng không phải là trọng yếu như vậy. Trọng yếu là đánh cực nghi thức lúc hưởng thụ cái chủng loại kia vui vẻ, đúng không? Coi như người đang đánh cực cục bên trong đã mất đi thứ gì trọng yếu, nhưng chỉ cần kết quả là ngươi thắng. Vậy ngươi chính là người thắng. Qua, tam nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay áo, ra hiệu cái đề tài này nhảy qua. Tống Thư Hàng thuận thế nói sang chuyện khác, cái kia tam nhãn tiền bối, chúng ta tới tâm sự kiếm hình đao ý thêm đầu vấn đề. Thêm đầu thứ này, không thể chỉ có ta tăng thêm, ngươi lại không thêm. Ta đã tăng thêm kiếm hình đao ý, vậy ngươi cũng phải đánh cược đồng dạng thêm đầu. Tam nhãn tiền bối chậm rãi nói. Lão gia. Nếu như bá Tống cũng tăng thêm đồ vật, vậy liền gọi thêm chú, mà không phải thêm đầu. Ngươi không cần đem thêm đầu cùng thêm chú làm cho lăn lộn. Trong mắt quản gia dù cho bị đâm thành đôi xuyên, vẫn tại giữa không trung dùng thanh âm khàn khàn kêu lên. Tam nhãn tiền bối. Hôm nay, có tin ta hay không liền đem ngươi xem như miễn phí thêm đầu cho cược ra ngoài. Ta phải thêm chú đồng dạng đồ vật. Khôi giáp đao ý, Tống Thư Hàng dò hỏi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ngắm Tống Thư Hàng một chút, nói, ngươi nếu muốn đánh cược khôi giáp đao ý, cũng có thể. Bất quá ngươi phải nghĩ kỹ, một khi ngươi thua về sau, ngươi khôi giáp đao ý sẽ bị đánh cược nghi thức trực tiếp từ trên người ngươi triệt để bóc ra. Ngươi đem triệt để mất đi khôi giáp đao ý, không cách nào lại đưa nó kích hoạt. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói, được, vậy ta liền đánh cược khôi giáp đao ý. Bị rút lấy đao ý. Đang đánh cược hẹn sau khi hoàn thành, vẫn như cũ có thể tu luyện trở về. Liền như là Hà Chỉ Ma Đế chủ tâm đồng dạng. Không phải Tống Thư Hàng khoe khoang, hắn tự tin coi như đã mất đi khôi giáp đạo ý, cũng có thể tại phi thường ngắn ngủi thời gian bên trong đưa nó một lần nữa cho luyện ra. Hắn ở phương diện này thiên phú, mạnh đến chính mình cũng sợ hãi. Ngươi ngược lại là có tự tin, tam nhãn tiền bối thông qua đọc mặt thuật, đọc lên Tống Thư Hàng lúc này nội tâm ý nghĩ, bất quá. Nếu quả thật bị ngươi thắng ván này, ngươi liền thân tập khôi giáp đao ý cùng kiếm hình đao ý vào một thân. Tương lai, ngươi có phải hay không còn muốn mân mê một cái tấm thuẫn đao ý ra?
tiền bối ngài không nên nói nữa đi xuống, ta hình tượng cảm giác đều đi ra. Tống Thư Hàng vội vàng kêu dừng, trừ kiếm hình đao ý bên ngoài, cho dù là ta, cũng sẽ muốn một cái bình thường đao ý. Tin tưởng mình, người có thể làm, bá Tống tiểu hữu. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giơ ngón tay cái lên nói đâm tâm, thật sự là một chuyện khoái trá. Hắn đột nhiên thoáng có chút có thể cảm nhận được trong mắt quản gia điên cuồng tìm đường chết đâm tâm hắn cử động. Bởi vì, thật vui vẻ. Trên bầu trời, ánh mặt trời ấm áp quét tới mông lung mưa phùn. Tống Thư Hàng. Tốt, lần nữa tới nói chuyện chúng ta lần này bát phẩm đánh cực sự tình đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối cả người tựa ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng lay động nói. Tống Thư Hàng gật đầu nói, tiền bối kia, liên quan tới ta muốn hộ khách đoan vật dẫn bảo vật, người bên này có thích hợp đồ vật sao? Đề nghị của ngươi rất không tệ, tam nhãn tiền bối tam nhãn tỏa sáng nói, nhưng là, ta không tiếp thu. Ta chỉ là cho ngươi đề nghị cơ hội, nhưng ta cũng không có nói ta nhất định phải tiếp thu đề nghị của ngươi. Tống Thư Hàng, tam nhãn tiền bối, ngươi còn như vậy bì xuống dưới, sẽ mất đi ta cái này đáng tin hậu bối. Lúc này, trong hư không lần nữa truyền đến lão quản gia cái kia thanh âm khàn khàn, bá Tống đạo hữu ngươi không cần tâm tắc. Trên thực tế, là lão gia nhà ta căn bản không có thích hợp bảo vật có thể cung cấp cho ngươi, hắn không bỏ ra nổi hàng, cho nên hắn tại bắt đầu trước, muốn phản trước ngược lại đem ngươi một quân, để ngươi á khẩu không trả lời được, che giấu sự chột dạ của hắn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tại trên ghế xích đu đưa tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hoa có ngọn lửa đen kịt từ đồ đằng trụ trên ngọn thiêu đốt mà lên, đem tròng mắt quản gia thôn phệ. Lần này hỏa diễm, không còn là trước kia loại kia đồ nướng dùng đẳng cấp, mà là chân chính có thể khắc chế tròng mắt quản gia ma hỏa. Tròng mắt quản gia tại kêu thảm bên trong, thân thể cấp tốc bị nướng mất đi lượng nước, trong nháy mắt biến thành một con khô quắt con mắt. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lúc này cố gắng duy trì mặt không biểu tình trạng thái, nhưng mà, con mắt là nhân loại cửa sổ của linh hồn, hắn lại thế nào bảo trì mặt không biểu tình hình thức, hắn cặp kia phảng phất biết nói chuyện con mắt, bán hắn. Tam nhãn tiền bối từ bá Tống trong ánh mắt nhìn ra cùng loại khinh bỉ thần sắc. Kỳ thật, ta cũng không phải là không bỏ ra nổi cùng loại bảo vật. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên, lấy Tống Thư Hàng 15 cộng một phần nguyên thần làm trung tâm, trong hư không ẩn ẩn truyền đến một đạo âm lãnh thánh quang năng lượng. Tìm tới ngươi, một cái thật lớn thanh âm, từ trong hư không vang lên. Cái này âm lãnh thánh quang, vậy mà trực tiếp can thiệp đến tam nhãn thiếu niên tiền bối tán tài không gian, không nhìn cái này từ cửu u chúa tể nắm giữ không gian ngăn trở, đem tổn thương đưa đến Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu phía trên. Bị âm lãnh thánh quang bao khỏa Tống Thư Hàng nguyên thần cũng không bối rối. Cho tới bây giờ, loại trình độ này âm lãnh thánh quang, đã không tổn thương được hắn nguyên thần. Mà lại, hắn hiện tại là nguyên thần hình chiếu trạng thái, chỉ cần không bị chém ngược căn nguyên, thọc kiếp tiên hư không tiết điểm bên trong hang ổ, cái kia dù cho nguyên thần hình chiếu bị đánh tan, chỉ cần một lần nữa lại hình chiếu một lần là được. Cái này âm lãnh thuộc tính mặt trái thánh quang. Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu nhẹ nhàng ở trên người một vòng, nói, là ngươi, mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Vị này đại lão lão mang thù, cách lâu như vậy, rốt cục vẫn là tìm được hắn. Trừ béo cầu đại lão bên ngoài, ngươi là đuổi theo ta nhất cố chấp đại lão. Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu bên trên, có công đức chi lực hiển hiện. Những thứ này tinh khiết công đức chi quang có chút vừa tăng, liền đem cái kia âm lãnh thánh quang thôn phệ. Tại hắn xóa bỏ âm lãnh thánh quang đồng thời, hắn ý thức cùng thánh quang chủ nhân mọc ra mắt tinh cầu đại lão đối đụng. Ý thức phương diện bên trong. Nhỏ bé Tống Thư Hàng cùng vô cùng to lớn tinh cầu nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mặc dù hình thể, thực lực, ý thức cường độ bên trên, Tống Thư Hàng đều chênh lệch mọc ra mắt tinh cầu thật nhiều cái một bậc. Nhưng ở khí thế bên trên, hắn cũng tuyệt đối không kém mảy may, không sợ hãi chút nào. Là ngươi. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão phát ra như thế một cái sóng điện ý niệm. Nó không nghĩ tới, hôm nay ở sau lưng làm nó tiểu động tác, vậy mà là cái này cấn tay tiểu côn trùng. Mấy lần trước nó mấy lần xuất thủ, đều không có đem con sâu nhỏ này bóp chết. Thậm chí trong lúc mơ hồ bị cái này tiểu côn trùng liên lụy, bị một tôn thần bí cửu u chúa tể để mắt tới, bị thất thế. Là ta, Tống Thư Hàng trả lời. Bất quá,
rõ ràng là cái này mọc ra mắt tinh cầu đại lão một mực tại bắt giữ hắn đi, vì cái gì chân chính ý thức tiếp xúc đối kháng về sau, đối phương đột nhiên lại biểu hiện ra rất kinh ngạc dáng vẻ. Tựa như là đối phương trước khi xuất thủ, cũng không biết mục tiêu công kích là hắn bá tống đồng dạng. Ở trong đó, chẳng lẽ có hiểu lầm gì đó? Là ngươi vừa vặn, mọc ra mắt tinh cầu đại lão lần nữa truyền lại ra như thế một cái sóng điện ý niệm, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi triệt để nghiền nát. Đến a, đến ép ta a. Tống Thư Hàng không chỉ có không sợ hãi chút nào, thậm chí còn dám chính diện khiêu khích. Cái này không chỉ là bởi vì hắn bây giờ thực lực bành trướng nguyên nhân. Càng bởi vì tại hắn bên cạnh, còn nằm tam nhãn thiếu niên tiền bối. Có tam nhãn thiếu niên tiền bối ở bên cạnh, không có gì tốt sợ hãi. Có gan liền đến, sau khi đến hắn có thể giống lần trước an bài béo cầu đại lão tiểu hào phân thân đồng dạng, đem mọc ra mắt tinh cầu đại lão cũng an bài rõ ràng. Nói không chừng, còn có thể tăng cường một chút chính mình tiền đánh bạc. Có gan liền đến, không đến là cháu trai. Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau, cười lạnh nói. Xóa bỏ, mọc ra mắt tinh cầu đại lão phát ra băng lãnh thanh âm. Sau một khắc, trên người nó lực lượng tinh thần bộc phát, ép hướng Tống Thư Hàng ý thức. Nó muốn tại cách không ý thức đối kháng bên trong, đem Tống Thư Hàng ý thức nghiền nát. Sau đó lại trực tiếp đem lực lượng đưa đến trước đó tọa độ chỗ, chém giết cái này cấn tay côn trùng. Nếu không phải hình thể của nó quá lớn, mỗi lần vượt không ở giữa truyền tống đều cần tiêu hao thời gian rất dài, nó trực tiếp liền muốn bản thể giết đến tận cửa đi, đem bá tống xoa bạo. Vô cùng kinh khủng tinh thần lực áp bách trên người bá tống, trực tiếp đem bá tống ý thức đè nát thành. 15 cộng 1 phần. Ý thức phương diện đối kháng kết thúc. Tống Thư Hàng ý thức trở về đến tán tài vương tọa không gian bên trong. Hắn nguyên thần lên âm lãnh thánh quang đã toàn bộ tiêu tán, nhưng có một bộ phận âm lãnh thánh quang tại bị hắn công đức chi quang thôn vệ trước đó, liền chủ động chóc ra, tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân cách đó không xa hóa thành một đống ngọn lửa nhỏ, trở thành mọc ra mắt tinh cầu đại lão vượt không ở giữa mà đến tọa độ. Tống Thư Hàng nguyên thần mở to mắt, tam nhãn tiền bối, người tán tài vương tọa không gian bị người thẩm thấu. Không nên tới gần ta, tam nhãn tiền bối đột nhiên đối Tống Thư Hàng thét to, cách ta xa một chút. Tống Thư Hàng, bá tống đạo hữu, bộ dáng bây giờ của ngươi đối lão gia đến nói, giống như là mới từ hố phân bên trong leo ra đồng dạng. Nhưng đây không phải chính ngươi nguyên nhân, thuần túy là bởi vì lão gia hắn không thể nào tiếp thu được thánh quang mỹ hảo. Thân là cửu u loại, nó cả một đời cùng thánh quang vô duyên, thật sự là tiếc nuối. Trong mắt quản gia lúc này đang cố gắng đem chính mình từ trên đỉnh trụ rút ra, cũng lên tiếng giải thích nói. Rõ ràng thánh quang là rất thực dụng đồ vật, nhưng bởi vì cùng cửu u chúa tể thuộc tính tương xung. Bị cửu u chúa tể thật sâu chán ghét. Tống Thư Hàng. Suýt nữa quên mất việc này. Tam nhãn tiền bối, người đã chán ghét thánh quang, vậy ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng chỉ trên mặt đất thiêu đốt cái kia đoàn âm u thánh quang, nói. Thẩm thấu tán tài vương tọa không gian ra hỏa, liền muốn tới. Hắn đắc ý năng lực, chính là loại này âm lãnh thánh quang. Phi thường đặc thù một loại mặt trái thánh quang. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mắt liếc trên mặt đất âm lãnh thánh quang, hắn đưa tay nhấn một cái, sau đó cái này đoàn thánh quang bên cạnh không gian bắt đầu vặn vẹo, dị biến. Nắm giữ cửu phẩm kiếp tiên không gian quy tắc Tống Thư Hàng, có thể nhìn thấy cái này đoàn thánh quang không gian chung quanh. Bắt đầu vặn vẹo cũng từng tầng trùng điệp. Trong nháy mắt, nắm đấm này lớn không gian nội bộ, đã khuếch trương thành một cái tiểu thế giới. Chết, lúc này, từ cái này đoàn thánh quang bên cạnh, có một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, không gian chi môn mở ra. Một cái tản ra thánh quang tiểu cầu thể, từ không gian chi môn bên trong gạt ra đây là mọc ra mắt tinh cầu đại lão một loại phân thân thủ đoạn. Bởi vì bản thể quá mức khổng lồ. Hắn trước tiên có thể khu xử phân thân tới đánh trước trận. Đồng thời, phân thân cũng có thể bố trí một cái cự đại truyền tống môn, cùng bản thể đối ứng. Để bản thể tại vượt không ở giữa truyền tống lúc, biến càng thêm nhanh gọn. Nhưng vừa xuất hiện về sau, cái này tiểu phân thân liền cảm giác chính mình vị trí không gian dị dạng. Tinh cầu trên phân thân trong mắt chuyển động, đầu tiên là khóa chặt cái kia cấn tay bá tống vị trí. Nhưng nó có thể khẳng định. Cái này dị thường không gian trùng điệp, không phải cấn tay bá tống thủ đoạn. Tinh cầu phân thân trong mắt tiếp tục chuyển động, chuyển đến tam nhãn thiếu niên tiền bối trên thân. Sau một khắc, thân thể của nó biến cứng ngắc,
Ngay sau đó nó toàn thân âm lãnh thánh quang nhanh chóng thu liếm, lộ ra nó tiểu cầu hạch tâm. Lại nói tiếp, cái này mai tiểu cầu hạch tâm bắt đầu yên lặng lui lại, chuẩn bị rút về đến không gian chi môn bên trong đi từ xuất hiện đến rút lui, một bộ từ tâm động làm hành động nước chảy, trôi chảy tự nhiên. Tiểu cầu toàn thân trên dưới, phảng phất đều viết đầy túm chữ. Không có dư thừa lời kịch, thậm chí nó cũng không dám lớn tiếng lên tiếng. Loại này tính tình cẩn thận cùng ta không có sai biệt. Tống Thư Hàng nói, tiền đánh bạc ma đế, Ngạc Dung bị ai ánh mắt ngắm nhìn cái kia túng túng tiểu cầu. Hắn từ đối phương trên thân, ngửi thấy đồng bệnh tương liên khí tức. Bá Tống, đánh cược bắt đầu đi, tam nhãn thiếu niên tiền bối bàn tay nhẹ nhàng một nắm, tiểu cầu sau lưng không gian chi môn sụp đổ, tiêu tán. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này tiểu cầu, đột nhiên trong lòng hơi động. Trong đầu nghĩ qua một cái khả năng. Không sai, ta đã tìm được thích hợp bảo vật. Ngươi muốn vật dẫn bảo vật, ta có thể cho ngươi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói. Đang khi nói chuyện, hắn cùng Tống Thư Hàng dưới chân hiển hiện đổ ước nghi thức trận văn. Trận văn đem Tống Thư Hàng, ma đế, Ngạc bao khỏa, lại đem tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng tiểu cầu phân thân bao khỏa. Bá Tống Phương, ma đế, Ngạc, khôi giáp đạo ý. Tam nhãn thiếu niên phương, tiểu cầu, kiếm hình đạo ý. Đổ ước nghi thức thành lập. Tiền bối, lần này chúng ta đánh cược gì? Tống Thư Hàng nói, muốn hay không tiếp tục lại đánh cược một keo thống khổ sự nhẫn nại. Một ván trước thống khổ nhẫn nại tranh tài lúc, tam nhãn tiền bối thua không phải sự nhẫn nại, mà là thua ở ngoài ý muốn. Luận thống khổ sự nhẫn nại, tam nhãn tiền bối đồng dạng phi thường cường hãn. Không. Đã so tài qua hạng mục không cần thiết lại đến. Tam nhãn tiền bối vung tay lên nói, lần này, chúng ta so vận khí, thuần túy vận khí. So thuần túy vận khí, Tống Thư Hàng cúi đầu, ngắm nhìn chính mình 15 cộng 1 nguyên thần bên trong, thuộc về bạch tiền bối cánh tay kia cánh tay. Ở trong nháy mắt này, hắn phảng phất nhìn thấy chư thiên vạn giới đều tại thông qua bạch tiền bối bộ phận này nguyên thần, hướng hắn chúc phúc. Cho nên, so thuần túy vận khí. Có thể hay không lộ ra có chút làm nhục tam nhãn thiếu niên tiền bối. Tiền bối, nếu không chúng ta thay cái tranh tài phương thức. Tống Thư Hàng có chút không đành lòng, đề nghị. Thế nào, người sợ sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng nhìn về phía tam nhãn thiếu niên tiền bối trong ánh mắt, tràn đầy vẻ thương hại. Ta là có chút sợ. Hắn thành khẩn trả lời, ta sợ một hồi tiền bối người thua quá thảm, làm cả tiểu thế giới xa vào đến tận thế hình thức. Muốn ta thân mệnh. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng thậm chí đều không che giấu trên mặt mình biểu lộ, mặc cho người khác đọc mặt. Cược những vật khác, có lẽ tam nhãn tiền bối còn có phần thắng. Nhưng bây giờ cùng hắn cược thuần túy vận khí, tam nhãn tiền bối sợ là muốn thua đến hoài nghi nhân sinh mới thôi. Trên cây cột, trong mắt quản gia hai tay dùng sức vỗ tay, vì bá Tống Huyền Thánh phát biểu điểm tán. Ngươi cho rằng ta sẽ trúng sự khiêu khích của ngươi sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối từ trên ghế nằm ngồi dậy, tự tin nói, sợ liền trực tiếp nhận thua. Ngươi lại thế nào che giấu, trong ánh mắt của ngươi loại kia trột dạ cũng vô pháp tránh thoát ta ba con mắt. Ta, trột dạ, Tống Thư Hàng đưa tay sờ sờ khóe mắt của mình. Tam nhãn tiền bối ngươi ba con mắt đến cùng là muốn từ góc độ nào, mới có thể nhìn ra ta tại trột dạ. Ta đây là thương hại ngươi ánh mắt a. Ngươi không phải sẽ đọc mặt thuật sao? Vì cái gì liền cái này cơ bản tin tức đều đọc đến sai lầm. Bất quá, cũng được. Ta mặc dù mềm lòng, nhưng cũng không thể một mực mềm lòng xuống dưới. Đã tam nhãn tiền bối người muốn thua đến trốn ở trong chăn khóc thành nước mắt người, nước mắt ba hàng, vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Phải kiên cường a, tam nhãn tiền bối. Một hồi, dù cho ngươi thua lại thảm, cũng phải mỉm cười đối mặt nhân sinh. Người còn sống dài đằng đẵng. Nhất thời nhụt chí không có nghĩa là tương lai vĩnh viễn sẽ thất bại. Tống Thư Hàng sớm bắt đầu cho tam nhãn thiếu niên tiền bối rót tâm linh độc canh gà bị tiên tử rót lâu như vậy tâm linh độc canh gà về sau, Tống Thư Hàng trong lúc bất chi bất giác cũng học xong rất nhiều. Câu nói này, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Một hồi, dù cho thua lại thảm, ngươi cũng không cần rơi lệ. Tam nhãn tiền bối ba con mắt nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Giữa hai người khí thế đạt tới chí cao điểm. Năm mắt đối chọi gay gắt, kinh khủng uy áp tại giữa hai người thực chất hóa, hư không đều không chịu nổi áp lực, mơ hồ xuất hiện từng đạo mảnh nát không gian kẽ nứt. Ma đế, Ngạc,
Bá Tống tại cái này đáng sợ chúa tể cấp uy áp bên dưới, lại còn có thể chấn định tự nhiên. Mà hắn thân là uy tín lâu năm trường sinh giả, đối mặt tam nhãn thiếu niên chúa tể khủng bố uy áp lúc, đều có chút không thích ứng. Như vậy lần này, cụ thể cược cái gì hạng mục? Tống Thư Hàng trước tiên mở miệng nói. Dù sao hắn bản mệnh pháp khí còn tại rèn đúc, hắn không có quá nhiều thời gian cùng tam nhãn tiền bối lãng phí. Cho nên, lần này liền để hắn đem tam nhãn tiền bối ngực khóc, gọn gàng quét đi chiến lợi phẩm, trở về hiện thế. Sau đó, đem thăng cấp sau tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vũ trang bên trên, lại đem tu chân nói chuyện phiếm công năng thăng cấp, từ đây trở thành hoàn toàn mới bá tống. Đã muốn cực thuần túy vận khí, lần này chúng ta liền so một chút hoàn toàn không cách nào người vì quấy nhiễu trò chơi. Mà lại, vì công bằng, chúng ta tỉ thí lần này nhiều loại hạng mục, tổng so 5 cục. Dẫn đầu thắng được 3 cục người thắng, tam nhãn thiếu niên tiền bối tựa hồ đã sớm chuẩn bị. 5 cục sao, cũng được, vậy thì bắt đầu đi. Tống Thư Hàng gật đầu đồng ý nói. 5 cục mặc dù lãng phí thời gian, nhưng hắn có nắm chắc thắng liên tiếp 3 cục, cấp tốc đem tam nhãn thiếu niên tiền bối cô, để hắn núp ở góc tường yên lặng rơi lệ. Đây là Tống Thư Hàng đối Bạch tiền bối khí vận cường đại bạo dạp lòng tin. Lần trước đánh cược, là ta thua. Như vậy lần này đánh cược, thứ nhất tiểu cục so tài hạng mục, liền từ ta nhắc tới nghị. Sau đó, mỗi lần từ so tài kẻ bại đưa ra kế tiếp tiểu cục so tài hạng mục, chỉ cần đề nghị so tài hạng mục phù hợp thuần túy vận khí điều kiện này, liền tiến hành đánh cược. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đơn giản đưa ra đề nghị. Kẻ bại đưa ra kế tiếp tiểu cục so tài hạng mục, cái này khiến kẻ bại cũng có thể tận lực tại ván kế tiếp đưa ra một chút cùng mình khí vận tương đối xứng đôi trò chơi, để lật bàn. Tỷ như có ít người chơi xúc sắc khí vận tốt, nhưng quất bài khí vận lại không nhất định tốt. Cái kia bại cục về sau, hắn liền có thể đề nghị tiến hành chơi xúc sắc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối quy tắc trò chơi, là tận lực đạt tới mặt ngoài công bằng. Ta đồng ý, Tống Thư Hàng gật đầu nói, chỉ cần là thuần túy so tài khí vận trò chơi, ta đều có thể tiếp nhận. Trong mắt lão quản gia thanh âm khàn khàn nhắc nhở, bá Tống đạo hữu, ta sẽ thay người chú ý lão gia so tài hạng mục bên trong cạm bẫy, người yên tâm để lão gia đem so tài hạng mục báo ra tới. Tại một trận ầm ầm âm thanh bên trong, đồ đằng trụ đột nhiên hóa thân thành hỏa tiễn, một lần nữa đem trong mắt quản gia đâm thủng, đưa nó đưa vào đến tiểu thế giới bầu trời, càng bay càng xa, cuối cùng hóa thành một viên lóe sáng tiểu tinh tinh. Đưa tiễn trong mắt lão quản gia về sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối mỉm cười phủi tay, như vậy nghe cho kỹ. Ván đầu tiên ta hạng mục là xem ai vận khí càng tốt hơn, tại đứng bất động, không thi triển bất luận cái gì pháp thuật thủ đoạn điều kiện tiên quyết, tại hạn định thời điểm, bị càng nhiều thí tiên lôi oanh chúng. Tống Thư Hàng. Hắn ngay lập tức phát giác được, tam nhãn thiếu niên tiền bối đề nghị ván này tranh tài phương án, xấu chảy mỡ. Mặc dù không biết thí tiên lôi là cái gì, nhưng nghe thấy danh tự chính là bức cách cực cao, lực phá hoại phá trần đồ vật. Ai hơn mấy phát kết quả khẳng định cùng dễ chịu loại này thể nghiệm kéo không lên nửa xu quan hệ. Mà tam nhãn thiếu niên đề nghị bên trong vận khí tốt hơn cùng thời gian ngắn bị càng nhiều thí tiên lôi oanh chúng, hoàn toàn là hai cái tương phản cực đoan thiết lập. Nếu như là chân chính cường vận tu sĩ, tại cường đại vận khí tác dụng dưới, xu cắt tỷ hung, bị thí tiên lôi oanh chúng tỷ lệ tự nhiên sẽ tương đối thấp. Nhưng bởi như vậy, liền sẽ thua ván đầu tiên tranh tài. Nhưng nếu là muốn thắng được tranh tài, vậy liền cần để cho chính mình cường vận điều chỉnh đến bị thí tiên lôi điên cuồng bổ chúng nghịch may mắn khâu loại này lựa chọn bản thân cùng hảo vận là trái ngược. Cho nên đến cùng lựa chọn thế nào mới thật sự là hảo vận? Bị sét đánh là hảo vận. Tránh đi thí tiên lôi là hảo vận. Tam nhãn tiền bối quả nhiên đa mưu túc trí. Mà lại, tam nhãn tiền bối hiển nhiên đối với mình vận khí phi thường tự tin, hắn tự tin chính mình vận khí đã kém đến trình độ nhất định. Đứng bất động liền sẽ bị càng nhiều thí tiên lôi điên cuồng bổ chúng. Loại này cam chịu tự tin, làm lòng người đau nhức. Sợ rồi sao, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Như ngươi loại này cường vận hệ tu sĩ, một tháng liền thăng cấp nhất phẩm tới cùng ta đánh cược đâm tâm ta cẩu đản, sao có thể thể nghiệm đến ta loại này đứng đều muốn bị lôi cuồng bổ hệ người châu phi tự tin. Ta trước tiên có thể cùng ngươi kịch thấu một chút thí tiên lôi uy lực. Mỗi một đạo đều có được để cửu phẩm kiếp tiên đau đến không muốn sống uy lực. Nếu như ngươi sợ, ván đầu tiên trực tiếp nhận thua, ta có thể tiếp nhận ngươi đầu hàng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hai tay ôm ngực, đắc ý nói.
Sợ, không tồn tại, Tống Thư Hàng trầm giọng nói, vô luận thắng hay thua, cho dù là thua, ta chỉ cần nhìn thấy tam nhãn tiền bối người bị càng nhiều thí tiên lôi bổ chúng, ta cũng tâm tình vui vẻ. Mà lại, ta cũng không nhất định thua, ta đồng ý ván đầu tiên tỷ thí. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đưa ra so tài phương án, phi thường nhằm vào những cái kia chân chính cường vận hệ tu sĩ. Nếu như là hàng thật giá thật cường vận hệ tu sĩ, cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối so tài, nói không chừng được nuốt hận đại bại. Nhưng là, trước mắt Tống Thư Hàng lại khác. Hắn đối hảo vận lòng tin, bắt nguồn từ chính mình khuỷu tay chỗ bạch tiền bối cánh tay trái nguyên thần hình chiếu. Có thể nói, đây là mượn tới vận khí, cũng không chân chính thuộc về Tống Thư Hàng bản thể. Cho nên tất yếu thời điểm, hắn chỉ cần tạm thời đem bạch tiền bối tay trái hình chiếu dỡ xuống, lại cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối tham gia thí tiên lôi so tài, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. 15 cộng 1 trạng thái nguyên thần, tổ hợp chia tách bắt đầu chính là như thế tiện lợi, người khác ghen tị không tới. Trừ cái đó ra, còn có một cái thắng lợi lý do, bị Tống Thư Hàng một mực dần xuống đáy lòng chỗ sâu, không có biểu lộ ra. Dù sao hắn có bị động đọc mặt công năng, vạn nhất không cẩn thận tiết lộ tình báo, bị tam nhãn thiếu niên tiền bối nhằm vào, vậy kế tiếp tranh tài hắn liền ở vào bất lợi trạng thái. Như vậy, ván đầu tiên so tài bắt đầu, tam nhãn thiếu niên tiền bối thứ ba thần nhãn có chút nheo lại, không khỏi ý ở giữa đảo qua bá Tống nguyên thần tay trái hình chiếu. Khí vận loại vật này, huyền chi lại huyền. Nhưng thân là cửu u chúa tể, tại đối mặt chính thức có được đại khí vận hạng người lúc, hắn có thể ẩn ẩn phát giác được một chút trạng thái. Cũng tỉ như hiện tại bá Tống tay trái vị trí, phảng phất là bị thế giới chúc phúc qua đồng dạng, đây mới thực là chư thiên vạn giới khai quang cấp bậc chúc phúc. Chỉ cần có cái cánh tay này tại, bá Tống cả người liền bị cường vận bao phủ. Tại cường đại như vậy khí vận bảo vệ dưới, bá Tống ván đầu tiên, đã thua không nghi ngờ. Hắn duy nhất phải làm chính là khi tiến vào thí tiên lôi phạm vi về sau, lợi dụng so tài quy định, ngăn cản bá Tống sử dụng 15 cộng 1 phần nguyên thần lỗ thủng. 3. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, hắn, Tống Thư Hàng, Ma Đế, Ngạc, mọc ra mắt tinh cầu đại lão phân thân, toàn bộ bị dịch chuyển không gian, chuyển rời đến một mảnh cháy đen thổ địa bên trên. Trên đỉnh đầu, là một mảnh đen nghịt tầng mây, có kinh khủng lôi quang tại tầng mây bên trong không ngừng du tẩu, phát ra ầm ầm bạo hưởng. Những lôi quang này, mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa thí tiên pháp tắc. Đây là đặc biệt nhằm vào kiếp tiên cấp bậc trừng phạt tính lôi pháp. Ma Đế, Ngạc, ngọa thảo, vì cái gì ta cũng phải tiến đến. Ta không phải một cái tiền đánh bạc sao? Nếu là tiền đánh bạc, ta chỉ cần nằm ở một bên không phải tốt. Chẳng lẽ ta cũng phải tiến đến ai cái này thí tiên lôi xét đánh? Hai người các ngươi ra hỏa mình muốn bị xét đánh, tại sao phải kéo lên chúng ta? 13 hơi thở về sau, đại lượng thí tiên lôi liền sẽ hạ xuống. Sẽ duy trì 5 phút thời gian. 5 phút bên trong, ai bị đánh đến số lần càng nhiều, ai liền chiến thắng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, chúng ta còn có 10 hơi thời gian, lựa chọn một vị trí. Một khi tuyển định, tại thí tiên lôi hạ xuống thời khắc, liền không thể sửa đổi. Vừa dứt lời, tam nhãn thiếu niên tiền bối như báo săn đồng dạng xông vào đến lôi pháp đánh xuống khu vực, sau đó tìm kiếm được một cái vị trí thích hợp hắn có thể làm được tương đối công bằng. Nhưng cũng sẽ không làm chính chân chính công bằng. Chỉ tại mảnh này thí tiên lôi đánh xuống khu vực, hắn tương đối quen thuộc cái nào khu vực hạ xuống thí tiên lôi dày đặc hơn. Mà Tống Thư Hàng là lần đầu tiên tiến vào, kinh nghiệm lên không có hắn phong phú. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lựa chọn kỹ càng vị trí về sau, nhếch miệng lên, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhanh chóng xông vào đến thí tiên lôi khu vực, dựa vào cảm giác lựa chọn một vị trí. 10 hơi thời gian chớp mắt đã tới. Hỏa tiễn phi quyền, Tống Thư Hàng dùng sức huy động quyền trái, ý đồ đem bạch tiền bối quyền trái bắn ra đi. Không chỉ có như thế, hắn cái kia 15 phân thân thể, cũng chia 5 xẻ 7 ra, phát tán 15 cái khu vực. Tranh tài quy định chỉ nói là lựa chọn kỹ càng vị trí, sau đó chờ đợi lôi phạt giáng lâm. Nhưng thân thể ta có thể chia 15 cộng 1 phần, phân biệt rơi vào 15 cộng 1 cái khu vực về sau. Ta liền có thể đồng thời tiếp nhận 15 phần lôi điện. Quả nhân thật mẹ nó cơ trí. Cho nên ván này tranh tài, tam nhãn thiếu niên tiền bối, người kẻ bại ăn bụi á. Đối diện, tam nhãn thiếu niên tiền bối thấy thế, không chút kinh hoàng. Hắn mỉm cười, nói,
Bá Tống Tiểu Hữu, quy tắc tranh tài là lựa chọn một vị trí, một khi tuyển định, không thể sửa đổi. Chú ý, là một vị trí. Cho nên, thật đáng tiếc, ngươi chia ra thành 16 phần lựa chọn là trái với quy tắc. Tống Thư Hàng. Sau một khắc, hắn 16 phần thân thể, vèo một cái, lại trở về nguyên địa, tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh nguyên thần hình chiếu. Oanh! Trên bầu trời, nhóm đầu tiên thí tiên lôi ẩn chứa thành hình. Bá Tống, ngươi vẫn là quá non, gừng càng già càng cay. Tam nhãn thiếu niên tiền bối đắc ý cuồng thiếu. Đạo thứ nhất kíp nổ thí tiên lôi không có gì bất ngờ xảy ra, rơi vào trên người hắn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thân thể có chút run lên, nhưng không đau không ngứa. Bên ngoài sân, ma đế, ngạc, bị sét đánh đại lão, người đến cùng có gì có thể kiêu ngạo. Gừng đích xác là càng già càng cay, nhưng là, hành vẫn là nộn hương. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía tam nhãn thiếu niên tiền bối, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, dù cho không thể chia 15 cộng một phần, trận đấu này, ta cũng không nhất định sẽ thua. Ha ha, tam nhãn thiếu niên tiền bối phát ra hiền hòa tiếng cười. Người bây giờ đại khí vận phụ thể, ở đâu ra tự tin? Ầm ầm, kế tục thí tiên lôi bắt đầu đại lượng hạ xuống. Tống Thư Hàng đột nhiên ngồi xổm xuống, hắn đem tay trái lấy xuống, giấu đến trong ngực. Tay phải ôm đầu, đem thân thể của mình cuộn mình. Hành vẫn là nộn hương, Tống Thư Hàng phi thường tự tin. Ta gọi Tống Thư Hàng, là có được 7 cái thánh hào nam nhân. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ta là có được gặp nạn ta đến kháng, có phúc mọi người hưởng thuộc tính nam nhân. Đặc biệt là cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ mạo hiểm thời điểm, Bạch Tiền Bối cầu phú quý trong nguy hiểm thuộc tính phát động, liền sẽ đạt tới tổ hợp kỹ năng hiệu quả. Kỳ thật, không riêng gì trên người hắn vật trang sức nhóm biết điểm này, Tống Thư Hàng bản nhân đối việc này, cũng thoáng có chút phát giác. Dù sao hắn cùng Bạch Tiền Bối mạo hiểm nhiều lần như vậy, coi như ngu ngốc đến mấy, cũng sẽ phát giác được tự thân thể chất không thích hợp. Mà bây giờ, trên đỉnh đầu thí tiên lôi lớn mặt cùng hạ xuống, hắn cùng Bạch Tiền Bối cánh tay cùng một chỗ. Phù hợp Bạch Tiền Bối ở bên, gặp nạn ta đến kháng tổ hợp kỹ năng kích hoạt tiền đề. Đợt thứ nhất thí tiên lôi, trừ đạo thứ nhất kíp nổ thiên lôi bên ngoài, chia ra làm 12 đạo. Trong đó, có 4 đạo so sánh thô, uy lực khổng lồ. Mặt khác có 8 đạo, phát dục không tốt, gầy gò nho nhỏ. Tại tam nhãn thiếu niên hiền hòa tiếng cười bên trong, cái kia 4 đạo uy lực khá lớn thí tiên lôi, dẫn đầu đánh vào trên người hắn. Nhìn, ta đã dẫn trước ngươi 5 đạo sét đánh. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, ngươi nộn hành hương đâu? Tam nhãn tiền bối vừa dứt lời. Tại một trận oanh minh bên trong, cái kia 8 đạo nhỏ nhỏ thí tiên lôi, xếp hàng rơi trên người Tống Thư Hàng. Ôm đầu ngồi xổm phòng Tống Thư Hàng khẽ ngẩng đầu, lộ ra một cái thống khổ lại phải ý tiếu dung, hiện tại, là ta dẫn trước tiền bối 3 lôi. Ta cùng Bạch tiền bối tổ hợp, cũng không phải đơn thuần cường vận đơn giản như vậy a. Chúng ta là may mắn cùng bất hạnh tổ hợp, chính là may mắn nhất bất hạnh, lại là trong bất hạnh may mắn nhất. Bên cạnh, ma đế, ngạc, đánh thật tốt. Nhìn xem từng đạo uy lực mạnh mẽ thí tiên lôi rơi vào Tống Thư Hàng cùng vị kia tam nhãn đại lão trên thân, mà lại hai gia hỏa này bởi vì so tài nguyên nhân, còn không thể chủ động tránh né thí tiên lôi, chỉ có thể mặc cho tự thân bị lôi cuồng bổ, cắn răng tiếp nhận ma đế. Ngạc nhìn thể xác tinh thần đều thoải mái. Bên cạnh tiểu cầu phân thân lặng lẽ mắt liếc ma đế. Ngạc, cùng là tiền đánh bạc, nó cùng ma đế dựa vào tương đối gần. Đánh thật tốt, tiểu cầu phân thân đồng dạng ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng nó không dám nói ra khỏi miệng. Xét đánh hiện trường bên trong. Tam nhãn tiền bối cắn răng tiếp nhận lôi pháp tổn thương rơi ở trên người hắn thí tiên lôi uy lực lại lớn, số lượng lại ít. Rơi trên người Thư Hàng thí tiên lôi, uy lực nhỏ, số lượng lại nhiều. Đây chính là chân chính cường vận mang đến ảnh hưởng sao? Ta vậy mà không có dự định đến loại khả năng này. Sớm biết, trước khi tỉ thí ta liền không nên đơn giản dựa vào thí tiên lôi số lượng đến phân thắng thua, mà hẳn là lấy tổng thể tiếp nhận thí tiên lôi uy lực có thể mức đo lường tổng cộng, đến định thắng thua mới đúng. Mà lại, tam nhãn thiếu niên tiền bối còn phát hiện, Tống Thư Hàng đối lôi pháp sức miễn dịch, vậy mà vượt qua hắn. Mỗi lần đổ ước nghi thức tiến hành lúc, tam nhãn thiếu niên tiền bối vì duy trì mặt ngoài công chính, sẽ đem cảnh giới của mình kiềm chế đến cùng Tống Thư Hàng giống nhau trình độ, đồng thời thân thể toàn diện tố chất cũng sẽ cùng Tống Thư Hàng ngang hàng.
Lại Phương hiện tại cũng ở vào bát phẩm cảnh giới, cửu phẩm thể chất cùng nguyên thần cường độ. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng toàn diện tố chất thân thể, tự nhận là thường xuyên ai thí tiên lôi tam nhãn thiếu niên tiền bối lại phát hiện, Tống Thư Hàng đối thí tiên lôi thích ứng lực, so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Cái kia đủ để khiến đỉnh phong cửu phẩm kiếp tiên đều đau đến không muốn sống, trường sinh giả cũng phải cắn răng tiếp nhận thí tiên lôi, xếp hàng rơi trên người Tống Thư Hàng về sau, cũng liền phía trước hai nói để Tống Thư Hàng run rẩy cắn răng. Nhưng bổ tới đạo thứ 5 thí tiên lôi lúc, Tống Thư Hàng lông mày đã có chút giãn ra, đến thứ 8 lôi lúc, lôi quang tại trên da rẻ của hắn du tẩu, Tống Thư Hàng trên thân vậy mà ẩn ẩn tản mát ra khỏe mạnh quang trạch. Tam nhãn tiền bối, nhìn, đây chính là ta nộn hành hương. Tống Thư Hàng ngồi xổm trên mặt đất, hướng phía tam nhãn tiền bối chớp chớp mắt. Ngây thơ, chỉ là tạm thời dẫn trước ta tam lôi mà thôi, thời gian còn dư thừa vô cùng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói, mà lại, thí tiên lôi uy lực theo thời gian tăng lên, sẽ càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, uy lực của nó thậm chí sẽ tăng lên đến liền trường sinh giả đều run rẩy trình độ, người cảm thấy mình có thể chịu nổi sao? Ta cảm giác trạng thái không tệ. Tống Thư Hàng lộ ra tự tin thần sắc, nói thật, cái này thí tiên lôi uy lực cùng thiên phạt so ra, vẫn kém hơn rất nhiều. Mà lại, nó chỉ là đơn thuần lôi pháp. Tống Thư Hàng thống khổ miễn dịch kho số liệu bên trong, liên quan tới lôi pháp tổn thương số liệu là nhiều nhất, dù sao mỗi tháng đều muốn gặp một lần thiên kiếp đại gia, mỗi tháng thiên kiếp đại gia lôi pháp đều sẽ mang cho Tống Thư Hàng hoàn toàn mới tổn thương phiên bản. Dần dần, Tống Thư Hàng đối với lôi điện sức miễn dịch càng ngày càng mạnh. Mà lại, nhất thông bách thông. Khi lôi pháp tổn thương miễn dịch số liệu hàng mẫu đủ nhiều về sau, mới lôi pháp tổn thương chỉ cần vừa rơi xuống, bị Tống Thư Hàng thêm chút tiếp xúc về sau, thân thể của hắn rất nhanh liền có thể thích ứng, sát nhập nhóm mới lôi pháp thống khổ kháng thể. Tựa như hiện tại, tám đạo thí tiên lôi rơi xuống về sau, Tống Thư Hàng thân thể đã nhanh chóng thích ứng thí tiên lôi cái này lôi trùng. Nói ngươi thật giống như thụ qua thiên phạt uy lực đồng dạng. Tiền đánh bạc ma đế, ngạc nhịn không được nhỏ giọng nói. Ta thụ qua, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, đối ma đế. Ngạc nói, thiên phạt loại đau khổ này, ta hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là một loại nhớ lại đều làm ta linh hồn run rẩy thể nghiệm. Trực tiếp đem thân thể của ta chém thành cho bụi, chỉ còn một cái đầu lâu. Ma đế, ngạc. Nếu như bá Tống nói là sự thật, vậy cái này kinh khủng nam nhân, rất có thể là chư thiên vạn giới cái thứ nhất từ thiên phạt trong tay sống sót kinh khủng tồn tại. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời đợt thứ 2 thí tiên lôi hạ xuống, sau đó là đợt thứ 3, đợt thứ 4. Thí tiên lôi ở giữa, đã không còn khoảng cách. Mỗi một đợt vừa dứt bên dưới, sau một đợt liền nhanh chóng đuổi theo. Ngay từ đầu, Tống Thư Hàng cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối hai người tiếp nhận thí tiên lôi số lượng, vẫn còn tương đối tiếp cận. Mỗi sóng thí tiên lôi rơi vào trên thân hai người số lượng trên cơ bản chia 5 năm. Nhưng dần dần, thí tiên lôi bắt đầu một lần nữa chiếu cố Tống Thư Hàng. Đại lượng thí tiên lôi điên cuồng rơi trên người Tống Thư Hàng, cực kỳ giống tình yêu. Lượng biến đưa tới chất biến, lôi pháp tổn thương rốt cục khiến Tống Thư Hàng lần nữa run rẩy, toàn thân run lên, thống khổ giá trị không ngừng cộng 1, cộng 1. Thậm chí bên cạnh có được hút lôi thể chất tam nhãn thiếu niên tiền bối, đều bị thí tiên lôi xem nhẹ, mỗi sóng đều chỉ là ý nghĩa tượng trưng lên thưởng hắn một phát tia lôi dẫn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hắn thứ ba thần nhãn nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, chẳng lẽ là hắn khuỷu tay trái cường vận cánh tay, đã mất đi hiệu quả. Không đúng, bá Tống tay trái vẫn như cũ giống như là bị chư thiên vạn giới chúc phúc qua đồng dạng, có đại khí vận bao phủ. Vậy tại sao đông đảo thí tiên lôi, đều một hơi rơi trên người bá Tống? Mà lại, liền bá Tống tay trái cũng không có trốn qua thí tiên lôi tổn thương. Ta đây là phải thua, tam nhãn thiếu niên tiền bối ngẩng đầu vọng thiên. Gặp quỷ, ta thật vất vả chuyển ra thắng một ván bí phương, vậy mà vẫn như cũ thất bại thảm hại. Đối diện. Đau nhức đau nhức đau nhức, Tống Thư Hàng cắn chặt răng. Nhưng là, đang thống khổ đồng thời, hắn cảm giác chính mình chính ẩn ẩn tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này, chính thông qua hình chiếu, trực tiếp phản hồi đến tại kiếp tiên hư không bên trong nguyên thần. Bạch tiền bối tay trái, cũng giống như hắn tại phát sinh một loại nào đó thuế biến. Oanh! Tại lại một đường cuồng bạo thí tiên lôi tôi thể về sau, Tống Thư Hàng trên da nổ lên một tầng pháp tắc quang huy. Tầng này pháp tắc quang huy,
cùng lôi điện thuộc tính tương quan. Đồng thời, nháy mắt Tống Thư Hàng trong đầu, giống như là trước khi chết như đèn kéo quân, hiển hiện cái này đến cái khác ống kính. Kia là hắn tiếp nhận một lần lại một lần lôi điện tổn thương ống kính. Từ ban sơ phổ thông thiên kiếp kiếp lôi, đến biến dị thiên kiếp, lại đến thiên kiếp vũ khí hiện đại, thiên kiếp vũ khí hạt nhân, thiên lôi pháp khí tổn thương, cửu u ma kiếp, hắc long thế giới hư ảo chi lôi, ma hải thế giới cổ lôi. Còn có hắn tại cùng địch nhân đối kháng bên trong lúc, chịu qua lôi pháp tổn thương, thăm dò bí cảnh lúc tiếp nhận xét đánh. Cùng hiện tại hắn tiếp nhận rất nhiều thí tiên lôi tôi thể. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại hắn tiếp nhận thiên phạt tổn thương quá trình. Hắn tiếp nhận thiên phạt ống kính, có hai cái. Một cái là hắn thân thụ thiên phạt, thân thể hóa thành cho bụi, chỉ còn lại đầu một màn. Khác một màn, lại là hắn tại hắc long thế giới lúc, tại thiên phạt giáng lâm trước đó, liền bị bạch tiền bối phân thân cắt thành khối vụn. Sau đó, thiên phạt từ điềm tĩnh tính cách bạch tiền bối phân thân tiếp nhận một màn. Bạch tiền bối cùng hắn, đều có bị thiên phạt oanh sát kinh lịch. Thiên phạt tựa như là một loại tư cách. Tại cái này tư cách điều kiện tiên quyết, lại thêm cái này một đợt cửu u chúa tể dẫn đạo thí tiên lôi giận bổ về sau, rốt cục để Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối đạt thành cái nào đó tốt nghiệp điều kiện. Trên thân thể tầng này cùng lôi có liên quan pháp tắc quang huy, là bằng tốt nghiệp. Từ đó về sau, chư thiên vạn giới vô luận cái gì lôi đối Tống Thư Hàng tổn thương đều đem suy yếu, lôi pháp tiếp tục thời gian đem rút ngắn thật nhiều. Bao quát thiên kiếp, đây là cùng lôi có liên quan pháp tắc sao? Pháp tắc loại vật này, không phải cần lần lượt lĩnh ngộ sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Hắn nhớ kỹ chính mình chưa từng có đi lĩnh ngộ lôi hệ pháp tắc. Chẳng lẽ, là bạch tiền bối cái này tay trái tại lĩnh ngộ pháp tắc, tiện thể lấy một mang một, đem hắn cũng mang hộ lên. Đây chỉ là thuần túy bởi vì thân thể của ngươi bị các loại thiên lôi oanh nhiều về sau, thân thể chính mình lĩnh ngộ pháp tắc. Tam nhãn tiền bối nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng trên thân tầng kia khỏe mạnh lôi quang. Trong lòng nói, người tại học tập hoặc lĩnh ngộ tri thức lúc, có đại não học tập cùng thân thể bản năng học tập hai loại biện pháp. Tống Thư Hàng đây chính là điển hình thân thể bị thiên lôi bổ nhiều về sau, thân thể chính mình thích ứng thiên lôi, sau đó dựa vào bản thể nắm giữ đặc thù lôi hệ pháp tắc. Nói trắng ra là chính là quen tay hay việc, bị lôi bổ nhiều, cũng liền quen thuộc. Nhưng bất kể nói thế nào, nhìn thấy Tống Thư Hàng bị thí tiên lôi bổ, trực tiếp liền bằng tốt nghiệp đều bổ ra đến về sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối tâm tính đại băng. Không chỉ có là tam nhãn thiếu niên tiền bối, vừa lên ma đế. Ngạc cùng tiểu cầu phân thân, tâm tính đồng dạng nghênh đón tận thế. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì bị lôi bổ, liền tốt nghiệp. Chẳng lẽ là chúng ta thiếu đi điều kiện gì? Ta muốn hay không cũng thử một chút bị thí tiên lôi bổ một bổ. Ma đế. Ngạc trong lòng đột nhiên nổi lên như thế cái suy nghĩ. Bất quá, ý niệm này vừa mới sinh ra, liền bị hắn bóp tắt. Hắn hiện tại cái này trạng thái, thảm đến không được. Nếu như lại bị thí tiên lôi bổ một đợt, còn không bằng trực tiếp tự bạo nguyên thần chí ít như thế, có thể chết dứt khoát một chút. Tầng này lôi quang có chút ý tứ, Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên da lôi quang. Hắn có thể cảm giác. Tầng này khỏe mạnh lôi quang có thể cùng hắn tứ đại tôi thể công pháp kết hợp, làm hắn thể chất cao hơn một tầng. Hắn cùng lôi điện độ thân mật tăng cường, quay đầu hắn được thử một chút, trường tâm lôi có phải hay không thăng cấp. Mà lại, từ khi tầng này thiên lôi chứng nhận tốt nghiệp pháp tắc ngưng tụ ra về sau, trên bầu trời còn sót lại thí thiên lôi oanh ở trên người hắn lúc, tổn thương cùng thống khổ lập tức yếu bớt đến vỗ nhẹ nhẹ trình độ. Thậm chí cái này thiên lôi chứng nhận tốt nghiệp sẽ còn hấp thụ thí thiên lôi uy lực. Đưa nó chuyển hóa, dùng để đẹp da cộng cường hóa làn da. Liền có thể làm cửu phẩm kiếp tiên đều đau đến không muốn sống thí tiên lôi, uy lực cũng bị cắt giảm đến mức độ này. Cái kia phổ thông lục phẩm, thất phẩm lôi pháp, chỉ sợ căn bản cũng không có thể tổn thương đến ta mảy may rồi. Tống Thư Hàng tính ra nói. Quả thực tuyệt không thể tả. Trừ cái đó ra, cái này thiên lôi chứng nhận tốt nghiệp bởi vì là cùng thiên phạt có liên quan thuộc tính đặc biệt lôi hệ pháp tắc. Đối tất cả lôi pháp tiếp tục thời gian đều có suy yếu hiệu quả. Trên đỉnh đầu, nguyên bản có thể tiếp tục 5 phút thí tiên lôi, tại bổ 3 phút sau, liền im bặt mà dừng. A, không có, Tống Thư Hàng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân nói, tam nhãn tiền bối, 5 phút còn chưa tới a. Nếu không, chúng ta lại bổ 2 phút.
Lăn Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Thua đều thua, lại bổ 2 phút còn có cái gì ý nghĩa? Hắn chỉ là muốn truy cầu đánh cược thắng lợi, đối bị lôi bổ loại sự tình này, cũng không có yêu thích. Tống Thư Hàng. Đi, kế tiếp so tài. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Dứt lời, hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, Tống Thư Hàng cùng hắn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng, Ma Đế, Ngạc cùng Tiểu Cầu phân thân, lại bị lưu tại nguyên địa. Uy, chờ chút, chúng ta đây. Ma Đế, Ngạc kêu lên. Tiểu Cầu phân thân. Trên bầu trời, nguyên bản đã lắng lại thí tiên lôi lôi vân lần nữa cuồn cuộn rung động, mơ hồ trong đó có lôi quang tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Bá Tống, đại gia ngươi. Ma Đế, Ngạc trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Tống Thư Hàng cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối thân ảnh, trở về. Trong mắt quản gia đã trước bọn hắn một bước trở về, thậm chí nó khô quắt thân thể cũng đã khôi phục sung mãn. Hoan nghênh trở về, lão gia. Nó trước vì Tam Nhãn thiếu niên đưa lên một chén trà thơm. Sau đó, lại vì Tống Thư Hàng thêm nước trà, đưa bánh ngọt, hỏi, lão gia thua thảm sao? Không thảm, tiền bối bị lôi đánh cho số lượng ít. Ngược lại là ta, toàn bộ hành trình bị thí tiên lôi bổ tới tốt nghiệp. Tống Thư Hàng nói. Trong mắt quản gia hơi suy nghĩ một chút nói, lão gia chẳng lẽ lại đề nghị muốn so ai bị lôi đánh cho càng nhiều loại này bị ổi hạng mục. Thật không hổ là cửu u chúa tể. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối. Không sao, lão gia, liền xem như thua, chúng ta cũng phải cười đối mặt. Bởi vì, sẽ cười người vận khí cũng sẽ không quá kém. Trong mắt quản gia nói, cười đi, để chúng ta cùng một chỗ phát ra cuồng tiếu, để may mắn đến chiếu cố chúng ta. Ha 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 ha, ha 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 ha. Trong mắt quản gia cười không tim không phổi. Tống Thư Hàng đó có thể thấy được, quản gia tiếu dung là phát ra từ nội tâm. Nó là thật đang cười. Xoẹt lưỡi dao nhập thể tiếng vang lên. Một cây tiêu thương bị Tam Nhãn thiếu niên tiền bối ném ra, trực tiếp đem cuồng tiếu bên trong tròng mắt quản gia đứng đính tại mặt đất. Tròng mắt quản gia tiếng cười im bặt mà dừng. Tống Thư Hàng thấy thế, vội vàng kéo căng khuôn mặt của mình. Sợ mình không cẩn thận lộ ra tiếu dung, bị Tam Nhãn thiếu niên tiền bối tìm được cớ, cũng thưởng hắn một tiêu thương, đem hắn đóng đinh. Cái này ván đầu tiên vậy mà đều sẽ thua, người so ta tưởng tượng ưu tú hơn, bá tống. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Đa tạ, tiền bối. Tống Thư Hàng khiêm tốn nói vì mình đầu chó suy nghĩ, lúc này không cần khiêu khích Tam Nhãn tiền bối tương đối tốt. Đã ván đầu tiên là ta thua. Cái kia ván thứ hai thí luyện phương thức cũng để ta tới đề nghị. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối suy tư nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, xin tiền bối ra đề mục. Ngươi vừa rồi cười, Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đột nhiên nói. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, Tam Nhãn tiền bối. Ta vừa rồi chỉ là lễ phép tính mỉm cười, ngươi sẽ không cần đâm chết ta đi. Đề thứ hai, liền để ta mượn cơ hội mưu tư một lần đi. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối chủ đề đột nhiên lại nhảy về thu. Tống Thư Hàng, chỉ cần phù hợp thuần túy vận khí cái này đầu đề, là được. Thái cổ thời kỳ mạt, ta tại một ngày nào đó đột nhiên thành tiền nhiệm cửu u chúa tể về sau, lại qua mấy ngàn năm, ta thử nghiệm tiếp xúc ngoại giới, cũng đem một kiện bảo vật đưa vào đến hiện thế. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Tống Thư Hàng ngồi xuống, nghiêm túc nghe đề. Nhưng ta đem cái kia bảo vật một đưa vào hiện thế lúc. Đột nhiên ngoại giới thiên đạo quy tắc sinh ra phản ứng, sau đó đem ta cái kia bảo vật bắt lấy, đưa vào đến một cái không gian quỷ dị bên trong đi. Mỗi lần bị đưa vào về sau, ta vậy mà đem món kia bảo vật là cái gì, có hiệu quả gì, muốn làm gì dùng, toàn bộ lãng quên. Chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ ta có một kiện trọng yếu bảo vật, đã từng bị ta đưa vào đến hiện thế. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Thiên đạo phòng tối, Tống Thư Hàng nói tính toán thời gian. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối về sau, là cầu đản tra chứng đạo thiên đạo thời đại. Mà thiên đạo phòng tối chính là thiên đạo cầu đản tra thí nghiệm sản phẩm, về sau lại bị nó mân mê thành phòng tối, một khi bị giam nhập, tồn tại cảm liền sẽ từ căn nguyên lên bị cắt đứt. Cái đồ chơi này, Tống Thư Hàng cũng rất quen thuộc. Không sai, chính là cái kia thiên đạo phòng tối, tổng thể số lượng hẳn là duy trì tại mấy trăm cái số lượng. Lớn nhỏ không đều. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối nói. Tống Thư Hàng hỏi, cho nên, chúng ta tỉ thí lần này, từ thiên đạo phòng tối bên trong đem Tam Nhãn tiền bối ngài di thất bảo vật tìm ra. Đúng, mỗi người 5 lần cơ hội,
nhìn xem ai vận khí càng tốt hơn, có thể tìm tới cái kia bảo vật. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Ta cự tuyệt, Tống Thư Hàng lắc đầu nói, cái này đối ta đến nói quá nguy hiểm. Mặc dù ấn tượng không phải rất sâu, nhưng ta mơ hồ nhớ kỹ, ta đã từng đem không ít đáng sợ tồn tại phát xạ đến thiên đạo phòng tối bên trong đi. Nếu như ta bây giờ trở về thiên đạo phòng tối, đụng một cái lên bọn chúng, ta sẽ lành lạnh. Cái này so tài, đối ta không công bằng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Đã từng đem không ít địch nhân gửi đi đến thiên đạo phòng tối. Thiên đạo phòng tối là nhà ngươi mở sao? Ngươi vì sao lại có quyền hạn đem địch nhân phát xạ đi vào? Đệ tam thiên đạo là cha ngươi sao? Tam nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm tràn đầy phun Tống Thư Hàng gương mặt xúc động. Đối diện, Tống Thư Hàng tiếp tục nói, mà lại, ta liền món kia bảo vật đến cùng là cái gì, dáng dấp ra sao, có cái gì đặc thù cũng không biết. Tam nhãn tiền bối ngươi là món kia bảo vật chủ nhân, cùng hắn ở giữa chí ít còn sẽ có một loại trời sinh cảm ứng tồn tại. Nếu như bước vào đến cùng một cái thiên đạo phòng tối, chỉ muốn món kia bảo vật không có hủy hoại, ngươi liền có thể dựa vào cảm ứng đi khóa chặt bảo vật vị trí. Mà ta lại hoàn toàn không chức năng này, đơn giản tựa như là mò kim đáy biển. Sở dĩ, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói lên cái thứ hai tỷ thí hạng mục, cũng không phù hợp thuần túy vận khí điều kiện này, đối Tống Thư Hàng cũng phi thường bất lợi. Lão gia, ta cảm giác bá Tống nói có đạo lý. Ngươi coi như mượn cơ mưu tư, cũng không thể mưu thành dạng này, lịch đại cửu u chúa tể mặt đều bị ngươi mất hết. Bị đứng đấy đính tại mặt đất trong mắt lão quản gia nôn ra máu nói, lúc này hắn mỗi giảng nửa câu, liền sẽ ai ra đại lượng máu tươi. Nhưng cho dù là mỗi nửa câu nôn ra máu một lần, cũng vô pháp ngăn cản hắn mở miệng vì bá Tống chủ trì công đạo. Nếu như không cách nào phù hợp thuần túy vận khí cái nguyên tắc này, đối với ta lại các loại bất lợi, ta cự tuyệt cái thứ hai tỷ thí hạng mục. Tống Thư Hàng phụ họa nói. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khẽ gật đầu, nói, điều kiện là chết, nhưng người là sống. Đã ngươi cảm giác cái thứ hai tỷ thí hạng mục không công bằng, vậy chúng ta nghĩ biện pháp để nó biến công bằng, thuần túy lên là được. Có khó khăn, chúng ta liền giải quyết khó khăn. Không khó khăn, chúng ta liền chế tạo khó khăn đi giải quyết. Tống Thư Hàng. Đầu tiên, liên quan tới người đã từng đem rất nhiều nhân vật đáng sợ phát xạ đến thiên đạo phòng tối sự tình, cái này dễ giải quyết. Chỉ cần đi vào thiên đạo phòng tối không phải bá Tống, như vậy, những cái kia bị ngươi phát xạ đến thiên đạo phòng tối tồn tại, liền sẽ không chủ động tìm ngươi gây chuyện. Tam nhãn thiếu niên tiền bối dứt lời, duỗi tay quăng một trương mặt nạ cho Tống Thư Hàng. Lại là mặt nạ, Tống Thư Hàng tiếp nhận tấm mặt nạ này nói. Trong tay hắn còn có một trương Tô Thị A thập lục tặng bảo khí mặt nạ, có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách béo cầu đại lão dùng tính đến khóa chặt vị trí hắn. Tấm mặt nạ kia, bây giờ còn đang Tống Thư Hàng bản thể trong tay hảo hảo giữ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giải thích nói, đây là duy nhất một lần dịch dung mặt nạ, có hắn, ngươi liền có thể ngụy trang thành bất luận cái gì bộ dáng. Mà lại, chư thiên vạn giới không ai có thể nhận ra ngươi thật mặt nạ. Này mặt nạ kiếm không dễ, hắn là ngân quái tiên tôn mặt nạ. Tống Thư Hàng đoạt đáp, ta dùng qua, hiệu quả lão tốt. Ai ra, đoạt lời kịch loại sự tình này, thật sự là quá sung sướng. Khó trách tiên tử cùng tạo hóa tiên tử sẽ nghiện. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Tống Thư Hàng duỗi tay tại hư không bên trong sờ mó, đem Tô Thị A thập lục tiến hắn bảo khí mặt nạ lấy ra, sau đó hắn thoáng khoa tay một chút, nhẹ gật đầu, hai tấm mặt nạ công hiệu sẽ không trùng hợp, đến lúc đó ta trước đeo lên dịch dung mặt nạ. Lại đeo lên trương này bảo khí mặt nạ, dù ai cũng không cách nào nhận ra ta, cũng vô pháp khóa chặt vị trí của ta. Hoàn mỹ. Có ngân quái tiên tôn dịch dung mặt nạ tại, bị phát xạ đến phòng tối địch nhân tai họa ngầm xác thực có thể ở một mức độ nào đó được đến làm dịu. Về phần ta cùng bảo vật ở giữa loại kia trời sinh cảm ứng, kỳ thật càng không phải là vấn đề. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lại nói, đừng quên ta bại bởi qua ngươi một đầu thứ ba thần nhãn. Với ta mà nói con mắt mới là bản thể. Có cái kia đệ tam nhãn con ngươi tại, ngươi cùng món kia bảo vật ở giữa, đồng dạng sẽ sinh ra cảm ứng. Tống Thư Hàng nghe đến đó lúc, yên lặng gật đầu cứ như vậy lời nói, từ mặt ngoài đến xem, thứ hai thí luyện liền làm đến công bằng. Còn có cái gì khó khăn, một hơi nói ra, chúng ta thương lượng giải quyết. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Ta còn cần phòng thân thủ đoạn, nếu như có phục sinh lời nói tốt nhất. Tống Thư Hàng đề nghị,
mặc dù ta đã quên đi bị ta đưa vào đến thiên đạo phòng tối đến cùng là cái gì đại lão, nhưng khẳng định phi thường đáng sợ. Dù sao không đáng sợ lời nói, khẳng định sớm đã bị hắn đối bảo. Sở dĩ, cho dù có dịch dung mặt nạ, còn không phải rất bảo hiểm. Ta cần phải có bảo mệnh hoặc phòng thân thủ đoạn, cam đoan ta tại vạn nhất tình huống bên dưới, đối mặt mấy cái kia nhân vật đáng sợ, còn có thể sống được trở về. Tống Thư Hàng đề nghị. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lắc đầu nói, tại mở bảo tàng tầm bảo quá trình bên trong, gặp gỡ nguy hiểm không phải chuyện rất bình thường sao. Đây cũng là khí vận một bộ phận. Nhưng vạn nhất bảo vật ngay tại nguy hiểm thiên đạo phòng tối bên trong đâu. Ta dù sao cũng phải có lực lượng đi đem bảo vật lấy ra đi. Tống Thư Hàng nói. Lão gia, ta cảm giác bá Tống nói rất đúng. Trong mắt quản gia nôn ra máu nói, liền cho phép người mượn cơ mưu tư, liền không cho phép bá Tống mượn cơ tranh thủ điểm chỗ tốt. Chỉ cho phép châu quan phát thí, không cho phép bách tính đi ị. Cái này không công bằng, ta muốn báo cáo tấm màn đen. Tam nhãn thiếu niên tiền bối vung tay lên một cái, tại bàn tay hắn bên trên tạo nên từng cơn sóng gợn, mấy chục số tiêu thương hiển hiện, khóa chặt tròng mắt quản gia. Chờ, đợi đã lão gia, số lượng nhiều như vậy, sẽ chết. Tròng mắt quản gia nôn ra máu kêu lên. Vậy thì chết đi, tam nhãn thiếu niên tiền bối duỗi tay bãi xuống, mấy chục cây tiêu thương đem tròng mắt quản gia đâm thành con nhím. Xiết tròng mắt quản gia cảnh cấn tay hàng. Nhìn thấy con nhím châu quản gia, Tống Thư Hàng run lẩy bẩy. Đem người thứ ba thần nhãn triệu hoán đi ra đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối thở dài nói, nếu là ta mượn cơ mưu tư, tự nhiên cũng không thể cản trở ngươi vì chính mình mưu điểm chỗ tốt. Trong mắt quản gia mặc dù câu câu đâm tâm, nhưng nói rất có lý. Bá Tống, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này máu chảy một chỗ trong mắt quản gia, run rẩy đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Một loại bi tráng bầu không khí tràn ngập ra. Tống Thư Hàng trong lòng yên lặng cho tròng mắt quản gia điểm tán, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thứ ba thần nhãn triệu hoán đi ra mở ra. Tam nhãn thiếu niên tiền bối duỗi ra ngón tay, đâm tại Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn bên trên. Ta tại thứ ba thần nhãn bên trong lưu lại ba đạo pháp thuật. Đạo thứ nhất là thuộc về ta độc môn không gian phong tỏa thủ pháp, khóa tiên chi nhãn, tại ta không gian phong ấn phía dưới bên trong, không gian cố hóa. Liền trường sinh giả hành động cũng sẽ bị hạn chế 10 hơi. Đạo thứ hai, đồng dạng là ta độc môn không gian vận dụng thủ pháp, hòa tan chi nhãn, kích hoạt về sau, phàm là bị con mắt này sở tỏa định không gian tính cả không gian bên trong vật thể bị cùng nhau hòa tan. Đạo thứ ba, là triệu hoán mượn dùng ta lực lượng tọa độ. Nhưng là, một khi ngươi kích hoạt cái này đạo thứ ba pháp thuật, mượn dùng lực lượng của ta, vậy liền đại biểu cho ngươi đã thất bại, lần thứ hai thí luyện đến đây là kết thúc. Ngươi có đồng ý hay không? Tam nhãn thiếu niên tiền bối quán xong pháp thuật, thu thêm ngón tay, chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Đối diện, Tống Thư Hàng lại phảng phất ngây dại một dạng. Long lạc nữ sĩ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, kiểm tra ra ngoài đến số liệu tin tức, phải chăng ngăn cản. Tam nhãn thiếu niên tiền bối pháp thuật tin tức, tựa hồ bị trở thành châu dần số liệu, muốn bị che đậy. Nếu không phải cái này tường lửa hệ thống nhắc nhở, Tống Thư Hàng đều kém chút quên bản thân còn là một tự mang tường lửa nam nhân. Đây là thượng thượng hồi tu chân nói chuyện phiếm hệ thống thăng cấp lúc, Tống Thư Hàng mời Long Lạc nữ sĩ gia nhập công năng. Không nghĩ tới cái này tường lửa công năng như thế cường hãn, liền tam nhãn thiếu niên tiền bối tự tay truyền lại đến thứ ba thần nhãn pháp thuật tin tức, cũng sẽ bị tạm thời che đậy. Không, giải trừ che đậy, đó cũng không phải bệnh độc. Tống Thư Hàng vội vàng lựa chọn. Nếu là thật không cẩn thận đem tam nhãn tiền bối truyền tới phúc lợi cho che đậy xóa bỏ, hắn bá Tống đến khóc choáng tại nhà vệ sinh. Cùng một thời gian, Long Lạc nữ sĩ chính thể thanh âm truyền đến, chuyện gì xảy ra? Tu chân nói chuyện phiếm hệ thống tường lửa bị kích hoạt, người đã làm gì? Không có việc gì, là cái hiểu lầm, mới từ tam nhãn thiếu niên tiền bối nơi đó mò được điểm chỗ tốt, được đến ba loại thứ ba thần nhãn không gian bí pháp tin tức. Kết quả bị tường lửa cho rằng là ngựa gỗ xâm lấn số liệu, liền ngừng lại rồi. Tống Thư Hàng trả lời. Long Lạc nữ sĩ, nha. Một lát sau, tu chân nói chuyện phiếm tường lửa bắt đầu công tác. Che đậy giải trừ bên trong. Số liệu phân tích bắt đầu. Không gian hệ phòng ấn bí pháp tỏa tiên chi nhãn, cần phối hợp thứ ba thần nhãn thi triển, phân tích tiến hành bên trong, khi tiến lên độ 0.03%.
không gian hệ công kích bí pháp dung hóa chi nhãn, phân tích tiến hành bên trong, khi tiến lên độ 0.02%. Đặc thù phù văn, triệu hoán phù văn, phân tích tiến hành bên trong. Phân tích thất bại. Tống Thư Hàng. Hắn vội vàng liên hệ Long Lạc nữ sĩ, nói, phân tích tiến hành bên trong. Đây là Long Lạc nữ sĩ ngươi làm. Long Lạc nữ sĩ, ân. Tống Thư Hàng lập tức bổ kích mông ngựa, Long Lạc nữ sĩ nhiêu bức. Long Lạc nữ sĩ, ân. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, Long Lạc nữ sĩ, ta từ thiên đế nơi đó đem Thái Dương thuyền cho cả trở về. Chờ ta về Hắc Long thế giới lúc đem hắn mang về, để Hắc Long thế giới cư dân lần nữa hưởng thụ được dương quang phổ chiếu. Long Lạc nữ sĩ, tốt. Xem ra, hôm nay Long Lạc nữ sĩ bề bộn nhiều việc, hồi phục đều đơn giản dứt khoát. Vậy chúng ta đến lúc đó gặp, Tống Thư Hàng lại nói. Long Lạc nữ sĩ, ân. Sau đó, nàng liền dập máy cùng Tống Thư Hàng thông tin cùng Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm quá lãng phí nàng thời gian, nàng còn có như vậy nhiều công tác muốn làm, như vậy nhiều hạng mục chờ lấy nàng khai phát, như vậy nhiều chương trình chờ lấy nàng thăng cấp, như vậy nhiều đầu phát chờ lấy nàng bỏ đi. Tống Thư Hàng kết thúc thông tin về sau, vừa ngắm mắt phân tích tiến trình. Phân tích tốc độ tương đối chậm, đoán chừng muốn mấy giờ mới được. Nhưng chỉ là mấy giờ, hắn hoàn toàn chờ được. Mà lại, cái này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý liệu. Tỏa tiên chi nhãn cùng dung hóa chi nhãn, hai loại nguyên bản thuộc về tam nhãn không gian bí pháp, không lâu sau đó, bọn chúng liền muốn họ Tống. Thật bổng. Tống Thư Hàng trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ tiếu dung. Tê nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt uống nhầm thuốc tiếu dung. Tam nhãn tiền bối cảm giác toàn thân phát lạnh luôn cảm giác bản thân tựa hồ tại trong lúc bất chi bất giác, bị bá Tống chiếm tiện nghi. Đối diện, Tống Thư Hàng thu liếm tiếu dung, nghiêm túc nói, tam nhãn tiền bối, điều kiện của ngươi ta đồng ý. Một khi ta sử dụng cái thứ ba công năng triệu hoán ngài năng lượng tương trợ về sau, coi như ta bỏ quyền. Như vậy, chúng ta bắt đầu thứ hai thí luyện A. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khẽ nhíu mày, nhưng hắn nghĩ nửa ngày. Cũng nghĩ không ra bản thân có chỗ nào sẽ bị bá Tống chiếm tiện nghi. Nhưng nhìn bá Tống trước đó cái kia một mặt vui vẻ dáng vẻ, khẳng định là âm thầm cõng hắn làm cái gì. Bất quá được rồi, hắn đổ ước nghi thức từ không yêu cầu tuyệt đối công bằng, chỉ cần làm đến mặt ngoài công bằng là đủ rồi. Bá Tống dù cho ẩn giấu đi cái gì âm thầm thủ đoạn, đó là chính hắn bản sự. Trên thế giới này, lại nào có chân chính tuyệt đối công bằng? Không vội. Thứ hai thí luyện trước khi bắt đầu, ta cần thoáng chuẩn bị một chút. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Tống Thư Hàng hỏi, tiền bối, ngươi chuẩn bị cái gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Ta cần chuẩn bị một bộ có thể làm ta tạm thời tại hiện thế hành động hóa thân. Điểm ấy không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không giúp được một tay. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trả lời. Thân là hàng thật giá thật cửu u chúa tể, nó chân thân một khi tiến vào hiện thế. Liền sẽ dẫn hạ thiên phạt. Dù cho hiện tại ở vào thiên đạo giao thế thời gian trống, nhưng giữa thiên địa đại đạo quy tắc, có đơn giản bản thân vận chuyển chương trình duy trì. Bất quá, cũng may mà hiện tại là thiên đạo giao thế thời gian trống, để tam nhãn thiếu niên tiền bối có thể có rất nhiều tao thao tác chỗ trống. Tỷ như mân mê ra một bộ có thể tạm thời tại hiện thế hoạt động hóa thân, cũng đánh đổi khá nhiều về sau, đạt tới chỉ hoãn thiên phạt phủ xuống thời gian ở giữa hiệu quả. Hoạt động sau khi kết thúc, thiên phạt chân chính phủ xuống thời gian, hắn có thể trực tiếp đem hóa thân bên trên đồ trọng yếu chuyển di, lại đem hóa thân vứt bỏ là đủ. Trừ cái đó ra, ta còn phải chuẩn bị để cho chúng ta xâm nhập đến thiên đạo phòng tối thủ đoạn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Ban Văn Long thiên đạo nghiên cứu ra được thiên đạo phòng tối, tam nhãn thiếu niên chúa tể cũng một mực trong bóng tối nghiên cứu bọn chúng tốt nhất đưa chúng nó nghiên cứu triệt để về sau, lại đem bọn chúng mân mê bạo tạc. Tam nhãn tiền bối có đặc thù tiến vào thiên đạo phòng tối thủ đoạn sao? Tống Thư Hàng hỏi. Cho tới bây giờ, ngoại trừ thiên đạo có quyền hạn mở ra cái kia phòng tối bên ngoài, cũng chỉ có tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nhất tộc siêu thời không dạo bước thiên phú có thể xâm nhập trong đó. Bạch tiền bối duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản cũng là căn cứ tai nạn cự quy nhóm cấu tạo mà chế ra. Ta một mực có đang nghiên cứu thiên đạo phòng tối cấu tạo, đang nghiên cứu quá trình bên trong. Ta phát hiện một cái thú vị chủng tộc. Cái này thú vị chủng tộc năng lực thiên phú, có thể làm cho bọn chúng tùy tiện xâm nhập đến thiên đạo phòng tối bên trong. Tam nhãn thiếu niên tiền bối mỉm cười nói. Ta biết,
là tai nạn cự quy nhất tộc. Tống Thư Hàng đoạt đáp, trong đó có chỉ tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ phi thường thú vị, còn có nàng quy ba ba, sâu không được, lúc ấy cùng ta cùng một chỗ đối qua tiền nhiệm chúa tể. Long pháo uy lực, khiến cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Đoạt lời kịch thật sự sảng khoái, tựa như mùa hè lạnh thấu tim. JPG, tam nhãn thiếu niên tiền bối. Ngươi một cái bát phẩm huyền thánh, liền không thể điệu thấp một chút sao? Lại không thể có một cái chân chính bát phẩm huyền thánh hẳn là có á tử sao? Nhà ai bát phẩm huyền thánh giống như ngươi nhảy? Bên cạnh, bị đâm thành con nhím trong mắt lão quản gia, run rẩy dùng nhuốm máu ngón tay trong hư không viết, lão gia, không khóc, muốn cười. Muốn cười lấy đối mặt nhân sinh, ha 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 ha. Sinh mệnh lực thật ương ngạnh, Tống Thư Hàng có chút hâm mộ ngắm nhìn trong mắt lão quản gia. Cũng đúng, nếu là không cái này ngoan cường sinh mệnh lực, làm sao có thể tại tam nhãn thiếu niên tiền bối bên người sống đến bây giờ. Mấy phút sau, tam nhãn thiếu niên tiền bối trước mặt, thêm một cái mọc ra xúc tu tiểu nhãn ma hóa thân. Sau đó, có hai cái mai rùa tiên thuyền, bị cải tạo đi ra nhìn đường vân, đây chính là tai nạn cự quy nhất tộc mai rùa. Chẳng lẽ cũng có tai nạn cự quy, giống cái kia cự quy tiểu tỷ tỷ một dạng, bị lột áo lót. Hai chiếc mai rùa tiên trong đò đều tràn đầy năng lượng, đầy đủ ra vào thiên đạo phòng tối 5 lần. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, chính ngươi lựa chọn một chiếc, bắt đầu ván thứ hai tỷ thí. 5 lần cơ hội, Tống Thư Hàng sờ lên bản thân khuỷu tay trái chỗ bạch tiền bối tay trái hình chiếu. Ta muốn hay không nửa đường lặng lẽ gian lận một chút. Vì phòng ngừa bị tam nhãn thiếu niên tiền bối đọc mặt. Tống Thư Hàng tại suy nghĩ sâu xa trước đó lấy ra ngân quái tiên tôn duy nhất một lần dịch dung mặt nạ, đưa nó đeo lên. Ngươi chuẩn bị dịch dung thành ai? Tam nhãn thiếu niên tiền bối thuận miệng hỏi. Tống Thư Hàng nghe vậy, vô ý thức xoay đầu lại, nhìn về phía tam nhãn tiền bối bản thân. Đừng làm rộn, ngươi nếu là dám dịch dung thành ta, ta lập tức liền gọt chết ngươi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối uy hiếp nói. Tiền bối ngươi hiểu lầm. Ta cũng không nhất định muốn dịch dung thành người khác bộ dáng. Ta có thể ngẫu nhiên dịch dung, hóa thành một cái ai cũng không quen biết người, dạng này mới bảo đảm nhất. Tống Thư Hàng trả lời. Bá Tống đạo hữu giảng có đạo lý, cơ chí. Bên cạnh tròng mắt quản gia dùng máu viết ra huyết thư, không giống lão gia, chỉ muốn dịch dung thành người khác, tư duy cứng ngắc không hiểu biến báo. Tam nhãn thiếu niên tiền bối. Thậm chí, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng chính mình có thể dịch dung thành khác giống loài, không nhất định phải bảo trì nhân loại bề ngoài. Tống Thư Hàng đưa tay tại trên mặt nạ nhẹ nhàng điểm một cái, trong lòng tại tưởng tượng lấy chính mình trong suy nghĩ tối hữu hình bộ dáng. Mỗi người trong nội tâm đều có cái tối soái tối mỹ lúc chính mình bộ dáng. Tống Thư Hàng liền chuẩn bị dựa theo cái này hình tượng, lại thêm cải biến. Nhưng khi ngón tay của hắn tại trên mặt nạ nhẹ nhàng điểm một cái lúc, mặt nạ đột nhiên tự động biến hóa. Tựa như là rút thưởng bàn quay lớn đồng dạng, có mấy khuôn mặt bộ dáng tại Tống Thư Hàng trên mặt nạ hiển hiện. Bạch tiền bối mặt, thất tu thánh quân mặt, vân tước tử tiên tử mặt, linh điệp thánh quân mặt. Cái này mấy trương mặt điểm giống nhau, chính là lần này cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tiến vào kiếp tiên tiết điểm, đồng thời Tống Thư Hàng đã từng lưu lại qua bá thần trụ. Nguyên thần móng tay trụ tiền bối. Tống Thư Hàng lúc này là nguyên thần hình chiếu trạng thái. Cho nên cái này dịch dung mặt nạ tựa hồ bị kích hoạt lên một loại nào đó ẩn tàng cơ chế, chủ động biến hóa. Trên thực tế, trên thị trường hiện tại lưu thông ngân quái tiên tôn mặt nạ, đại bộ phận đều là ngân quái vật thí nghiệm, là hắn vì chế tạo ra đồng quái nguyên thần trên mặt cái mặt nạ kia thí nghiệm sản phẩm. Cái này dịch dung mặt nạ, một khi tiếp xúc đến giống như đồng quái không kiện toàn nguyên thần lúc, liền sẽ bị kích hoạt, đối nguyên thần tiến hành ổn định cùng bảo hộ. Bàn quay lớn một mực biến hóa mấy lội về sau, Tống Thư Hàng dịch dung mặt nạ cuối cùng dừng lại, hóa thành một chương phi thường quỷ dị mặt tới. Gương mặt này, từ bạch tiền bối, thất tu thánh quân, vân thước tử, linh điệp thánh quân mặt nhu hợp mà thành. Bốn vị này tiền bối bên trong, bạch tiền bối nhan trị không cần phải nói. Thất tu cùng linh điệp hai vị cũng là tu chân giới nổi danh đẹp trai thúc thúc. Vân thước tử nhan trị càng là hồng nhan họa thủy cấp. Nhưng là cũng không phải là đem mỹ lệ đồ vật dung hợp lại cùng nhau liền sẽ càng mỹ lệ hơn. Bốn tờ khác biệt phong cách mặt dung hợp lại cùng nhau lúc, cuối cùng biến thành một chương không cách nào dùng lời nói diễn tả được mặt đến không thể nói nó là xấu hay đẹp, chỉ là rất không hài hòa, rất quái dị.
cẩn thận tách đi ra nhìn, gương mặt này mỗi một phần nhỏ đều đẹp không được. Nhưng dung hợp lại cùng nhau về sau, liền một lời khó nói hết. Tống Thư Hàng nhéo nhéo mặt về sau, lại phi thường hài lòng, không sai, từ gương mặt này lên hoàn toàn sẽ không đem hắn cùng ta liên hệ đến cùng một chỗ. Yêu cầu của hắn cũng chỉ là dạng này. Huống chi, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được trương này mặt nạ, tựa hồ nhiều hơn một loại cường hóa nguyên thần hiệu quả. Đây là siêu giá trị phúc lợi. Đón lấy, Tống Thư Hàng lại lấy ra cái kia có thể đoạn tuyệt người khác dùng quái toán khóa chặt hắn bảo khí mặt nạ, tại trên mặt nạ lại đeo lên một cái mặt nạ. Ngươi cho rằng ta gương mặt dưới mặt nạ chính là mặt thật. Ngây thơ, dưới mặt nạ, đương nhiên vẫn là mặt nạ cọc. Hai tầng mặt nạ, hai tầng bảo hộ, kể từ đó, chỉ cần lại đem con mắt nhắm lại về sau, Tống Thư Hàng liền rốt cuộc không cần lo lắng tiền bối nhóm có thể từ trên mặt hắn đọc đến tin tức. Chuẩn bị xong chưa? Tam nhãn tiền bối hỏi. Thỏa, Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, nội tâm của hắn bên trong bắt đầu suy tính tới gian lận phương án tới. Hắn muốn gian lận cũng không phải là chỉ mượn dùng bạch tiền bối tay trái may mắn bạch tiền bối cánh tay cùng hắn hiện tại là một cái nguyên thần hình chiếu, không phân khác biệt, mượn bạch tiền bối tay trái may mắn lại thế nào tính gian lận. Liền tam nhãn tiền bối đều ngầm thừa nhận điểm này. Tống Thư Hàng hiện tại lo lắng lấy chính là, muốn hay không tại 5 lần cơ hội lên động đầu óc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối giao cho hắn mai rùa tiên thuyền có 5 lần xâm nhập thiên đạo phòng tối cơ hội, 5 lần về sau so tài kết cục. Nhưng Tống Thư Hàng bây giờ có được lấy bạch tiền bối nguyên thần tay trái, nói không chừng có thể mân mê ra duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản đến. Đến lúc đó, thiên đạo phòng tối liền thật sự là hắn hậu hoa viên, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Điệu thấp, trước không cần vội vã thăm dò, tốt nhất trước lợi dụng mai rùa tiên thuyền đi đến 4 lần cơ hội về sau, suy nghĩ thêm sử dụng duy nhất một lần phi kiếm thủ đoạn. Dù sao, tam nhãn thiếu niên tiền bối đang lợi dụng văn tự quy tắc lúc, hố hắn một thanh, để hắn phân liệt thành 15 cộng một phần, tiếp nhận thí tiên lôi phương án sinh non. Lần này tam nhãn tiền bối nói 5 lần cơ hội nói không chừng cũng sẽ trở thành một cái hạn chế. Cho nên, không đến cuối cùng một khắc, không cần vội vã nếm thử tới đùa bỡn quy tắc. Hai chiếc mai rùa tiên thuyền kích hoạt. Tam nhãn tiền bối con kia nhãn ma hóa thân thay thế bản thể hắn tham gia so tài. Lão gia, chúc ngươi hóa thân thuận buồm xuôi gió. Trong mắt quản gia khó được vì nhà mình quê quán chúc phúc nó đâm tâm đối tượng, giới hạn định là tam nhãn thiếu niên tiền bối bản thể, chưa từng siêu quy, phi thường tự chế. Tán tài vương tọa không gian mở ra. Hai chiếc tiên thuyền từ không gian bên trong bay độn mà ra, tiến vào Đông Phương Đại Đế rèn sắt thế giới. Đang đánh sắt Đông Phương Đại Đế vô ý thức ngẩng đầu, nhanh như vậy liền kết thúc. Hắn còn muốn tại bá tống kết thúc đánh cược trước đó, trước đem pháp khí thăng cấp hoàn tất. Vừa nghĩ tới chính mình cũng có thể muốn bị bá tống đâm tâm, Đông Phương Đại Đế tâm can liền một trận chướng đau nhức. Nhưng là, trong hư không thoát ra hai con tiên thuyền, chỉ là siêu một chút sượt qua người, qua ra môn mà không vào. Ngay sau đó, hai chiếc tiên thuyền đồng thời trốn vào đến một cái khác hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hiện thế thông hướng thiên đạo phòng tối thông đạo bên trong. Như vậy, ngẫu nhiên lựa chọn một vị trí, sau đó trốn vào trong đó đi. Tống Thư Hàng tay trái điều khiển tiên thuyền một cái cùng loại tay lái khống chế trang bị, tùy ý chuyển động. Hắn không khống chế phương hướng đi như thế nào, đều xem bạch tiền bối tay trái ý tứ. Tống Thư Hàng tin tưởng, chính mình sau đó phải trốn vào thiên đạo phòng tối dù cho không phải đánh cược bảo vật cất giấu chỗ, cũng nhất định là có lượng lớn tài phú bảo địa. Bạch tiền bối không rơi vô bảo chi địa. Oanh! Hai chiếc tiên thuyền cuối cùng phân lưu, chia ra phá tan hiện thế cùng thiên đạo phòng tối tường ngăn, xâm nhập trong đó. Vẫn như cũ là quen thuộc đơn điệu thuần bạch không gian, nhìn một cái không có bất kỳ cái gì vật chất, đơn điệu không thú vị. Cùng thời khắc đó, hiện thế, Tống Thư Hàng nhục thân bên trong. Nhục thể của hắn đột nhiên một trận mê mang bản năng cảm giác tựa hồ thiếu một chút cái gì. À đúng, hắn nguyên thần ký thác hư không về sau. Tựa hồ còn chưa kịp tới đem hình chiếu cho ném đến hiện thế đến. Thế là, tại kiếp thiên hư không tiết điểm bên trong, Tống Thư Hàng 15 cộng một phần nguyên thần, lần nữa bắt đầu sử xuất toàn bộ sức mạnh, hướng phía hiện thế nhục thân hình chiếu lực lượng, ý đồ ngưng tụ mới nguyên thần hình chiếu. À, ta có phải hay không quên đi chút gì?
đang đánh sát Đông Phương Đại Đế đột nhiên ngẩn người nói. Hắn quay đầu, nhìn về phía ngay tại bản năng nhóm lửa Bá Tống. Kỳ quái, chẳng biết tại sao hắn nhìn qua Bá Tống lúc, có loại tức quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Liền phảng phất thấy được một cái quen thuộc nhất người xa lạ. Trong lúc mơ hồ, càng có loại hơn thương cảm hương vị. Tại ta rèn sắt thăng cấp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trong lúc đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này Tống Thư Hàng tiến vào thiên đạo phòng tối là nguyên thần hình chiếu thể tiến vào, tương đương với thân thể một bộ phận bị chém đứt căn nguyên. Hơn nữa, còn là có thể bản năng tái sinh cái kia bộ phận. Mai rùa tiên thuyền hạ xuống về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang, giấu vào đến Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu thể nội, chờ hắn muốn từ cái này thiên đạo phòng tối bên trong lúc rời đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đưa nó một lần nữa tế ra chạy trốn. Mỗi một cái thiên đạo phòng tối nhìn qua đều dài một cái bộ dáng, cũng không biết ta đã từng có hay không từng tiến vào cái này phòng tối bên trong. Tống Thư Hàng quay đầu chung quanh. Đồng thời, hắn trên trán thứ ba thần nhãn mở ra, liếc nhìn toàn bộ thiên đạo phòng tối, nhìn xem tại bạch tiền bối vận khí chỉ dẫn bên dưới, có thể hay không ngay lập tức đem tam nhãn thiếu niên tiền bối di thất bảo vật cho lật ra tới. Thứ ba thần nhãn liếc nhìn một vòng, rất nhanh có mấy đạo thân ảnh rơi vào Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn trong tầm mắt. Đồng thời, cái kia mấy đạo thân ảnh cũng cảm ứng được Tống Thư Hàng ánh mắt, đồng thời xoay đầu lại, nhìn lại hướng Tống Thư Hàng vị trí. Một cái móng vuốt, một người đầu chọc luyện thể kiếp tiên, một nam một nữ hai huyền thánh. Còn có cái này trên thân có ta hương vị sương mù tà ma. Nhớ lại, là bọn chúng. Ở vào một cái thiên đạo phòng tối phạm vi về sau, Tống Thư Hàng cuối cùng nhớ ra trong tầm mắt cái này mấy thân ảnh. Con kia móng vuốt lai lịch không nhỏ, chính là viễn cổ thiên đình trường sinh giả Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, lúc trước nàng đã từng đuổi bắt qua Tống Thư Hàng. Mà vị kia đầu chọc luyện thể kiếp tiên cùng một nam một nữ kia huyền thánh, đều là viễn cổ thiên đình thành viên, Phượng Nghi cầm chủ thuộc hạ. Về phần cái kia trên thân có Tống Thư Hàng thần hương vị sương mù tà ma, xem xét chính là béo cầu đại lão tác phẩm nhưng nó hiện tại, tựa hồ đã mất đi thận. Nhớ kỹ các nàng, tựa hồ là bị bạch tiền bối thiết kế, đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong tới. Tống Thư Hàng trong lòng suy tư. Bạch tiền bối tay trái dẫn dắt đến hắn tiến vào cái này thiên đạo phòng tối, nhưng lại không có tìm được tam nhãn tiền bối bảo vật chẳng lẽ là Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, đối bạch tiền bối hữu dụng. Trong lúc đang suy tư, xa xa móng vuốt, kiếp tiên, huyền thánh cùng tà ma, đã nhanh chóng hướng phía Tống Thư Hàng vị trí đổ tới. Tống Thư Hàng cũng không né tránh, liền ở tại chỗ yên lặng chờ lấy bọn hắn tới gần. Mấy tức sau, lấy Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt cầm đầu, mấy đạo thân ảnh đi vào Tống Thư Hàng cách đó không xa, ngừng lại. Song phương quan sát lẫn nhau đối phương. Không phải Bá Tống, cái kia đầu chọc kiếp tiên lên tiếng nói. Hoàn toàn chính xác không phải Bá Tống, khí tức hoàn toàn không giống, cũng không có thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả. Mà lại, ta chú ý tới đối phương là nguyên thần trạng thái. Nguyên thần là không cách nào ngụy trang. Sương mù tà ma lên tiếng nói. Trực tiếp hỏi là được. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt có chút nắm lại, nắm thành đoàn đối Tống Thư Hàng ủi ủi. Ta chính là thiên đình Phượng Nghi cầm chủ, xin hỏi đạo hữu. Tống Thư Hàng tại đến thiên đạo phòng tối lúc. Trong lòng đã sớm vì chính mình nghĩ kỹ ngụy trang đạo hiệu băng lê đạo nhân, hắn chuẩn bị ngụy trang thành lệ chi tiên tử một mạch. Nhưng không đợi Tống Thư Hàng mở miệng, bạch tiền bối tay trái hình chiếu liền hướng phía Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Đối diện, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên giống nhận lấy triệu hoán, nàng nhu thuận thu nhỏ, một đường nhảy nhót, nhảy tới con kia bạch tiền bối trên cánh tay, sau đó nắm lấy bạch tiền bối tay trái cổ tay, ngừng đi lên. Tựa như là một con bị thuần dưỡng tốt liệp ưng, móng vuốt, Tống Thư Hàng, đối diện đầu chọc kiếp tiên. Cái này không hiểu thấu phát triển, để song phương đều không hiểu ra sao. Chờ chút, ta tại sao phải chủ động nhảy tới? Ngươi đối ta làm cái gì? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt kêu lên. Mà cùng một thời gian, Tống Thư Hàng từ bạch tiền bối tay trái nhận được một đạo tin tức. Hắn dưới mặt nạ cái kia đẹp mắt hạ nửa gương mặt mỉm cười. Dùng cố ý biến hóa qua kiềm chế thanh âm nói, Phượng Nghi đạo hữu móng vuốt, ngươi không cần khẩn trương. Ta là tới hoàn thành cùng ngươi bản thể ước định, đưa ngươi từ cái này thiên đạo ngục không gian bên trong mang đi ra ngoài. Lúc trước, Tống Thư Hàng bị bạch tiền bối ngắt mạng cưỡng chế bế quan về sau,
Bạch tiền bối cố ý chạy đi gặp Lội Phượng Nghi cầm chủ bản thể, cũng cùng nàng đạt thành hòa giải. Phượng Nghi cầm chủ bản thể đã không truy cứu nữa Tống Thư Hàng bọn người nhiễu loạn thiên đình mảnh vỡ bên trong ẩn tàng nho ra thánh nhân phục sinh trận sự tình, mà bạch tiền bối thì sẽ theo ước định mang theo Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trở về. Bản thể của ta chưa quên ta, Phượng Nghi cầm chủ trong lòng hơi động. Vốn là quên đi, nhưng có đạo hữu cho nàng nhắc nhở. Tống Thư Hàng giải thích nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bán tín bán nghi hỏi, mang ta từ thiên đạo ngục thế giới bên trong ra ngoài. Ngươi có thể làm được. Xin tin tưởng ta, Tống Thư Hàng thanh âm bên trong tràn ngập tự tin. Phượng Nghi cầm chủ ngắm nhìn Tống Thư Hàng, lại nói, vậy ta thuộc hạ, có thể cùng một chỗ mang đi ra ngoài sao? Cùng nàng cùng một chỗ bị lúc trước giả bá Tống đưa vào, còn có chọc đầu kiếp tiên, cùng một nam một nữ huyền thánh. Tiện tay mà thôi, Tống Thư Hàng cười ngắm nhìn xa xa kiếp tiên cùng hai vị huyền thánh. Cái kia, chúng ta bây giờ liền đi. Nói thật, nàng hoàn toàn không muốn ở nơi đáng chết này không gian bên trong tiếp tục ở lại. Bên trong không gian này cái gì cũng không có, liền linh lực cũng không mỏng manh. Nếu không phải có mấy cái bạn tại, nàng cũng chỉ có thể bế quan sống qua ngày. Lúc này, vị kia sương mù tà ma rốt cục nhịn không được, hắn lên tiếng nói, vậy đạo hữu, người có thể tiện thể lấy mang hộ ta đoạn đường. Từ khi đáp lên về đột nhiên xâm nhập thiên đạo di thuế cầu móc đi thận về sau, nó đã không thể tại hiện thế lâu dài sinh tồn. Nhưng ngay cả như vậy, nó còn phải về hiện thế một chuyến. Tại thân thể triệt để tiêu vong trước đó, đem bá tống có liên quan tin tức, thuật lại cho chúa tể. Người có tiền sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Sương mù tà ma. Không có tiền, ta cũng không tốt mang người rời đi thiên đạo phòng tối. Người phải biết, dẫn người rời đi là rất tiêu hao lực lượng sự tình. Tống Thư Hàng nói, mang Phượng Nghi đạo hữu cùng nàng thuộc hạ rời đi, là bởi vì ta cùng nàng bản thể ước định. Nhưng ta và ngươi ở giữa nhưng không có cùng loại ước định. Ta hiện tại không có tiền, sương mù tà ma nói. Cáo từ, Tống Thư Hàng nói. Nhưng ta có thể đem thân thể cho ngươi, ngươi chỉ cần mang theo ta một bộ phận khác hạch tâm trở về hiện thế là đủ. Sương mù tà ma vội vàng lên tiếng nói, thân thể của ta mặc dù là từ cửu u năng lượng cấu thành. Nhưng nó bên trong ẩn chứa một cái cự đại bí mật. Bí mật kia, cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Bất hủ bí mật sao? Tống Thư Hàng nội tâm suy tư nói người thân thể này bên trong ẩn chứa bất hủ bí mật, vẫn là béo cầu đại lão lúc trước từ ta xấu thận bên trong lấy ra, ta muốn tới làm gì dùng. Nhưng ngay tại Tống Thư Hàng muốn cự tuyệt thời điểm, bạch tiền bối phân thân cánh tay trái lại truyền tới một đạo yếu ớt tin tức. Rất đơn thuần tin tức, chính là loại kia tìm được bảo vật cảm giác. Cụ thể hơn đến nói, hẳn là loại kia tìm được nhiệm vụ đạo cụ trực giác, cũng phản hồi cho Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối cánh tay trái dẫn dắt đến Tống Thư Hàng tiến vào cái này Kha Thiên Đạo phòng tối, không chỉ có là phải hoàn thành cùng Phượng Nghi cầm chủ ước định, càng quan trọng hơn là, Tống Thư Hàng muốn thắng được cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối đánh cược, trước mắt cái này sương mù tà ma thân thể, là phi thường nhiệm vụ trọng yếu đạo cụ. Tốt, Tống Thư Hàng gật đầu nói, vậy liền theo đạo hữu lời nói, ta mang đạo hữu hạch tâm rời đi, đạo hữu thân thể là thuộc về ta. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Cái này nồng đậm cặn bã nam phát biểu ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Cái gì tâm của ngươi không thuộc về ta, nhưng thân thể của ngươi muốn thuộc về ta? Cái gì tâm của ngươi mặc dù rời đi, nhưng nhục thân được lưu tại ta chỗ này? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt chỉ cảm thấy trước mắt vị này mặt nạ đạo hữu cùng sương mù tà ma ở giữa giao lưu đối thoại, quả thực hỏng bét cực độ. Như vậy theo ước định, ta trước hết mang các vị rời đi thiên đạo không gian. Còn xin các vị đạo hữu phối hợp ta. Tống Thư Hàng nguyên thần dứt lời, tay phải hất lên, tụ lý càn khôn. Đầu chọc kiếp tiên, một nam một nữ huyền thánh cùng con kia sương mù tà ma, toàn bộ bị Tống Thư Hàng thu vào nho nhỏ trong tay áo lần này đi ra ngoài không có mặc tay áo quần áo, cũng không biết tụ lý càn khôn không gian có thể hay không rút lại. Nhưng bất kể như thế nào, chen chen liền chen chen, có thể từ thiên đạo phòng tối bên trong ra ngoài cũng không tệ rồi. Còn muốn cái gì xe đạp? Đạo hữu một chiêu này tụ lý càn khôn, quả thực tinh diệu. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trái lương tâm nói chân chính tụ lý càn khôn khi tu luyện tới trình độ nhất định về sau, căn bản không cần tay áo bảo phối hợp. Đưa tay như vậy hất lên thời điểm, pháp thuật sẽ tự động tại ống tay áo chỗ hóa ra tay áo miệng tới.
Giống vị này mặt nạ đạo hữu loại này liền tay áo miệng đều diễn hóa không ra được, vừa nhìn liền biết tu luyện tụ lý cản khôn không đủ 10 năm, vừa mới nhập môn. Đạo hữu quá khen, mấy tháng trước vừa nắm giữ chiêu này tụ lý cản khôn, dùng còn có chút ngượng tay. Tống Thư Hàng ngại ngùng nói. Dứt lời, tâm hắn niệm khẽ động, một lần nữa tế ra mai rùa tiên thuyền, bước vào trong đó. Pháp khí này, có thể mang bọn ta rời đi thiên đạo ngục. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hơi kinh ngạc nói. Thiên đạo phòng tối, cái này truyền thuyết bên trong chỉ có thiên đạo có thể mở ra không gian, vậy mà thông qua một con tiên thuyền liền có thể rời đi. Cửu U Chúa Tể khí tức, Tống Thư Hàng trong tay áo con kia sương mù tà ma càng là toàn thân rung mạnh, nó từ chiếc này mai rùa tiên trong thuyền cảm ứng được quen thuộc Cửu U Chúa Tể hương vị, nhưng cái này cũng không hề là nó chủ nhân cầu Chúa Tể khí tức, mà là càng xa cổ lão, càng có niên đại cảm giác Cửu U Chúa Tể mùi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hơi suy nghĩ một chút, hỏi, đạo hữu người pháp khí này, bán không? Bán không nổi, Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, pháp khí này cũng không phải là ta đồ vật, mà là một vị tiền bối cho ta mượn vật phẩm, là bảo bối của hắn, sau khi dùng xong được trả lại. Huống hồ, coi như tam nhãn tiền bối cố ý muốn bán cái này tiên thuyền, Tống Thư Hàng cũng không hy vọng người khác mua được bọn chúng. Dù sao, có được đem địch nhân đưa vào đến thiên đạo phòng tối thủ đoạn người, càng ít càng tốt. Tống Thư Hàng cũng không hy vọng hắn chân trước đem địch nhân đưa vào đến thiên đạo phòng tối, chân sau địch nhân liền dẫm mai rùa tiên thuyền thoát ra. Còn nữa, mỗi chế tác một chiếc mai rùa tiên thuyền, liền có một con tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ muốn mất đi mai rùa. Không có mua bán liền không có tổn thương. Cự tuyệt tổn thương, từ người ta làm lên. Đáng tiếc, Phượng Nghi cầm chủ tiếc nuối nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, trốn vào mai rùa tiên trong thuyền, khống chế mai rùa tiên thuyền trở về hiện thế. Oanh! Mai rùa tiên trong đò tồn trữ năng lượng một hơi tiêu hao 1/10, tiên thuyền khởi động, cưỡng ép từ thiên đạo phòng tối bên trong chạy trốn, trở về hiện thế vị diện không gian. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, tiên thuyền ngẫu nhiên trốn vào đến hiện thế chư thiên vạn giới một cái nào đó vị diện, bắt đầu trượt. Các vị hành khách, các ngươi tốt, hiện thế đứng đã đến, mời làm tốt chuẩn bị xuống xe. Tiên thuyền sắp mở cửa, xuống xe xin chú ý an toàn. Chúc hành trình vui vẻ tam nhãn hào mai rùa tiên thuyền. Tống Thư Hàng ấm áp nhắc nhở nói. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Sau một khắc, Tống Thư Hàng đưa tay mở ra tiên thuyền đại môn. Lúc này tiên thuyền, vẫn còn cao tốc trượt trạng thái bên trong tiên thuyền từ thiên đạo phòng tối bên trong phá bích mà ra, cần phi thường cường đại tốc độ. Mà cái tốc độ này tại đem tiên thuyền đưa vào hiện thế về sau, sẽ còn để nó cao tốc trượt rất dài khoảng cách. Tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng ở vào cùng tam nhãn tiền bối đổ ước trạng thái, thời gian đang gấp, nhưng không có dừng xe tiễn khách ý tứ. Hắn tay áo đối cao tốc trượt tiên thuyền đại môn hất lên, trực tiếp đem tụ lý càn khôn bên trong đầu chọc kiếp tiên, nam nữ huyền thánh ném ra ngoài. Đầu chọc kiếp tiên cùng nam nữ huyền thánh tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng một cái chớp mắt tiếng kêu thảm thiết liền nghe không được. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Ngươi cứ như vậy để hành khách an toàn xuống xe. An toàn đâu, đến cùng chỗ nào an toàn? Ngươi cái này so máy bay bay đến một nửa, để hành khách trên lưng hạ xuống bao nhảy cơ xuống xe càng bạo lực được không? Nó trên móng vuốt con mắt trơ mắt nhìn xem chính mình thân yêu thuộc hạ trong hư không lăn lộn, xoay tròn, kêu thảm, tràng diện phi thường mất khống chế. Đem khách nhân đưa tiễn sau xe, Tống Thư Hàng đóng lại tiên thuyền cửa, phủi tay, làm miên. Sơ, vọng thiên. Hắn thấy được đứng tại trên cánh tay mình Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, phát hiện chính mình quên đem vị này đại lão buông xuống xe. Cái kia, ta lại kéo cửa xuống, đưa Phượng Nghi đạo hữu ngươi rời đi. Tống Thư Hàng lúng túng nói. Không cần khách khí, đã đến hiện thế, chính ta liền có thể mở cổng không gian rời đi. Phượng Nghi cầm chủ khách khí nói. Nàng cũng không muốn cùng mình thuộc hạ đồng dạng, bị Tống Thư Hàng xoay tròn lấy vứt xuống tiên thuyền. Cái kia, Phượng Nghi cầm chủ chính ngươi đi tốt, lần sau hữu duyên gặp lại. Tống Thư Hàng nói. Hữu duyên gặp lại, Phượng Nghi cầm chủ trả lời mặt khác bì, nàng vừa rồi chú ý tới Tống Thư Hàng cái kia cổ quái vọng thiên âm tiết. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái kia tựa hồ là Bắc Phương đại đế nhà sủng vật quy miệng đam mê từ. Bất quá, nàng không có đi truy đến cùng vị này mặt nạ đạo hữu thân phận. Đối phương đã mang theo mặt nạ, vậy liền đại biểu cho hắn không muốn bại lộ thân phận của mình.
Nàng cần gì phải tự chuốc nhục nhã, đi truy cứu thân phận của hắn. Ta liên hệ hạ bản thể của ta, sau đó chính ta mở cổng không gian rời đi. Sau này còn gặp lại, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bắt đầu câu thông chính mình bản thể. Một hơi, ba hơi, năm hơi. Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác được Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, gắt gao bắt hắn lại cánh tay, cảm xúc kích động. Thế nào, Tống Thư Hàng sững sờ nói. Bản thể của ta, chết rồi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt sửng sốt nửa ngày, nói. Tống Thư Hàng. Chết rồi, hoàn toàn không cảm ứng được, xảy ra chuyện gì rồi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt tâm tính đều băng, đạo hữu, ngươi không phải cùng bản thể của ta hẹn xong, mang ta ra ngoài sao? Vậy ta bản thể đâu? Cùng ngươi ước định bản thể của ta đâu? Tỉnh táo, Phượng Nghi tiên tử ngươi trước tỉnh táo. Ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, bản thể của ngươi đến cùng là chết không thể chết lại đâu. Vẫn phải chết sau ở vào phục sinh giai đoạn, hoặc là giả chết lánh đời. Tống Thư Hàng an ủi. Đối với chết cái đề tài này, hắn xem như bán chuyên nghiệp. Ta không biết, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Đừng hoảng hốt, đừng nóng vội. Tống Thư Hàng giải thích nói, đã ngươi móng vuốt còn có thể sống nhảy nhảy loạn, vậy ít nhất đại biểu cho bản thể của ngươi không phải thần hình câu diệt, còn có cơ hội. Ngươi hảo hảo lặng lặng. Ta là phải hảo hảo lặng lặng. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt một mực nắm lấy Tống Thư Hàng cánh tay, cố gắng bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng. Nói trở lại, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bắt như thế gấp, là không định xuống xe. Được rồi, tạm thời trước hết để cho nàng tỉnh táo lại đi. Trạm tiếp theo, Cửu U Thế Giới. Mời muốn xuống xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng nói đưa Phật đưa đến Tây Thiên, hắn muốn đem sương mù tà ma đưa vào đến Cửu U Thế Giới. Tống Thư Hàng cho tới nay chính là cái giàu có ái tâm người, giúp người làm niềm vui chính là vui vẻ gốc rễ. Đương nhiên, chủ yếu là hắn hiện tại không muốn thật làm cho sương mù tà ma hạch tâm chạy, sau đó đi tìm béo cầu đại lão. Béo cầu đại lão tiểu hào phân thân, hiện tại có thể là tống béo cầu hình thức. Nếu như sương mù tà ma hạch tâm chạy đi tìm đến tống béo cầu về sau, cả hai tiếp xúc, có trời mới biết sẽ phát sinh phản ứng gì. Vạn nhất tống béo cầu lại biến trở về cái kia không đáng yêu béo cầu đại lão, lại muốn khắp thế giới đuổi giết hắn, vậy hắn tống cầu đản được nhiều nhất cả trứng. Cho nên, Tống Thư Hàng chuẩn bị trước đem sương mù tà ma thân thể nắm bắt tới tay, đây là bạch tiền bối muốn nhiệm vụ đạo cụ. Sau đó, lại đem hắn hạch tâm đưa vào Cửu U Thế Giới. Một khi hạch tâm của nó tiến vào Cửu U Thế Giới, liền vạn sự dễ nói. Đạo hữu muốn trực tiếp đưa ta đến Cửu U Thế Giới. Sương mù tà ma nghe được Tống Thư Hàng nghe được lời này về sau, trong lòng không khỏi ẩn ẩn sinh ra một sợi cảm động. Nó trước kia sở dĩ có thể tại hiện thế một mực đi bộ, là bởi vì mượn người nào đó hoại tử thận. Nhưng từ khi hoại tử thận bị thiên đạo di thuế cầu cướp đi về sau, nó tại hiện thế ngốc lâu, liền sẽ tiêu tán. Cho nên, nếu như vị này mặt nạ đạo hữu trực tiếp đưa nó ném ở hiện thế, nó liền phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm thông hướng Cửu U thông đạo. Mà bây giờ, đối phương trực tiếp muốn đưa hắn đến Cửu U thế giới, chẳng khác gì là giúp nó một đại ân. Sương mù tà ma cảm giác trong lòng ấm áp, thế là nó chủ động đem chính mình sương mù thân thể chút bỏ, chuyển giao cho Tống Thư Hàng. Ẩn giấu đi một sợi bất hủ tin tức thân thể từ tụ lý càn khôn bên trong rơi ra, bị Tống Thư Hàng cất kỹ. Đạo hữu, thân thể của ta đã thoát ly, đồng thời ta đã đoạn tuyệt cùng cỗ thân thể này ở giữa kết nối. Ngươi có thể yên tâm nghiên cứu cỗ thân thể này bên trong huyền bí. Ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Sương mù tà ma nói, tóm lại, tạ ơn đạo hữu. Chỉ cần là chư thiên vạn giới người tu luyện, liền không ai sẽ đối bất hủ không có hứng thú. Không khách khí, hẳn là, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Sau đó hắn đưa tay, trong hư không nhẹ nhàng vừa gõ. Tựa như là gõ cửa đồng dạng, một cái Cửu U thế giới thông đạo chi cửa, bị mở ra. Trước mắt như cũ có được Cửu U chúa tể quyền hạn bá tống. Về Cửu U thế giới liền cùng về nhà mình đồng dạng. Cửu U thông đạo mở ra về sau, Mai Rùa Tiên Tuyển trốn vào trong đó. Trạm cuối cùng Cửu U thế giới đến, xuống xe hành khách xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tống Thư Hàng ấm áp nhắc nhở. Sương mù tà ma hạch tâm, vô cùng kích động, không kịp chờ đợi muốn đi vào Cửu U, đi tìm Cửu U chúa tể cầu. Mai Rùa Tiên Tuyển chi cửa lần nữa mở ra, Tống Thư Hàng tay áo vung lên, đem sương mù tà ma hạch tâm vung ra.
gặp lại, Tống Thư Hàng thành khẩn nói trẻ tuổi sương mù tà ma hạch tâm nha, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại. Lúc này Tống Thư Hàng, cảm giác chính mình càng ngày càng phù hợp một cái cửu u chúa tể nhân thiết. Gặp lại, sương mù tà ma hạch tâm nói. Đây là nó lần thứ nhất, đối một nhân loại tu sĩ ôm lấy thân cận cảm giác. Luôn cảm giác, đối phương tựa như là cửu u bên cạnh tồn tại, tất cả cửu u tà ma sẽ không tự chủ được muốn thân cận đối phương. Tạm biệt về sau, Tống Thư Hàng đóng lại mai rùa tiên thuyền, điều khiển nó, lần nữa quay đầu, tiến về kế tiếp thiên đạo phòng tối. Trực giác nói cho hắn biết, tại bạch tiền bối may mắn chỉ dẫn bên dưới, kế tiếp thiên đạo phòng tối, chính là hắn thu hoạch thời điểm. Cửu u thế giới. Đưa mắt nhìn mai rùa tiên thuyền rời đi về sau, sương mù tà ma hạch tâm như là một cái nhỏ đĩa bay, xoay chậm chậm bắt đầu. Năng lượng không nhiều lắm, cũng may nơi này là cửu u thế giới, ta có thể được đến một điểm tà năng tiếp tế. Tiếp xuống, trước liên hệ ta chủ đi, sương mù tà ma hạch tâm thầm nghĩ. Sau một khắc, nó bắt đầu án lấy nhất định tần suất, phóng thích liên hệ béo cầu chúa tể sóng ngắn. Nhưng liên hệ nửa ngày, nó nhưng không có thu được nửa điểm phản hồi. Chuyện gì xảy ra, sương mù tà ma nhíu mày. Vì cái gì hoàn toàn không cách nào liên hệ với chúa tể. Sương mù tà ma không khỏi có chút hoảng hốt bắt đầu. Đặc biệt là nó liền nghĩ tới lần trước, cưỡng ép xâm nhập đến thiên đạo ngục bên trong, cướp đi trong cơ thể nó hoại tử thận thiên đạo di thuế cầu. Sau đó liền nghĩ tới vừa rồi Phượng Nghi cầm chủ câu kia, bản thể của ta chết rồi. Nhà ta cầu chúa tể, sẽ không cũng vong đi. Sương mù tà ma trong lòng đột nhiên phun lên một cái dự cảm không tốt. Tỉnh táo, trước tỉnh táo lại. Ta hạch tâm bên trong, cái kia đạo liên hệ ta chủ phù văn cũng không có vỡ tan. Ta chủ hẳn là còn sống. Rất có thể là nó lại tiến vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn không cách nào kết nối tín hiệu của ta. Sương mù tà ma tỉnh táo phân tích. Như vậy, liền trực tiếp tới cửa đi tìm ta chủ đi. Nó nghĩ như vậy, sau đó thử nghiệm hướng trong trí nhớ béo cầu chúa tể một cái ẩn tàng cứ điểm, chậm rãi tiến lên. Tung bay, cũng liền phiêu 1000 mét không đến khoảng cách, đột nhiên nó cảm ứng được quen thuộc cửu u chúa tể khí tức. Mà lại, cái này cửu u chúa tể khí tức, ngay tại hướng nó phóng thích ra hấp dẫn ý niệm, đang chủ động triệu hoán nó quá khứ. Chủ động triệu hoán hắn cửu u chúa tể, không sai được. Ta chủ liền tại phụ cận. Sương mù tà ma trong lòng hơi động, nó thật nhanh hướng cửu u chúa tể khí tức vị trí tới gần. Mấy hơi về sau, nó đi tới một cái ma hải thế giới biên giới. Mà liền tại trong thế giới này bộ, vị kia triệu hoán hắn cửu u chúa tể, liền đứng yên vào hư không. Ta chủ, không đúng, sương mù tà ma hạch tâm vừa định tới gần, nhưng đột nhiên lại dừng lại. Đây không phải nó nhà cầu chúa tể. Là ngươi tại triệu hoán ta. Ngươi là ai? Sương mù tà ma hạch tâm bất an nói. Trong hư không. Cái kia đầu chọc, thân ảnh cao lớn, đưa lưng về phía hắn, toàn thân trên dưới phóng thích ra cửu u chúa tể khí tức. Từ cái này trần trùng trục sọ não phía trên, sương mù tà ma tựa hồ mơ hồ đọc được đến một chút tin tức. Triệu hoán ngươi người, là ta. Đầu chọc thân ảnh, chậm rãi xoay người lại. Một chương khiến sương mù tà ma đánh chết cũng không tin mặt, bạo lộ ra. Bá tống mặt. Chư thiên vạn giới, duy chỉ có gương mặt này, sương mù tà ma tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Dù sao cầu chúa tể đưa nó chế tác được, chính là vì thu thập bá tống tin tức, cũng âm thầm nhằm vào bá tống. Bá tống là mục tiêu của nó. Không có khả năng, sương mù tà ma thét to. Bá tống, làm sao có thể thành cửu u chúa tể? Chẳng lẽ... Bá tống đã chứng đạo bất hủ. Chẳng lẽ, thiên đạo ngục bên trong thời gian trôi qua tốc độ, cùng hiện thế khác biệt. Chúng ta tại thiên đạo ngục bên trong ngây người mấy tháng thời gian, mà ngoại giới đã qua mấy ngàn năm. Cho nên, bá tống đã tại cái này mấy ngàn năm bên trong, chứng đạo. Không đúng, từ cửu u thế giới phản hồi tới tin tức, thời gian không có lớn như vậy khoảng cách. Ngươi đến cùng là ai? Sương mù tà ma kêu lên. Tại sao phải ngụy trang thành bá tống bộ dáng? Y gạch dưới am bá tống chúa tể cộc, đầu chọc tống pho trên mặt từ bi thiếu dung, đưa tay hướng phía sương mù tà ma hạch tâm một chiêu. Cửu u bên trong, hắn làm chủ. Sương mù tà ma hạch tâm không cách nào kháng cự, thân bất do kỷ, rơi vào tống pho trong tay. Tại cửu u chúa tể quyền hạn tác dụng dưới,
sương mù tà ma hạch tâm bên trong tin tức, không có chút nào bí mật, bị Tống Thư Hàng cưỡng chế đọc đến. Sương mù tà ma nhục thân, ẩn giấu đi một sợi béo cầu đại lão nghiên cứu ra được bất hủ tin tức, mà hắn cái này hạch tâm bên trong, ẩn chứa càng nhiều số liệu. Trong đó, có béo cầu đại lão lợi dụng ngụy bất hủ lực lượng, đem mình lực lượng đưa vào hiện thế, lại không dẫn hạ thiên phạt nghiên cứu. Có lợi dụng ngụy bất hủ lực lượng, tránh đi thiên kiếp thậm chí trái lại ảnh hưởng hiện thế thiên kiếp nghiên cứu. À, nhìn đến đây lúc, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Lợi dụng ngụy bất hủ ảnh hưởng thiên kiếp nghiên cứu, đúng là hắn thứ cần thiết. Thiên lôi bằng tốt nghiệp cộng béo cầu đại lão nghiên cứu, Tống Thư Hàng đối với mình độ ngàn ngày chi kiếp việc này, càng phát ra tràn ngập lòng tin. Thiên lôi bằng tốt nghiệp quy tắc chi lực, có thể một hơi suy yếu thí tiên lôi gần bốn thành tiếp tục thời gian. Bất quá Tống Thư Hàng trong lòng đoán chừng, đến lúc đó tại đối mặt thiên kiếp thời điểm, thiên lôi bằng tốt nghiệp hiệu quả có thể sẽ đánh cái tiểu chiết khấu, dù sao thiên kiếp là không giống bình thường triều nam đại gia, ngoại trừ lấy lôi kiếp làm chủ bên ngoài, thiên kiếp còn có các loại cái khác thuộc tính đại kiếp thủ đoạn, tỉ như khả ái tâm ma kiếp loại hình. Mà béo cầu đại lão nhằm vào thiên phạt, thiên kiếp nghiên cứu, nếu như vận dụng thỏa đáng, tại đối mặt thiên kiếp lúc chí ít có thể suy yếu thiên kiếp một hai tầng tục hàng thời gian. Tống Thư Hàng kết hợp thiên lôi bằng tốt nghiệp cùng béo cầu đại lão thành quả nghiên cứu cộng chính hắn đối thiên kiếp lý giải, trong đầu bắt đầu suy tính diễn hóa tại độ kiếp phương diện, Tống Thư Hàng đã coi như là nửa cái chuyên gia, điểm ấy tiểu thôi diễn với hắn mà nói cũng không khó khăn. Huống hồ, hắn hiện tại là dùng Tống Phò tiến hành thôi diễn, có cửu u chúa tể quyền hạn thêm thành. Hai cái phương án kết hợp lời nói, chỉ ít có thể suy yếu thiên kiếp năm thành tiếp tục thời gian. Nếu như vận dụng thật tốt, sáu thành suy yếu cũng không phải mộng. Tống Thư Hàng mở mắt ra nói. Nói cách khác, giữ gốc đoán chừng, hắn có thể đem kiếp tiên ngàn ngày kiếp áp xúc đến kiếp tiên 500 ngày kiếp. Cái này 500 ngày kiếp bên trong, nói không chừng còn có thể trừ hắn phân thân đã vượt qua hơn 60 ngày ngàn ngày chi kiếp thời gian. Tiếp cận 3 năm kiếp tiên thiên kiếp, có lẽ có thể áp xúc thành 1 năm linh 2 tháng chi kiếp. Một năm về sau, ta liền có thể chứng đạo kiếp tiên. Mặc dù cảm giác thời gian vẫn có chút dài, nhưng thời gian này cũng là có thể tiếp nhận. Tống Thư Hàng nói. Trước mắt, hắn hoàn toàn không lo lắng bản thân sẽ độ kiếp thất bại. Dù sao chỉ dựa vào cửu phẩm thiên kiếp uy lực, hắn hiện tại hoàn toàn có thể nằm qua. Cho dù là uy lực mạnh nhất cửu phẩm thiên kiếp, chỉ sợ cũng rất khó đánh xuyên qua hắn hiện tại cường đại phòng ngự. Chờ hắn lại đem thăng cấp song yếu trường sinh giả cấp tam thập tam thú tổ hợp pháp khí mặc lên. Cái kia đừng nói là cửu phẩm thiên kiếp, liền xem như cửu phẩm thiên kiếp ba ba tới, đều chấn không động hắn. Như thế một dạng lời nói, làm sao cảm giác thiên kiếp độ lên đều không mùi vị. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Không đủ kích thích, không tính khiêu chiến. Đợi đã, tâm tính lại bành trướng. Tống Phò nói. Sau đó, hắn duỗi tay tại bộ ngực mình chọc lấy cái trong suốt động, lộ ra đen kịt lưu ly trái tim, thỏa mãn gật đầu. Bài điểm khí ra ngoài, lại bành trướng xuống dưới liền muốn phát nổ. Sương mù tà ma hạch tâm. Lúc này, hạch tâm đã triệt để tuyệt vọng. Từ bá Tống cưỡng chế đọc đến hắn bên trong tin tức về sau, hắn cũng cảm giác bản thân trong ngoài đều bị làm bẩn. Một mực chờ bá Tống đọc đến xong tư liệu về sau, sương mù tà ma hạch tâm hỏi, bá Tống, ta chủ đâu? Thiên đạo sập, Tống Thư Hàng trả lời. Thiên đạo đã sập. Cái kia cửu u chúa tể nếu như không có trước đó chuẩn bị, cũng sẽ đi theo tự tử. Làm sao có thể, thiên đạo chí ít còn có thể chống đỡ mấy chục năm, ta chủ phỏng đoán qua. Sương mù tà ma hạch tâm nói, người đối với thiên đạo làm cái gì? Tống Thư Hàng. Hắn đưa tay chỉ bản thân, nói, ta một cái nho nhỏ bát phẩm tu sĩ, người cảm giác ta có thể cầm thiên đạo sao? Ta là có thể ăn vụng thiên đạo nhà gạo đâu, vẫn có thể phí thiên đạo nhà vải vóc rồi. Dựa vào cái gì há mồm liền ra, muốn ta đối với thiên đạo sụp đổ phụ trách. Ô ta trong sạch. Sương mù tà ma hạch tâm nghe vậy bình tĩnh lại. Cũng đúng, chỉ là bá Tống, làm sao có thể đối với thiên đạo động tay chân. Thiên đạo nếu có thể bị người động tay chân, đó còn là thiên đạo. Chỉ là, hắn nhìn thấy bá Tống đột nhiên thành cửu u chúa tể, sở dĩ vô ý thức liền hỏi ra vừa rồi cái này hoang đường vấn đề. Thiên đạo sụp đổ khi đó. Ta đang tại độ cái thứ 5 huyền thánh kiếp. Độ kiếp đến cuối cùng thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, thiên đạo liền sập, ta nhưng mà cái gì cũng không làm. Tống Thư Hàng nói,
đột nhiên có điểm tâm hư lên. Nhưng tốt tại Tống Phò toàn bộ hành trình có thể bảo trì một mặt tĩnh mịch biểu lộ. Ta chủ, thật sự triệt để vong sao? Sương mù tà ma hạch tâm, cuối cùng bi ai hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này bi ai hạch tâm, nói, nén bi thương. Tà ma hạch tâm khẽ chấn động một chút, liền xa vào đến tĩnh mịch bên trong, hắn tựa hồ tắt máy. Tống Phò duỗi tay đem hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới tỏa tiên ngục bên trong, để hạch tâm tiểu trợ thủ trông giữ tốt hắn, nói không chừng tương lai còn có thể phát huy được tác dụng. Một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tống Phò ngẩng đầu nhìn hư không. Dù sao bây giờ là đặc thù thời kỳ, là thiên đạo thay đổi giai đoạn. Tống Thư Hàng đối tranh đoạt thiên đạo không hứng thú nhưng thời kỳ này phi thường đặc thù, nếu như muốn thừa cơ làm một số tao thao tác, thời kỳ này là thích hợp nhất thời kỳ. Một khi bỏ qua, có trời mới biết còn có hay không kế tiếp thiên đạo giao thế kỷ có thể chờ đợi. Đáng tiếc, ngàn ngày chi kiếp không thể kéo vào đến cửu u thế giới đến độ. Hắn cái này một thân cửu u chúa tể quyền hạn cũng không phát huy được tác dụng. Không biết còn có hay không thủ đoạn khác, có thể lại áp xúc một chút ngàn ngày chi kiếp thời gian. Cho dù là đem ngàn ngày thiên kiếp tổng uy lực áp xúc một chút cũng tốt. Hắn nguyện ý đi độ uy lực mạnh hơn, thời gian ngắn hơn thiên kiếp. Một bên khác, hiện thế cùng thiên đạo phòng tối thông đạo bên trong. Tống Thư Hàng điều khiển mai rùa tiên thuyền, trên cánh tay đứng đấy muốn lẳng lặng phượng nghi cầm chủ móng vuốt. Tiên thuyền tại bạch tiền bối cánh tay thao tác bên dưới, vững vàng hướng phía dưới một cái thiên đạo phòng tối tiến lên. Lúc này, đột nhiên Tống Thư Hàng thân thể run nhẹ nhẹ một chút, đây là tới tự ở Tống Phò tin tức cùng hắn hoàn thành đồng bộ. Có ý tứ, đem ngàn ngày chi kiếp một hơi áp xúc đến hơn một năm. Tống Thư Hàng nói khẽ. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt. Bất quá, nếu như một năm này thời gian có thể lại áp xúc một chút, thì tốt hơn. Tống Thư Hàng lại nói. Chính đang khi nói chuyện, mai rùa tiên thuyền kịch liệt gia tốc, xâm nhập đến mới thiên đạo phòng tối bên trong. Ngươi còn muốn tiếp người? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hỏi. Vị này mặt nạ đạo hữu công tác, sẽ không chính là đến thiên đạo phòng tối bên trong đến vớt người a? Ta muốn tiếp người đã toàn bộ tiếp xong, hiện tại là ta cùng một vị tiền bối đổ ước thời gian. Ta cần tại từng cái thiên đạo ngục không gian bên trong tìm kiếm một kiện bảo vật. Tống Thư Hàng trả lời. Chính đang khi nói chuyện, đột nhiên có một đoạn ký ức tại đầu óc hắn chỗ sâu thức tỉnh. Đó là một đoạn tại không biết bạch số 1 đến 33 thế giới lúc phát sinh sự tình, tại cái kia thế giới chỗ sâu nhất, có một cái cổ thần phong ấn. Không biết bạch số 1 đến 33 phụ trách phong ấn cái kia đủ để hủy diệt thế giới cổ thần. Trong phong ấn cổ thần, là một đầu hóa thạch cự đản bộ dáng. Nương Tống Thư Hàng tiếp xúc đến hắn lúc, hắn đang đứng ở cuồng bạo, sắp thức tỉnh trạng thái. Vì để phòng vạn nhất, ngay lúc đó Tống Thư Hàng linh cơ khẽ động, đem cái này hóa thạch cự đản đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong, để nó hảo hảo lặng lặng. Vọng thiên, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Liên quan tới hóa thạch cự đản ký ức đột nhiên khôi phục, vậy liền đại biểu cho hắn đã tiến vào cái này hóa thạch cự đản sở giam giữ thiên đạo phòng tối bên trong. Gia hỏa này, cũng không dễ chọc a. Oanh! Tống Thư Hàng suy nghĩ vừa mới lóe lên, nơi xa đã có một đạo mang theo lực lượng hủy diệt xúc tu, đánh tới hướng mai rùa tiên thuyền. Không cần đoán, Tống Thư Hàng liền biết cái kia hóa thạch cự đản bên trong phong ấn cổ thần, đã nhận ra hắn đến. Cùng sử dụng nhiệt liệt nhất hoan nghênh phương thức, hướng hắn biểu đạt nhiệt tình của mình. Quá nhiệt tình, bình thường người không chịu đựng nổi. 2019 năm ngày 30 tháng 6, hôm nay là tiểu manh tân Tống Thư Hàng tiếp vào nhiệm vụ, đi tiếp Bạch Chân Quân xuất quan thời gian. Đồng thời, một ngày này kỳ thật cũng là Bạch Tiền Bối sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ, Bạch Tiền Bối. Cũng chúc các vị đạo hữu hôm nay Âu Bạch phụ thể, may mắn bạo kích. Khởi điểm có thiểm bình phong bạch tiền bối sinh nhật hoạt động, đại gia vui sướng chơi vui đi. Nếu như có thể mà nói, Tống Thư Hàng hy vọng bị phong ấn cổ thần nhiệt tình, có thể thoáng làm lạnh một số, đối với hắn lãnh đạm một điểm. Lúc này, đứng ở Tống Thư Hàng trên cánh tay Phượng Nghi cầm chủ sững sờ. Nàng và mặt nạ đạo hữu mới vừa gia nhập cái này thiên đạo ngục không gian, lại đột nhiên chịu đến công kích. Bị giam tại chỗ này thiên đạo ngục ra hỏa, mất trí sao? Nàng và mặt nạ đạo hữu là thông qua tiên thuyền tiến vào thiên đạo ngục dưới tình huống bình thường, không phải hẳn là tiến lên đây, mọi người tốt hảo giao lưu một chút.
sau đó thử hỏi một chút có thể hay không thông qua giao thù lao phương thức, đón khách đoạn đường, rời đi cái này chết tiệt thiên đạo ngục sao. Trực tiếp lên đến liền mở đại chiêu công kích, đây là mất trí rồi. Đối mặt loại này mất trí ra hỏa, căn bản là không có cái gì tốt nói. Lan, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Nàng móng vuốt nhỏ tìm tòi, hư không bên trong huyễn hóa ra một đầu tất phương cự trảo, đón lấy đầu kia xúc tu. Vừa lấy được bản thể đã chết bi thống tin tức, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt vừa vặn tâm tình không tốt. Lúc này, đột nhiên đánh tới đầu này xúc tu lại đụng vào cửa, vừa vặn thành nàng phát tiết tâm tình đối tượng. To lớn móng vuốt tóm chặt lấy xúc tu, hung hăng nắm chặt. Thái dương chân hỏa pháp tắc tại Phượng Nghi cầm chủ đầu ngón tay quấn quanh, lập tức liền đem đầu kia xúc tu nắm bạo, bất diệt chân hỏa càng là tìm hiểu nguồn gốc, dọc theo xúc tu gốc một đường thiêu đốt hướng cái kia xúc tu bản thể. Tống Thư Hàng thừa cơ tại mai rùa tiên thuyền bên trên nhẹ nhàng vỗ, đem hắn thu hồi, miễn cho tiên thuyền ở sau đó chiến đấu bên trong bị hủy hắn cũng không có tiền bồi tam nhãn thiếu niên tiền bối một chiếc tiên thuyền. Nhiều nhất, hắn có thể dùng vân thước tử tiền bối tóc đi lừa gạt một đầu tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ tới, đền bù tam nhãn thiếu niên tiền bối tổn thất. Oanh! Nơi xa, truyền đến một trận bạo hưởng. Là đầu kia xúc tu chủ nhân, chủ động cắt ra xúc tu, cũng đem hắn dẫn bạo. Vừa đối mặt, phòng ấn cổ thần ngay tại Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bên trong ăn thua thiệt. Bạo tạc năng lượng tản ra. Tống Thư Hàng cùng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Ở nơi đó, có một đầu cự đại hóa thạch trứng lơ lửng vỏ trứng bên trên mở từng cái lỗ thủng, xúc tu chính là từ nơi này chút lỗ thủng bên trong chui ra. Nhìn rất ngán, không thế nào ăn ngon bộ dáng. Còn không có hoàn toàn thức tỉnh, Tống Thư Hàng có chút hiếu kỳ nhìn qua cái này hóa thạch trứng bên trong cổ thần, thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước tại không biết bạch 1 đến 33 nhân tạo thế giới bên trong, cái này cổ thần liền có dấu hiệu thức tỉnh, lập tức liền muốn phá xác mà ra. Hiện tại cũng qua lâu như vậy thời gian, cổ thần lại còn không có hoàn toàn phá xác. Thậm chí từ khí tức nhìn lại, hắn tựa hồ biến càng thêm suy yếu, hoàn toàn không có tại nhân tạo thế giới lúc như vậy uy phong. Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo phòng tối áp chế, ở chỗ này năng lượng của nó không chiếm được bổ sung, sở dĩ biến càng phát ra suy yếu. Gia hỏa này rất mạnh, dù cho suy yếu, nhưng vẫn như cũ khó đối phó. Lúc này... Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trầm giọng nói. Đối phương cho dù ở suy yếu trạng thái, nàng cũng không có nắm chắc tất thắng. Mà lại, nàng từ đối diện gia hỏa này trên người cảm ứng được thái cổ khí tức. Đây là một thứ từ thái cổ một mực sống đến bây giờ quái vật. Rất có thể từ thái cổ lúc liền bị nhốt tại thiên đạo ngục bên trong, một mực sống đến nay, mới có thể biến suy yếu như vậy. Là rất mạnh, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thời kỳ toàn thịnh cổ thần. Chỉ sợ không kém gì hà chỉ ma đế cấp bậc kia. Ngươi thứ muốn tìm là cái gì? Tìm được không có, nếu như tìm được, chúng ta không bằng lấy bảo vật liền lập tức rút lui. Phượng Nghi cầm chủ nói. Còn không manh mối, Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn thứ ba thần nhãn đang cố gắng quét hình cả cái thiên đạo phòng tối, tạm thời còn không thu lấy được. Đồng thời, hắn cũng phát hiện mình và tam nhãn tiền bối đánh cược một cái sơ sẩy. Tu sĩ bởi vì thiên đạo phòng tối mà che đậy ký ức, tại cùng trong trí nhớ vật thể tiến vào cùng một cái thiên đạo phòng tối lúc, liền sẽ giải tỏa tương quan ký ức tựa như hắn vừa rồi nhớ lại cổ thần hóa thạch chứng sự một dạng. Nói cách khác, đồng dạng là tìm kiếm bảo vật, tam nhãn thiếu niên tiền bối chỉ cần tiến vào thiên đạo phòng tối, liền có thể thông qua ký ức khôi phục cùng không, lập tức đánh giá ra bảo vật có ở đó hay không cái này phòng tối bên trong. Không có ở đây, hắn có thể trực tiếp quay đầu. Đi tới một cái thiên đạo phòng tối bên trong đi. Ở phương diện này hắn chiếm cứ ưu thế cự lớn. Không hổ là cửu u chúa tể, mặt ngoài công bằng. Nếu như ván này thua, ta cũng phải muốn một cái tương tự đánh cược phương án, đem tam nhãn thiếu niên tiền bối cho hố trở về. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Cái kia muốn đổi hắn sao? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt phân tích nói, nếu như muốn đổi nó, chúng ta có thể thử nghiệm trước tìm ra nhược điểm của nó. Cũng thừa dịp hắn suy yếu thời khắc, bằng phương thức hữu hiệu giải trừ sức chiến đấu của nó. Nhược điểm, Tống Thư Hàng nắm vuốt đẹp mắt cái cằm, rơi vào trầm tư. Ngươi lên trước, cùng hắn tranh tài mấy trăm hiệp, ta tại bên cạnh lược trận, tìm kiếm nhược điểm của nó. Phượng Nghi cầm chủ nói. Ta ngược lại thật ra muốn ra tay, nhưng ta sợ vừa ra tay liền lộ tẩy,
đến lúc đó chính là ta Tống mỗ nhân 1v2, bị các ngươi hai nhà đè xuống đất ma sát. Tống Thư Hàng tâm nói. Dù sao hắn tới tới lui lui liền mấy cái kia chiêu số, phân biệt độ quá cao. Bất quá, nói lên nhược điểm lời nói, hắn ngược lại là có một số đầu mối. Bất hủ manh mối. Đã từng, hắn cùng Da Đen Vũ Nhu Tử đã đoán, cổ thần trên người đã từng thiện một mặt chia ra đến, biến thành về sau lông dê số 2 bất diệt chi chủ. Bất diệt chi chủ đã từng một mực ở vào ngủ say trạng thái hắn tại thái cổ thời gian, đã từng vượt cấp cưỡng ép tiếp xúc bất hủ bản nguyên tin tức, cuối cùng bất hủ lực lượng tác dụng dưới, xa vào đến dài rằng giặc ngủ say. Nếu không phải về sau Tống Thư Hàng hao nó lông dê quá mức, hắn đến bây giờ nói không chừng còn ngủ. Sở dĩ, có lẽ bất hủ manh mối đối cổ thần cũng sẽ có lực hấp dẫn cực lớn. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng yên lặng lấy ra trước đó lấy được sương mù tà ma thân thể. Bạch tiền bối ở cái trước thiên đạo phòng tối ở bên trong lấy được đạo cụ, đoán chừng hiện tại liền muốn phát huy được tác dụng. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái này đạo cụ, muốn làm sao sử dụng? Đem hắn ném ra. Không ổn, ném ra lời nói, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Đối diện, đương Tống Thư Hàng đem cái kia ẩn chứa một sợi ngụy bất hủ tin tức đạo cụ lấy ra lúc, hóa thạch trứng bên trong cổ thần đột nhiên kích động lên. Hắn vỏ trứng bên trên gần trăm đạo xúc tu siêu một chút, xuyên thấu không gian, hướng phía Tống Thư Hàng tập cuốn tới. Không được, số lượng nhiều lắm, ta hiện tại chỉ là một cái móng vuốt, không ứng phó qua nổi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Tỏa tiên chi nhãn, Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh, thứ ba thần nhãn kích hoạt. Một đạo cửu u chúa tể tự tay lưu lại không gian phong tỏa pháp thuật càn quét mà ra, rơi vào tất cả xúc tu cùng cổ thần bản thể cái này bên trên. Không gian ngưng kết, cả cái không gian phảng phất bị hóa đá. Phàm là tại tỏa tiên chi nhãn phạm vi bên trong bất luận cái gì vật thể, đều bị kẹt tại thạch hóa không gian bên trong, không cách nào động đậy. Phượng Nghi cầm chủ. Cái này không gian pháp thuật, hảo sinh bá đạo, khiến cho nàng hâm mộ. Nếu như nàng ngay lúc đó không gian phong tỏa thủ đoạn cũng có như thế cường hãn, liền sẽ không để lúc ấy cấn tay bá tống xâm nhập đến thánh nhân phục sinh không gian, làm rối loạn nàng phục sinh thiên đế kế hoạch. Dung hóa chi nhãn, bên cạnh, định trụ cổ thần về sau, Tống Thư Hàng không chút do dự kích hoạt cái thứ hai đồng thuật. Hai cái pháp thuật này số liệu đã tại phân tích bên trong. Phân tích sau khi hoàn thành, hắn có thể dựa vào bản thân lực lượng thi pháp. Không cầu giải quyết triệt để rơi hóa thạch trứng bên trong cổ thần, nhưng ít ra cũng phải để nó mất đi sức chiến đấu, để nó không có cấn tay cơ hội. Phàm là tương đối cấn tay đồ vật, liền tuyệt đối không thể cho hắn nhảy nhót cơ hội. Điểm ấy Tống Thư Hàng là từ trên người chính mình lấy được kinh nghiệm. Tỉnh lại là một chiếc gương, hắn có thể đem chúng ta sai lầm thanh thanh sở sở soi sáng ra đến, khiến cho chúng ta có sửa lại cơ hội. Mà Tống Thư Hàng thông qua tỉnh lại, thì được đến quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thuật kỹ năng nhị liên phát, mà lại đều là cửu u chúa tể tam nhãn tiền bối lưu tại Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn bên trong kỹ năng. Này bằng với là cửu u chúa tể tại tuyến cách không phát chiêu, uy lực gần so với tam nhãn thiếu niên tiền bối tận mắt phóng thích đồng thuật yếu hơn một chút xíu. Liền xem như trường sinh giả đại lão, chính diện đứng ai cửu u chúa tể hai chiêu, thân thể cũng sẽ như bị móc sạch. Huống chi trước mắt cổ thần hóa thạch trứng ở vào cực độ suy yếu trạng thái. Dung hóa chi nhãn uy lực đảo qua cổ thần chỗ vị trí nháy mắt, tất cả theo trứng xác bên trong dọc theo người ra ngoài xúc tu toàn bộ bị hòa tan thành cho tàn. Ngay sau đó, cổ thần vỏ trứng bản thể cũng bị hòa tan thành nước. Nhìn thấy trước mắt đồng thuật uy lực, Tống Thư Hàng tâm tình vui vẻ giá trị cộng một. Dù sao tiếp qua không lâu, hắn cũng có thể nắm giữ cái này dung hóa chi nhãn. Chờ Long Lạc nữ sĩ đem cái này hai chiêu đồng thuật số liệu phân tích ra về sau, hắn đồng thuật liền có thể hóa thành liên chiêu. Tới trước một chiêu tỏa tiên chi nhãn cố hóa không gian, định trụ địch nhân, ngay sau đó nho ra thánh nhân cường giả giám định chi nhãn đuổi theo, đón thêm một chiêu phôi thai ngưng thị, cuối cùng lại lấy dung hóa chi nhãn kết thúc công việc. Đồng thuật tứ liên, quả thực hoàn mỹ. Xử lý sao? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vô luận là tỏa tiên chi nhãn vẫn là dung hóa chi nhãn, uy lực đều phi thường siêu quy. Để nàng có loại thiên đế tự mình xuất thủ ảo giác. Vị này mặt nạ đạo hữu thực lực chân chính, hẳn là đạt đến thiên đế cấp độ. Còn không có, nó không có dễ dàng như vậy bị xử lý.
Tống Thư Hàng trả lời. Hắn không xác định cái này cổ thần sinh mệnh lực có bao nhiêu ương ngạnh, nhưng Tống Thư Hàng biết, muốn giết chết cổ thần tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, nếu không, tại cái kia nhân tạo cự nhân tiểu thế giới bên trong, cũng sẽ không có một số 33 không biết bạch phụ trách phòng ấn cái này cổ thần. Cho nên, Tống Thư Hàng không có dừng tay. Tại dung hóa chi nhãn thả ra ngoài về sau, bản thân hắn cũng không có nhàn rỗi, trong tay kết động bá thần trụ pháp quyết ấn ký. Dung hóa chi nhãn hiệu quả còn tại cổ thần trên thân tứ ngược, Tống Thư Hàng chiêu tiếp theo đã oanh sát mà tới. Trường sinh trụ, hà chỉ trụ. Đây là Tống Thư Hàng nắm giữ rất nhiều bá thần trụ bên trong, hôm qua cường đại nhất công phạt trụ tử. Hôm nay thứ hai cường đại. Cao 50 mét lớn hà chỉ trụ trong hư không ngưng hình, ma diễm ngập trời, bá khí nghiêm nghị. Cán bên trên có phức tạp phù hội đồ, đây là hà chỉ ma đế năm đó ma quốc đồ ma thần trụ chỗ cắm, đều là hà chỉ ma quốc. Trụ mũi nhọn chỗ, càng có một cái dữ tợn đại ma pho tượng, đây là hà chỉ ma đế chân thân hình tượng. Căn này bá thần trụ hiện thân, tựa như là hà chỉ ma đế đích thân tới. Thân là tại thái cổ thời đại cùng cẩu đản cha tranh đoạt thiên đạo chi vị tồn tại, hà chỉ ma đế là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong ma đạo kình thiên trụ. Tại thái cổ trận kia cuối cùng bất hủ chi chiến trước, cẩu đản cha là đông bộ chư thiên vạn giới vô địch vương giả, hà chỉ ma đế là tây bộ chư thiên vạn giới cái thế ma đế. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt không tự chủ được nắm chặt Tống Thư Hàng cánh tay. Đi, Tống Thư Hàng tay phải dùng sức ném một cái. Đem to lớn hà chỉ trụ đánh phía hòa tan bên trong cổ thần. Oanh hà chỉ trụ hướng phía cổ thần nghiền ép mà đi. Tại cán bên trên, cái kia ma quốc đồ bị cụ hiện hóa ra, hóa thành một cái chân chính vạn ma quốc độ, ép hướng cổ thần. Giờ khắc này, hà chỉ trụ không phải một cây trụ, nó là ngàn ngàn vạn vạn căn trụ tạo thành ma quốc. Bị hòa tan không gian bên trong, không ngừng truyền ra tiếng kêu chói tai. Kia là cổ thần bị dung hóa chi nhãn cùng hà chỉ thuật song trọng thật sâu tổn thương gầm thét. Thật ngoan cường sinh mệnh lực, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trầm giọng nói. Cái này hóa thạch vỏ trứng bên trong đại lão, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ. Nàng đem chính mình bản thể thay vào đến cổ thần vị trí, thôi diễn một lần chính mình bản thể nhận khóa tiên nhãn cộng hòa tan mắt cộng cổ quái ma trụ liên kích tràng cảnh, thôi diễn kết quả là. Giữ nhiều lành ít. Trừ phi ngay từ đầu có thể tránh thoát tỏa tiên chi nhãn, nếu không tại không gian kia đều bị cố hóa, không nhúc nhích được tình huống dưới, vô luận là ai đều sẽ trở thành bị đánh biêng ngắm. Mà trước mắt cái này hóa thạch xác bên trong tồn tại, ở vào cực suy yếu bên trong, lại còn có thể gánh vác tổn thương, không ngừng phát ra tinh lực 10 phần gầm thét nếu như đối phương là hoàn chỉnh trạng thái, không có hư nhược lời nói, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Ra khỏi vỏ, lúc này... Tống Thư Hàng lại quát khẽ một tiếng. Hà chỉ trụ bên trong, lấy hà chỉ ma đế pho tượng làm đao chuôi, một thanh to lớn ma thủ trảm mã đao từ cán bên trong rút ra. Trụ tử chỉ là vỏ đao, hà chỉ trụ công kích chân chính, giấu ở một đao kia bên trong. Đao ra, ngập trời ma ý toàn bộ ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên. Hà chỉ trụ đại biểu cho hà chỉ ma đế vạn ma quốc độ, mà cái này hà chỉ đao liền đại biểu cho hà chỉ ma đế công phạt thủ đoạn. Mạnh nhất ma thần trụ sức công kích, bị ngưng tụ tại một đao kia bên trong. Tống Thư Hàng thể nội từng cái hạch tâm linh lực, liên tục không ngừng bị rút lấy, đều dung nhập tại một đao kia bên trong. Đao rơi, thế giới phảng phất bị một đao kia bổ ra. Hòa tan không gian bên trong, cổ thần tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng. Hà chỉ đao trở vào bao. Hà chỉ trụ chậm rãi tiêu tán. Bị hòa tan không gian cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mơ hồ không gian khôi phục bình thường. Tại nguyên bản hóa thạch cổ thần chỗ vị trí, chỉ để lại một bãi xanh biếc chất lỏng, còn có một số vỏ trứng mảnh vỡ. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhìn chằm chằm cổ thần chỗ vị trí, cả kinh nói, dạng này cũng còn không chết. Cái kia một bãi bị hòa tan chất lỏng bên trên, còn tràn ngập ngoan cường sinh mệnh lực. Nó còn tại nhúc nhích, ý đồ một lần nữa dung hợp. Không cách nào chém ngược căn nguyên của nó, Tống Thư Hàng nói. Vừa rồi hà chỉ đao cuối cùng cái kia một chảm, không chỉ có thể chảm nhục thân, âm thầm càng phối hợp Tống Thư Hàng nguyên thần liệt giải chân kinh thủ pháp, nghịch chảm nguyên thần, dễ nứt nguyên. Nhưng cuối cùng một đao nhằm vào nguyên thần chảm kích, thất bại. Đây là cái gì? Không được, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đột nhiên kêu lên, trên người nàng nháy mắt bốc cháy lên hừng hực chân hỏa, đưa nàng cùng Tống Thư Hàng bao quanh bao khỏa.
hỏa diễm hóa thành một tầng phòng ngự, đem tới gần hỏa diễm vật chất thiêu đốt hầu như không còn. Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn cẩn thận quét qua, phát hiện trong hư không có rất nhiều nhỏ đến không cách nào quan sát tế bào, liền vừa rồi chiến đấu xé mở nhỏ vết rách bên trong, đều ẩn giấu đi từng hạt nhỏ tế bào. Những thứ này tế bào có được quỷ dị đặc thù ẩn tàng thủ đoạn, liền tu sĩ thần thức đều không thể phát giác được bọn chúng, thậm chí, thứ ba thần nhãn tại không có chuyên chú quan sát bên dưới, đều sẽ không để ý đến những vật nhỏ này. Thứ ba thần nhãn chuyên chú quan sát bên dưới, có thể nhìn thấy những thứ này tế bào trong khoảng thời gian ngắn nảy mầm, sinh trưởng vì từng cây lông tóc xúc tu, dùng mình. Có thể lừa gạt qua cửu u chúa tể thứ ba thần nhãn, loại thủ đoạn này có lẽ có thể trở thành cùng tam nhãn tiền bối đánh cược đạo cụ. Tống Thư Hàng ở thời điểm này, đột nhiên phát kỳ tưởng. Phượng Nghi cầm chủ kịp thời bốc cháy lên chân hỏa tầng phòng ngự, chặn trong hư không tới gần Tống Thư Hàng nhỏ tế bào. Nhưng ở nàng phát giác được những thứ này nhỏ xúc tu tế bào trước đó. Đã có không ít nhỏ tế bào rơi vào nàng cùng Tống Thư Hàng trên thân. Phượng Nghi cầm chủ trên móng vuốt, nháy mắt mọc ra một tầng bạch bạch lông tóc. Tống Thư Hàng trên thân cũng không ngoại lệ. Những thứ này nhỏ tế bào sinh trưởng sau khi hoàn thành, tựa như cùng ký sinh vật, ý đồ tại Tống Thư Hàng trên thân cắm rễ. Đâm, đâm, đâm. Nhưng vô luận những thứ này nhỏ tế bào biến thành xúc tu bán thêm sức lực, nhiều vất vả, lại ngay cả Tống Thư Hàng ra cũng đâm không mặc. Đặc biệt là bộ mặt xúc tu, càng là đâm ra tâm tình tuyệt vọng. Cẩn thận trong tay ngươi xương mù thân thể. Lúc này, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt lên tiếng nhắc nhở. Những thứ này ký sinh lông tóc xúc tu phi thường cổ quái, lấy nàng trường sinh giả cấp thể chất, đều không chống đỡ được những thứ này lông tóc xúc tu cắm dễ nói cách khác. Những thứ này lông tóc xúc tu ký sinh năng lực, là viễn siêu phổ thông trường sinh giả cấp bậc pháp tắc cấp thủ đoạn công kích. Trường sinh giả pháp tắc cấp ký sinh tà pháp, tự nhiên không chỉ là ký sinh đơn giản như vậy. Khi những thứ này lông tóc xúc tu cắm dễ tại nàng trên móng vuốt về sau, nàng liền cảm giác trong cơ thể mình năng lượng bị liên tục không ngừng rút đi. Thậm chí, khi nàng ý đồ thay đổi trên người thủ hộ hỏa diễm, muốn đem những thứ này lông tóc xúc tu thiêu tẫn lúc, lại phát hiện những thứ này lông tóc xúc tu vậy mà đối nàng hỏa diễm sinh ra kháng thể. Ký sinh ở trên người nàng sau lông tóc xúc tu, tại hấp thu nàng năng lượng đồng thời, còn đang không ngừng tiến hóa, cũng nhanh chóng sinh ra miễn dịch nàng chân hỏa năng lực. Phượng Nghi cầm chủ thủ đoạn đương nhiên không chỉ là hộ thể chân hỏa, nàng còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển. Bất quá những thủ đoạn kia lực sát thương to lớn, thi pháp lúc, nàng được rời đi mặt nạ đạo hữu cánh tay, miễn cho ngộ thương đạo hữu. Thế là, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt chủ động từ Tống Thư Hàng trên cánh tay thoát ly. Tại thoát ly trước, nàng lên tiếng nhắc nhở mặt nạ đạo hữu từ vừa mới bắt đầu nàng liền chú ý tới, những thứ này xúc tu lông tóc công kích mặt nạ đạo hữu chân chính mục tiêu, là trong tay hắn cái kia đoàn từ xương mù tà ma trong tay đạt được thân thể. Nhưng mà, Phượng Nghi cầm chủ nhắc nhở âm thanh vừa dứt, liền thấy Tống Thư Hàng trên người lông tóc xúc tu, đã ngược lại quấn lấy cái kia đoàn xương mù thân thể. Tùy tiện từ Tống Thư Hàng trong tay đem nó cướp đi. Phượng Nghi cầm chủ. Nàng nhìn có chút không thấu vị này khả năng đạt tới thiên đế cấp độ mặt nạ đạo hữu, rõ ràng cường đại như vậy, vì cái gì lại đơn giản như vậy để người cướp đi bảo vật trong tay. Chẳng lẽ, hắn là cố ý? Tống Thư Hàng đối Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt mỉm cười, đồng thời hắn niệm lực khẽ động, bắt lấy những cái kia ký sinh ở trên người hắn nghĩ mọc rễ vào hắn trong da xúc tu lông tóc. Lại dùng niệm lực nhất trà sát, liền đem những thứ này ký sinh lông tóc xúc tu xoa thành một cái tiểu mao cầu. Thật sự là hắn là cố ý để những cái kia lông tóc xúc tu mang đi cái kia đoàn xương mù ngụy bất hủ thân thể hắn tại cái kia đoàn xương mù trong thân thể tăng thêm liệu. Tống Thư Hàng là cái học sinh, mà lại là cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, hắn tin tưởng vững chắc tri thức chính là lực lượng. Tri thức thiết quyền, có thể diệt địch từ trong vô hình. Phượng Nghi cầm chủ tiên tử không nên động, ta trước thay tiên tử giải quyết những thứ này tiểu xúc tu. Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Hắn đưa tay đối Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nhẹ nhàng một nắm, bạch tiền bối thân truyền dầu cù là niệm lực kích phát, trực tiếp đem ký sinh trên người Phượng Nghi cầm chủ xúc tu lông tóc toàn bộ cuốn lên. Sau đó hai tay của hắn xoa động, đem những thứ này xúc tu lông tóc xoa vào đến trước đó tiểu mao cầu bên trong. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt phát ra một trận êm tai chim tiếng gáy, là đau. Những thứ này lông tóc xúc tu có thể là đã cắm rễ tại trong cơ thể của nàng, Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động lúc,
là đem những thứ này xúc tu tận gốc thông qua, đau đến nàng đều gọi ra bản âm. Điểm ấy là Tống Thư Hàng sơ sẩy, hắn coi là những thứ này xúc tu lông tóc đâm không mặc da của mình, vậy khẳng định cũng đâm không mặc chính quy trường sinh giả Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt làn da. Trong hư không, những cái kia lông tóc xúc tu thấy mục tiêu đã đạt tới, liền thật nhanh rút lui. Đầy trời tế bào lông tóc xúc tu, trong nháy mắt toàn bộ trở về đến bản thể bên trong. Tống Thư Hàng niệm lực nhanh chóng xuất thủ bắt giữ, lại chỉ bắt được cuối cùng nhất một phần nhỏ. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng nói. Hắn dùng niệm lực đem bắt được cái kia bộ phận xúc tu lông tóc cũng xoa đi qua, xoa vào đến tiểu mao đoàn bên trong. Cái này tiểu mao đoàn hắn được mang về, vô luận là trở thành tiền đánh bạc hoặc là đánh cược đạo cụ, thậm chí là dùng để bán cho cái gì đều có thể bán đại lão, đều rất không tệ. Đỉnh tiêm trường sinh giả trên thân chia ra tới tiểu xúc tu, tuyệt đối là bảo vật. Hoa! Đối diện, vô số tiểu xúc tu lông tóc trở về đến cái kia đoàn hòa tan chất lỏng màu xanh biếc về sau, bãi kia chất lỏng màu xanh lục bắt đầu biến hóa, cuối cùng. Nó biến thành một đoàn lông dài chất lỏng màu xanh biếc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối dung hóa chi nhãn cùng Tống Thư Hàng hà chỉ trụ công kích, không phải tốt như vậy ai. Coi như cổ thần sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực điểm, trong thời gian ngắn nó cũng phải tiếp tục đóng vai lục sắc slime nhân vật. Nhưng đối với cổ thần đến nói, tất cả đều là đáng giá. Từ đối phương trong tay đoạt lại sương mù thân thể bên trong, ẩn giấu đi một loại đối với nó có chí mạng lực hấp dẫn khí tức bất hủ, hoặc là nói là tiếp cận bất hủ khái niệm tồn tại. Nếu như có thể đem những vật này phân tích ra, vậy nó thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Mà lại, hắn bản năng, nó linh hồn chỗ sâu nhất trực giác, cũng đang thúc giục gấp rút lấy nó đi đem cái này sương mù thân thể cho đoạt lại, nó cần vật này. Đối diện, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt tại đau từng cơn qua đi, trở xuống đến Tống Thư Hàng trên cánh tay, dùng mã hóa truyền âm phương thức hỏi, ngươi là cố ý đem thứ này để nó lấy đi. Ân, Tống Thư Hàng gật đầu truyền âm trả lời. Nghe được mặt nạ đạo hữu khẳng định hồi phục về sau, Phượng Nghi cầm chủ liền không hỏi thêm nữa, mà là một lần nữa chú ý cái kia cổ thần, nhìn một chút đối phương đạt được sương mù thân thể sẽ có biến hóa gì. Nó so ta tưởng tượng càng mạnh, Tống Thư Hàng nói. Cổ thần chiến lực ước định cần tăng cường. Thái cổ thời kỳ, nó bởi vì ở vào cuồng bạo mất trí trạng thái nguyên nhân, chiến lực so ra kém từ trên thân chia ra tới bất diệt chi chủ. Nhưng bây giờ, trải qua vô số năm phong ấn về sau, hắn cuồng bạo hóa trạng thái cùng mất trí trạng thái tựa hồ đạt được làm dịu. Có nắm chắc đối phó nó sao? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt truyền âm nói. Tri thức chính là lực lượng, Tống Thư Hàng trả lời. Phượng Nghi cầm chủ. Mà lúc này, đối diện, cổ thần tàn khu khi lấy được sương mù thân thể về sau, liền không kịp chờ đợi đưa nó dung nhập vào trong cơ thể của mình. Nó phân tích đồ vật thủ đoạn thô bạo đơn giản, trực tiếp nuốt vào, tại thể nội tiến hành tiêu hóa và phân tích. Phân tích ra về sau, sương khói kia trong thân thể bí mật, chính là của nó. Sương mù thân thể đã mất đi hạch tâm khống chế, ở vào y thuận tuyệt đối trạng thái. Cổ thần đưa nó nuốt vào về sau, nó ngược lại còn biết phối hợp cổ thần, đem trong cơ thể mình ngụy bất hủ bí mật thổ lộ. Cổ thần tàn khu bắt đầu chấn động. Một cái huyễn tượng tại nó bên người hiển hiện chân thực huyễn tượng. Nhân tạo cự nhân tiểu thế giới. Cái này nhân tạo cự nhân tiểu thế giới tất cả số liệu, Tống Thư Hàng đều có được. Hữu dụng, không hữu dụng số liệu, bây giờ đều tồn trữ tại Tống Thư Hàng trong đầu. Trước đó không lâu, Tống Thư Hàng còn dùng trong đó đám cự nhân ăn uống ngủ nghỉ cùng các loại vô dụng sinh sản tư thế tin tức, hóa thành to lớn rác rưởi số liệu, để dùng cho địch nhân chế tạo số liệu rót não tổn thương. Tại chân thực huyễn tượng bọc vào, cổ thần bắt đầu phân tích ngụy bất hủ lực lượng. Tại nó từng bước một xâm nhập phân tích thời điểm, đột nhiên có một cái mới động thái giao diện, xuất hiện trước mặt nó. Đương, đáng đương đáng, đương, tại một chuỗi cổ quái âm nhạc bên trong, giao diện biến hóa, một cái nhỏ màn hình tại trước mặt nó mở ra. Nhỏ trên màn hình, có C, D, E, F phân bàn giao diện, thậm chí còn có DVD ổ đĩa quang G bàn. Bên cạnh, một cái gọi mãng lân cận tiêu ký, cùng một cái gọi IEO biểu tượng. Cổ thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 175.